Chương 3524, âm dương chi hỏa. Tuy nhiên, Lục Chí nốt ruồi xanh không tiến đến chỗ thân thể của người nhà Akiyama, mà nhìn đôi nam nữ đang trong tình trạng điên cuồng. Lục Chí trên mặt hiện lên vẻ âm lăng, sau đó há miệng hướng về phía Diệp Phàm và Akiyama Mako mà hút. Bởi vì giờ phút này Diệp Phàm và Akiyama Mako đang điên cuồng, phía trên hai người hình thành một khối không khí màu lục hỏa rất kỳ dị. Lục Chí muốn hấp thu thuần âm dương chi vi được trải qua âm dương giao hợp mà thành. Lúc này hai người Diệp Phàm lại có những cảm giác khác nhau, Diệp Phàm lạnh đến mức run rẩy, còn Akiyama Mako thì toàn thân giống như bị lửa đốt. Tuy nhiên, mặc dù hai người cực lạnh cực nhiệt khác nhau, nhưng hình như đều mất chi giác rồi. Lục sắc khí trên đầu không ngừng bị Lục Chí hút đi. Không lâu sau, thân thể Diệp Phàm bỗng khô quắt lại một cách rõ rệt, nếu như Lục Chí tiếp tục hút thì không chừng hai người sẽ trở thành thây khô mất. Trong lúc Lục Chí cười điên cuồng chuẩn bị đi đến chỗ thân thể của Akiyama Linifu. Mẹ nhà mày chứ, Diệp Phàm đột nhiên giống lên một tiếng, trong tay rút ra một thương đập về phía Lục Chí. A, làm sao ngươi có cái này không thể? Hồn khí của Lục Chí giãy giụa một cách điên cuồng trên không trung. Lão già khốn kiếp, bây giờ thì biết sự lợi hại của mộc thương này rồi chứ. Ông đây sẽ giết chết ngươi. Cây mộc thương của Diệp Phàm đương nhiên là lấy được từ sư phụ của Sa Kim Linh ở Không Động Thần Cung. Cây thương này tên là Diệt Hồn Thương, nhằm vào hồn khí thì rất hiệu quả. Bởi vì nó được chế từ luyện hồn mộc. Tình trạng của hồn khí kia lúc này rất thảm, nhưng Diệp Phàm vẫn không có ý định dừng lại, chuẩn bị tiếp tục đập. Khoan đã, ngươi còn dám ra tay à, lão phu là thiên thần hạ phàm, ngươi mau chóng bái lại ta đi. Lục Chí hét lớn. Thiên thần hạ phàm cái con khỉ, không phải chỉ là hồn khí của cao thủ cổ đại còn lưu lại hay sao? Đừng có giả bộ thần thánh trước mặt ông đây nữa. Ngươi tưởng rằng ta không biết gì hay sao? Nhất định là ngươi đã đoạt được thân thể của Akiyama Mita rồi chuyển sang kiếp khác. Ngươi còn muốn bịp ta ư, ngươi còn non lắm. Diệp Phàm mắng lại. Cái này ngươi cũng biết à? Lục Chí nhất thời tròn mắt, ngươi biết mà ta không biết hay sao? Diệp Phàm hào hứng, ta sẽ đem âm dương chi hỏa trả cho hai người các ngươi, thủ hạ lưu tình. Người này hét lớn, vừa rồi khi không phòng bị Diệp Phàm đập cho một nhát, khiến hồn khí của y mất đi ba phần, nếu như tiếp tục đập mấy cái nữa thì không chừng y sẽ hoàn toàn xong đời. Nói xong, người này hé miệng phun hỏa về phía hai người Diệp Phàm. Thử một chút, cảm giác vô cùng thoải mái, cảm giác không có nguy hiểm. Diệp Phàm cảnh giác hấp thu lục khí. Tuy nhiên, diệt hồn thương trong tay lại thu nhỏ lại. Lão già, âm dương chi hỏa rốt cuộc là cái quái gì thế? Diệp Phàm hỏi. Đây là hỏa khí nhân tạo khi long dương chi thể dung hợp với âm hỏa chi thể mới có thể tạo thành. Có thể điều tiết âm dương. Hơn nữa cũng có thể làm một thủ đoạn công kích. Loại hỏa này đối với hồn khí mà nói là vật đại bổ. Người này nói. Ba Diệp Phàm cảm giác tuy công lực không thể đột phá. Nhưng toàn thân tinh lực 10 phần. Loại âm dương chỉ hỏa này có thể điều tiết nhân thể, khiến cho cơ năng các mặt của người ta đạt tới điều hòa. Đây đối với con người mà nói là rất quan trọng. Đem chút âm dương chi hỏa cho cậu ta đi. Diệp Phàm chỉ vào Bao Nghị nói. Lục Chí không có cách nào. Đành phải truyền chút âm dương chi hỏa cho Bao Nghị. Diệp Phàm một chưởng đánh về chiếc đầu của Akiyama Mita. Ba một tiếng, chiếc đầu tan nát. Người Lục Chí phẫn nộ muốn điên. Bởi vì Diệp Phàm đã chặt mất đường rút lui của ông ta. Đây là sự trừng phạt đối với ngươi vì đã hãm hại ta. Diệp Phàm hừ lạnh, mặc quần áo vào, tuy nhiên quần áo của Akiyama Mako đã bị rách nát hết, Diệp Phàm đành phải lột lấy quần áo của người nhà Akiyama đang nằm dưới đất cho cô mặc. Thế nào, ngươi có cách để mình tiếp tục tồn tại không? Mau nói đi, nếu không ta sẽ tiễn ngươi về chầu trời đấy. Diệp Phàm giơ diệt hồn thương lên. Hai. Cho ta tạm thời ngủ ở mộc thương của ngươi đi. Quái, ngươi còn dám ngủ ở đó sao? Ngươi có biết rằng cây thương này được chế từ cái gì không? Tự tìm đường chết à? Diệp Phàm hỏi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không biết rồi. Luyện hồn mộc tuy nói có khắc chế hồn khí, nhưng luyện hồn mộc chi tâm là nơi rất tốt cho hồn khí. Hơn nữa, luyện hồn mộc bên ngoài có thể bảo vệ để hồn khí tránh khỏi sự xâm hại bên ngoài. Lão ma ta tính toán kỹ như vậy rồi mà không ngờ ngươi lại hồi tỉnh được. Ta thật sự không phục, ngươi tỉnh lại thế nào chứ? Với thân thủ tiên thiên đại viên mãn của ngươi thì không thể nào tránh được mê huyễn ma âm của ta. Lục Chí hỏi. Ông tự xưng là lão ma, có phải là đại ma đầu ở thời cổ đại, chuyên làm những chuyện xấu không? Diệp Phàm hỏi.
không thể nói như vậy, tuy nói ra làm rất nhiều việc xấu, nhưng đó đều là những người đáng chết. Lục Chí nói, lão ma ông tên là gì? Không phải tên là lão ma chứ? Diệp Phàm hỏi, lão phu à, ha ha, năm đó bọn họ kêu ta là huyễn ma. Lúc đó bọn ta được xưng là cửu thiên thập địa ma. Mười đại ma đầu bọn ta giết người máu chảy thành sông được đấy, huyễn ma nói ra lịch sử của mình. Xem ra thời đó ông rất lợi hại, nhưng, có phải cuối cùng vẫn bị người ta tiêu diệt hay không? Sau đó phải trốn vào đây, Diệp Phàm châm chọc nói. Hai, đều là cửu thiên, là chúng hại bọn ta. Huyễn ma tức giận nói. Cụ thể thế nào, cửu thiên là ai? Diệp Phàm nổi hứng thú. Cửu thiên là 9 người, bọn họ lấy chữ thiên để đặt danh hiệu. Ví dụ, người đứng đầu của cửu thiên kêu là thiên tuế. Huyễn ma nói đến đây, Diệp Phàm không nhịn được cười to, ồ, thế là bị thiên tuế một ngày tuổi giải quyết à? Mẹ kiếp, thằng oát con này. Hừ, cẩn thận một chút, dám gọi ta là oát con à, ông chán sống rồi đúng không? Diệp Phàm giơ diệt hồn thương lên, huyễn ma lập tức sụt cổ, cười nịn nói, ha ha, ta gọi quen rồi. Thời đó ai dám nói lung tung trước mặt ta thì đó là những kẻ không biết chữ chết là gì. Vậy có muốn ta dạy cho cách viết không? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Thôi, khỏi cần, huyễn ma nói. Nhớ kỹ, từ nay về sau phải gọi ta là Diệp Đại. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Diệp Đại, lá cây cũng lớn sao? Huyễn ma hỏi. Nói lung tung gì thế, bảo ông kêu thì ông cứ kêu. Nếu không, ta có thể tiêu diệt ông đấy. Tự suy nghĩ đi. Diệp Phàm ra vẻ thần bí, thật ra vừa rồi hắn cũng bị mê loạn thật, nhưng sau đó bị vật lạnh kích thích mới tỉnh lại. Được được, ngươi là Diệp Đại, huyễn ma không có cách nào. Đúng rồi, trong cửu thiên, như thiên tuế chẳng hạn, có bản lĩnh thế nào? Các ông có phải bị bọn họ diệt không? Diệp Phàm hỏi. Hai, xem như gặp phải khắc tinh rồi, bọn ta diệt thiên diệt địa diệt nhân, cuối cùng lại gặp 9 tên trong cửu thiên này, ai cũng chết. Còn ta trốn đến chỗ này thì gặp lão tổ tông của gia tộc Akiyama. Vừa hay, thân thể ông ta thích hợp để ta chuyển sinh, ta lìa lợi dụng hồn khí chi thuật để chuyển thân. Hơn nữa, hồn khí của ta cũng không tệ lắm. Các đời của gia tộc Akiyama đều xuất hiện người thích hợp để ta chuyển sinh. Cứ như vậy, ta đã chuyển được 8 lần rồi. Không ngờ, khi đến lần thứ 9 thì gặp ngươi. Không lẽ đây là ông trời muốn diệt huyễn ma ta? Huyễn ma vẻ mặt phẫn nộ hướng lên trời. Chính là 8 đầu người trên vách động này sao? Diệp Phàm nói. Hơn nữa, ta phát hiện gia tộc Akiyama này cũng rất thần bí, bọn họ có một bộ bí thuật tên là Hồng Huyết Đao Pháp. Đao Pháp này cũng không biết là đời gia chủ nào tạo ra. Có thể lợi dụng đao này để tiến hành huyết tế. Về sau hợp lực của gia tộc Akiyama hoàn thành một lần chuyển sinh của ta. Có cách này hỗ trợ thì ông vớ bở rồi, nhưng mà, ông cũng rất lợi hại có đúng không? Diệp Phàm nói. Đó là đương nhiên, năm xưa ta là huyễn ma mà ai gặp cũng phải sợ đấy. Huyễn ma đắc ý nói. Chưa chắc đâu, tôi nói là ông có thể chuyển sang kiếp khác 8 lần. Phương diện này thì lợi hại, nghe nói điều kiện để chuyển sinh ít nhất phải đạt đến thoát thần cảnh giới. Hơn nữa, phải là đại viên mãn thì xác suất thành công mới cao một chút. Nhưng cái này xác suất thành công thấp đến mức đáng thương, nghe nói 100 người chỉ có 2 đến 3 người thành công mà thôi. Mà ông đã chuyển sinh 8 lần. Đây không phải chứng tỏ 8 lần ông đều luyện đến thoát thần cảnh giới hay sao? Tuy nhiên, lần thứ 9 này tôi cảm thấy không có hy vọng lắm. Diệp Phàm nói. Chương 3525, Hồng Huyết Đao Thuật Thần Bí. Đều bị ngươi phá hủy hết rồi còn hy vọng cái nỗi gì nữa? Huyễn Ma căm giận nói. Cho dù tôi không phá hư thì ông cũng chẳng có hy vọng. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Mẹ kiếp, ngươi không phá hư thì làm sao ta không có hy vọng được? Huyễn ma tức giận, vừa muốn giống lên, nhưng nhìn thấy diệt hồn thương thì giọng nói liền trở nên yếu hẳn. Nói ông rốt cũng đúng, Akiyama Linyifu hiện giờ mới đạt đến cảnh giới gì? Diệp Phàm hừ nói. Bán tiên thiên, huyễn ma trả lời. Thế không phải là xong rồi sao? Diệp Phàm nói. Thế là sao? Ngươi nói cho rõ đi xem nào. Ta ghét nhất kiểu nói úp mở như vậy đấy. Huyễn ma đôi khi tính khí còn giống như trẻ con. Akiyama Linyifu 50 tuổi rồi mới đạt đến bán tiên thiên, cả đời này của ông ta liệu có đạt đến thoát thần cảnh hay không? Chỉ đến bán niệm khí thôi đã giỏi lắm rồi. Vì vậy cho dù ông có chiếm được thân thể của ông ta thì lần chuyển sinh thứ 9 của ông cũng sẽ thất bại. Diệp Phàm châm chọc nói. Bất kể có được hay không thì cũng có hy vọng.
hiện giờ bị ngươi phá hết rồi, một chút hy vọng cũng không có nữa. Hơn nữa, cho dù hắn không đạt đến thoát thần cảnh nhưng ta cũng có cách để tìm được thứ có thể ký sinh trên người hắn trước khi hắn chết. Ngươi tưởng tám thân thể mà ta dùng để chuyển sinh kia đều là thoát thần cảnh hay sao? Không phải, như Akiyama Mita kia chẳng hạn, có thể cắt đầu để ở đây. Người trẻ tuổi, đừng có coi thường cái bể nước kia. Nơi này chính là nhãn tuyền của âm hỏa dưới lòng đất, cộng thêm, hồng huyết đao pháp thần bí của nhà Akiyama thì cơ bản có thể giúp ta bảo tồn hồn khí một lần nữa. Chỉ cần bảo tồn được hồn khí, ta sẽ lợi dụng uy tín của lão tổ tông nhà Akiyama để khiến bọn họ tìm một thân thể thích hợp cho ta có đúng không? Cứ như vậy ít nhất cũng giúp ta không bị tử vong trong một thời gian. Huyễn Ma Dương Dương tự đắc nói. Xem ra hồng huyết đao thuật này đúng là lợi hại, không ngờ còn có công hiệu này, Diệp Phàm cũng có chút tâm động. Hồng huyết đao thuật còn phải kết hợp với âm hỏa tuyền nhãn này nữa mới được, hơn nữa phải là người của gia tộc Akiyama, người ngoài thì không thể thi triển được đao thuật này. Đây cũng là tính đặc thù của nó, Huyễn Ma nói. Không phải ông nói rằng có thể kêu một người của Akiyama giúp ông tìm một người ngoài để chuyển sinh, người ngoài này không có huyết thống của Akiyama thì ông cũng đâu thể dùng được hồng huyết đao thuật. Diệp Phàm hừ nói. Cũng không nhất định, ngươi nhìn xem, Akiyama Mako là thân thể âm hỏa. Nếu như có thể tìm được thân thể âm dương dung hợp thì cũng có thể thi triển được hồng huyết đao thuật. Huyễn Ma nói, người này dường như nói ra tất cả, nhưng Diệp Phàm cũng không thể hoàn toàn tin ông ta. Vậy thì tôi cũng không thể thi triển được hồng huyết đao thuật. Diệp Phàm nói, cái này, đương nhiên là có, tuy nhiên, phải xem là ta có dạy ngươi hay không. Huyễn Ma cười khan nói. Không sao cả, Diệp Phàm nhún vai. Chẳng lẽ ngươi không muốn trăm năm sau chuyển sinh sao? Ta thấy cả đời này có lẽ ngươi cũng sẽ đạt đến thoát thần cảnh đấy. Nếu có hồng huyết đao thuật tương trợ thì tốc độ luyện công của ngươi sẽ tăng lên nhiều. Và lại, nếu có hồng huyết đao thuật thì xác suất thành công để chuyển sinh là được tăng lên 10%. Huyễn Ma nói, muốn hấp dẫn Diệp Phàm. Ha ha, ông không nói cũng được mà. Tuy nhiên, tôi sẽ không cho ông ngủ trong cây thương này. Đến lúc đó, ha ha, dính vài phát đập của cây thương này thì ông cũng ha ha. Diệp Phàm cười gượng, uy hiếp ông ta. Người đang uy hiếp ta. Huyễn Ma tức giận giống lớn, tuy nhiên, lập tức truyền đến một tiếng hét thảm, bởi vì ông ta đã bị Diệp Phàm đập cho một nhát thương. Huyễn Ma chỉ có thể nhíu mày một cách đau khổ. Thật ra, Diệp Phàm cũng khá liều. Nếu như Huyễn Ma liều lên thì cả hai cũng đều thảm hại như nhau. Chúng ta cùng làm vụ này nhé. Huyễn Ma hỏi. Ông nói, Diệp Phàm hừ một tiếng. Người giúp ta đem hồn khí chiếm vào trong thân thể của Akiyama Linyifu thì từ nay về sau, Akiyama Linyifu chính là ta. Đến lúc đó, không phải ngươi có thêm một bán tiên thiên cường giả có thể đi cùng ngươi bất cứ lúc nào sao? Hơn nữa với kinh nghiệm của lão ma ta, tốc độ nâng cao công lực sẽ rất nhanh. Sau khi ta đem hồng huyết đao thuật truyền cho ngươi, bởi vì nguyên nhân Akiyama Mako đã dung hợp thân thể với ngươi, cho nên ngươi cũng có thể được hưởng ưu đãi về tốc độ nâng cao công lực. Hai chúng ta kết hợp với nhau, sau này Akiyama sẽ thuộc về ngươi. Huyễn Ma nói. Ha ha, đúng thế, khi để ông gia tăng tốc độ nâng cao công lực thì chúng tôi sẽ trở thành người hầu của ông. Huyễn Ma à, ông cũng biết tính toán đấy. Diệp Phàm cười nói. Tạm thời ta không có khả năng vượt qua ngươi, mà tốc độ nâng cao công lực của ngươi cũng không chậm có đúng không? Hơn nữa, ngươi cũng có thể chế ước ta mà. Ví dụ như, hồng huyết đao pháp của gia tộc Akiyama chỉ có thể thực thi ở đây mà thôi. Ngươi có thể khống chế nơi này. Đến lúc đó ta cần sử dụng cái gì cũng đều phải thông qua ngươi. Như vậy không phải ngươi cũng có thể khống chế được tốc độ nâng cao công lực của ta sao? Hơn nữa, ta lấy nhân phẩm của Huyễn Ma ta để đảm bảo. Tuy rằng khi còn sống bọn ta cũng đã làm không ít việc xấu, nhưng từ trước đến giờ luôn nói một là một hai là hai. Huyễn Ma nói. Diệp Phàm cũng có chút động tâm. Huyễn Ma nói đúng là cũng có lý. Như vậy thông qua Huyễn Ma có thể khống chế được gia tộc Akiyama rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm quay đầu lại nhìn Akiyama Mako, hắn lại lắc đầu thở dài. Vì sao, có chuyện tốt như vậy mà ngươi không đồng ý? Huyễn Ma thiếu chút nữa thì trừng mắt. Con người đều có tình cảm, dưới ảo ảnh của ông tôi đã làm tổn thương người con gái đáng thương này. Nếu như lại để ông chiếm lấy thân thể của cha cô ấy thì tôi có còn là người nữa không? Diệp Phàm nói, ngươi cũng thật là lằng nhằng, cha cô ấy không phải vẫn còn sao. Ta sẽ thương cô ấy còn hơn cả Akiyama Linyifu nữa. Và lại, ta cũng biết quan hệ của cô ấy với ngươi.
ta sẽ chiều chuộng cô ấy giống như nữ hoàng. Đến lúc đó, nếu ngươi nhớ tới cô ấy thì cũng có thể đến thăm. Nếu cô ấy sinh ra em bé thì ta sẽ nhận làm đồ đệ. Cái này, một công bao nhiêu việc thế rồi còn gì? Huyễn Ma nói. Không cần nói nữa, bất kể ông nói thế nào thì tôi cũng không làm vậy đâu. Hơn nữa, tôi muốn xin ông lập tức cho Akiyama Linyifu một chút âm dương chi hỏa, ít nhất, đừng để cho công lực của ông ấy giảm xuống. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Người đúng là ngốc, ta không cho được nữa, nếu cho nữa thì ta sẽ mất đời. Huyễn Ma nói. Không cho cũng được thôi, bây giờ ông sẽ mất đời luôn. Diệp Phàm hừ lạnh, sơ diệt hồn thương ra. Người đừng có ép ta, nếu để ta nóng lên là ngươi cũng xong đời đấy. Ngươi có thể diệt hồn khí của ta, nhưng trước khi hồn khí của ta bị tiêu diệt hoàn toàn thì ta đã giết chết ngươi rồi. Không tin thì thử xem. Huyễn Ma kêu lên. Ông tên là Huyễn Ma mà, điều này chứng tỏ sở trường của ông là chế tạo âm ba ảo ảnh. Nhưng cái đó lại vô dụng đối với tôi. Chỉ cần khi tôi còn tỉnh, thì với thực lực của tôi có thể tiêu diệt được ông. Không tin thì cứ thử xem. Diệp Phàm hai mắt sáng quắc lên nhìn Huyễn Ma. Hai người này giống như hai con gà trọi vậy. Diệp Phàm biết, giờ phút này mình phải chịu đựng. Khoảng 5 phút đồng hồ sau, quả nhiên, Huyễn Ma thở dài. Tiểu Huyễn, ông cũng đừng có buồn bực quá. Thật ra có thể tìm thân thể phù hợp với ông sau mà. Trái đất này còn nhiều người lắm, tìm một người phù hợp với ông hẳn sẽ không khó chứ. Đến lúc đó tôi sẽ trợ giúp ông hoàn thành chuyển sinh thuật. Diệp Phàm nói, tung ra một viên kẹo. Hai, biển người mênh mông, biết bao giờ mới gặp được người thích hợp chứ. Hơn nữa, dù có gặp được một người, nhưng vì người đó không có quan hệ huyết thống với gia tộc Akiyama, cho nên ta cũng không thể hoàn thành chuyển sinh thuật được. Bởi vì khi còn ở thân thể Akiyama Mita chỉ có thể đạt đến tiên thiên, mất đi sự hỗ trợ của hồng huyết đao thuật thì căn bản không thể hoàn thành được chuyển sinh thuật. Trừ phi tìm được một người thích hợp, dung hợp âm dương với Akiyama Mako thì mới có chút hy vọng, nhưng Huyễn Ma vừa nói đến đây đã bị Diệp Phàm ngắt lời, mắng. Mẹ kiếp, người phụ nữ của ta mà để cho người khác nhúng chàm sao? Tôi thấy ông muốn ăn đánh rồi đấy. Thì ngươi vẫn chưa nghe xong mà, thật ra dù có âm dương dung hợp với cô ấy nữa thì cũng vô dụng. Bởi vì, lần đầu tiên của cô ấy đã dành cho ngươi rồi. Chỉ có ngươi mới có tư cách vì nguyên nhân của cô ấy mà nhận được sự cho phép của hồng huyết đao thuật. Và lại, Mako là một người con gái cực kỳ thanh thuần. Mấy năm nay cô ấy đều nhớ nhung một người TQ. Hiện giờ ta mới biết, ngươi có thể cùng với cô ấy hoàn thành âm dương pháp trong hồng huyết đao thuật, là vì trong lòng hai người các ngươi đã có hình ảnh của nhau. Cho nên, hai người các ngươi mới có thể mê luyến như điên dại dưới ảo ảnh của ta như vậy, cuối cùng tạo được ra âm dương chi hỏa cực kỳ tốt. Huyễn Ma thở dài một cái, vỗ vỗ vào người Akiyama Linyifu, lục hỏa truyền vào, thân thể của Akiyama Linyifu lại khôi phục lại bình thường. Ngươi không thể ép được ta nữa rồi, hiện tại ta không những đã trả lại toàn bộ âm dương hỏa đã hút từ các ngươi, mà đến các tự thân chi hỏa của ta cũng đã bị tổn thất một phần rồi. Huyễn Ma nói. Vậy, ông thử xem có vào cây thương này được không? Diệp Phàm nói. Huyễn Ma thử, rốt cuộc cũng vào được. Thế nào? Bên trong thoải mái chứ? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Cũng tạm, không được thoải mái bằng ở đầu Akiyama Mita, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Huyễn Ma nói. Nếu tôi dùng cây thương công kích này thì ông sẽ giúp tôi đúng không? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Ngươi, không được không được. Huyễn Ma kêu lên. Ha ha, tuy rằng ông là hồn khí của người cổ đại, nhưng tôi biết, mấy năm nay ông đã nhận thức lý luận và tư tưởng của người hiện đại rồi. Ngủ ở nhà người ta thì cũng phải nộp tiền thuê nhà có đúng không? Cây thương này đâu thể cho ông ở không được. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, khiến cho Huyễn Ma nghẹn họng. Chương 3526, Ma Cửu Thiên Thập Địa. Được được, Huyễn Ma ta hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy cái gì gọi là vô liêm sỉ rồi. Rõ ràng là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, cũng là ngươi làm ta thành ra thế này. Cuối cùng lại còn muốn ta vì ngươi mà đấu tranh sao? Huyễn Ma nói. Ông không ở cũng được thôi, vậy bây giờ đi đi, tôi không giết ông. Nhưng ở đây không thể cho ông ở được, ông theo tôi ra bên ngoài giống rồi ông thích đi đâu thì đi. Diệp Phàm tôi nói lời giữ lời. Diệp Phàm nói. Vậy cùng với việc ngươi dùng diệt hồng thương trạc tử có gì khác ta chứ? Huyễn Ma lầm bầm nói. Chính là như thế, có lẽ hy vọng của ông chính là muốn ký thác lên người ta. Cho nên, ông phải nghe lời tôi. Tôi là người duy nhất giúp được ngươi chuyển kiếp.
nếu ta chết thì ông cũng không sống nổi đúng không? Diệp Phàm nói. Thôi, xem này, hôm nay là ngày xui xẻo của tôi. Năm đó, Huyễn Ma oai phong lẫm liệt vậy mà hôm nay phải lưu lạc thế này. Sớm biết hôm nay không bằng nắm đó thì cùng Thiên Tâm xuống suối vàng cho xong, tránh được tình thế thê thảm như ngày hôm nay. Bị một con búp bên bắt nạt như thế. Bỗng chốc Huyễn Ma như có cảm giác mất mát thực sự. Thiên Tâm, lẽ nào là người trong tim ông sao? Lấy người này là tốt, Thiên Tâm có lẽ cũng là một cao thủ chứ. Diệp Phàm thấy hứng thú. Đối với chuyện của cổ nhân tên này đều có hứng thú. Bởi vì hắn có thể học được nhiều bí quyết từ trong đó mà xã hội hiện đại không có được, thu hoạch những kinh nghiệm quý giá. Đương nhiên, cô ấy là sư muội của ta, cũng là một trong số thiên thập địa ma, nhưng cô ấy là trong cửu thiên, chính cô ấy đã phá ảo ảnh của ta. Ôi, sư muội, đây là muội có tội gì? Cuối cùng muội lại là người đi trước ta. Huyễn Ma còn có vẻ si tình. Vậy xem ra 9 người trong cửu thiên đó đều lợi hại hơn ngươi. Nhưng sư muội phá ảo ảnh của ngươi sao lại đi tước? Diệp Phàm hỏi. Cô ấy phá ảo ảnh của ta, chính là cô ấy không đành lòng nhìn tôi bị người của cửu thiên giết chết. Lúc tôi bị thương nặng, cô ấy đã quay đầu bảo vệ tôi. Kết quả là trúng một chưởng của người cửu thiên. Ôi! Huyễn Ma dường như rơi lệ. Được rồi, nhưng Huyễn Ma, ngươi đã qua 9 lần chuyển kiếp, lần này cũng coi như là người chuyển kiếp thành công. Dù thành ra như vậy, ngươi cũng gần giống với người khoảng 50 tuổi. Thời đó có phải là Triều Tống không? Diệp Phàm hỏi. Thúi lắm, Triều Tống đã là gì? Không ngờ là Huyễn Ma lại hừ lạnh nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Lão ma ta là người của thời Tam Quốc, năm đó ta đã là cao thủ thì Gia Cát Lượng mới chỉ đang mặc khố thôi. Huyễn Ma hừ nói. Vậy cũng phải khoảng 1.800 năm rồi, chuyện này. Ngươi đã chuyển kiếp qua 8 thời, lẽ nào người của mỗi thời ngươi đều sống được khoảng 200 năm sao? Xem ra gia tộc Akiyama thật sự là trường thọ. Diệp Phàm nói, có chút không tin vào chuyện này. Có gì lạ sao, cao thủ thoát thần sống đến 200 tuổi là chuyện bình thường. Không sống được quá 200 tuổi mới là không bình thường. Cái gì gọi là thoát thần, đó chính là cao thủ phong giới cao nhất trên trái đất của chúng ta. Huyễn Ma nói, không phải chứ. Không phải Vũ Vương Thước lợi hại hơn các ông nhiều sao? Diệp Phàm nói châm chọc, chính là muốn nói những lời sáo rỗng này. Ừ, cũng khá lắm, người cũng biết y sao? Huyễn Ma hình như bất ngờ. Tôi không thể biết sao, có gì lạ à, tôi còn biết rất nhiều, có lẽ còn biết nhiều hơn ông đấy. Diệp Phàm mặt dày nói. Người ba hoa thôi, người biết nhiều hơn ta, sao có thể thế được? Từ kinh nghiệm chuyển kiếp 8 thời từ Tam Quốc đến bây giờ mỗi lần chuyển đều rất hung ác. Nhưng, cuối cùng vẫn chuyển kiếp được cho đến tận bây giờ, sóng gió của 1.800 năm ta đều trải qua. Đương nhiên, trừ khoảng thời gian ta chuyển kiếp không thành công ra. Huyền Ma nói, không thành công, có ý gì vậy? Không thành công sao ngươi có thể sống đến thời Akiyama Mita kia được? Diệp Phàm có chút chưa hiểu. Thực ra nói cho ngươi biết cũng không tiện lắm. Cũng không phải là mỗi thời để chuyển kiếp thành công. Hơn nữa, cũng không phải là mỗi thời đều sống được đến 200 tuổi. Chẳng qua là thời gian có khoảng cách, ví dụ như, dáng vẻ của ta bây giờ thuộc về trong đầu Akiyama Mita trước đây. Chờ một ngày ta chọn được mục tiêu thì lúc đó yêu cầu của ta mới có thể chuyển kiếp được. Cho nên, thực ra, mặc dù ta nói ta là người thời Tam Quốc, nhưng ta thực sự chuyển kiếp thành công ở các triều đại cũng không dài. Thậm chí có những triều đại tôi cũng không rõ. Hơn nữa, sau tôi chuyển sang kiếp khác đều say mê luyện công. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ đột phá đến cảnh giới thoát thần. Làm gì có thời gian mà đi xử lý đến những chuyện linh tinh, may Akiyama nhà nào cũng rất giàu có cũng giải trừ được sự lo lắng của ta. Huyễn Ma nói. Nhưng, nhìn qua tuổi tác của ngươi cũng không phải là lớn. Hơn nữa, khuôn mặt này của ngươi cũng không phải là khuôn mặt ban đầu. Ông nhìn ra sao? Diệp Phàm hỏi, cũng không ngạc nhiên nhiều. Đương nhiên rồi, bộ mặt này của ngươi đã trải qua quá trình cơ bắp tạm thời bị biến dạng. Thực ra, chớp mắt là ta có thể nhìn ra bộ dạng ban đầu của ngươi. Cũng khá lắm, qua loa mà vẫn đẹp trai, tuổi chắc khoảng 30. Huyễn Ma nói, ừ, tôi biết không trốn được con mắt của ông, nếu không sao có thể gọi là cao thủ thoát thần cảnh được đúng không? Diệp Phàm nói, đó là đương nhiên rồi, chúng ta là mắt thần là gì nào? Nhưng, sao ngươi lại biết một số chuyện của Vũ Vương Thước,
có phải nghe người trong nhà kể không? Hình như Huyễn Ma cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này. Ông nói trước đi, ông bảo chuyện gì cũng biết còn gì. Diệp Phàm hỏi, muốn ta nói sao? Huyễn Ma người này có giống những tố chất thần kinh, nhất thời trở nên thông minh thực sự, rồi nhất thời lại thành hồ đồ đến ngu ngốc. Chúng ta trao đổi thông tin là được, cũng không thể nói là ai lợi hơn ai. Thực ra, Vũ Vương chết đã mấy ngàn năm rồi, về ông ta vẫn còn là một câu đố, lẽ nào ông không muốn giải câu đố cho ông ta hay sao? Diệp Phàm hỏi, người này là bí mật lớn nhất trong thiên hạ, nghe nói là sau đó mấy ngàn năm còn có cao thủ tìm kiếm bí mật của ông ta. Nói đến người này, ta là người rõ nhất, bởi vì, cửu thiên thập địa ma chúng ta có chút quan hệ với ông ta. Huyễn Ma nói, có quan hệ. Diệp Phàm thốt ra, ngay cả hơi thở cũng gấp hơn. Một tia thay đổi này Huyễn Ma cũng cảm nhận được, y quầy gửi nói. Trong 10 người thì có đến 9 cao thủ nghe thấy câu này thì có tâm trạng giống ngươi. Có gì lạ sao, bí mật của Vũ Vương rất kỳ lạ, cũng rất thần bí, chúng tôi muốn tìm hiểu cũng là bình thường. Diệp Phàm ra vẻ đứng đắn. Biết vì sao gọi là cửu thiên thập địa ma không? Huyễn Ma nhìn thấy tình hình của Diệp Phàm như vậy dường như là người này đã lấy lại được không ít cân bằng rồi. Không biết. Diệp Phàm thành thật lắc đầu. Đã từng nghe về đại sư cửu chỉ chưa? Vẻ mặt của Huyễn Ma có vẻ biểu cảm. Lẽ nào là thần đạo cửu chỉ sao? Diệp Phàm thuận miệng nói ra. Xem ra người biết cũng không ít đâu, ngay cả ông ta mà người cũng biết khá lắm. Ngươi là một người hiện đại biết nhiều nhất mà ta gặp đấy. Huyễn Ma gật đầu khen ngợi. Đừng nhìn ta như vậy. Chính là một người của Akiyama Linyifu, cháu của ta trên danh nghĩa vụng về vô cùng. Về người này nó không hiểu một chút nào. Xem ra sống uổng phí cả một đời. Con cháu đời sau gia tộc Akiyama của ta hèn nhát như vậy, thật đúng là bôi nhọ thanh danh của gia tộc Akiyama ta. Ngươi đừng có kêu ca, đó là gia tộc Akiyama của người khác. Còn ngươi là chim bồ câu trên tổ chim ác mà thôi, còn ở đây nói to vênh váo gì chứ? Diệp Phàm không để mất thời cơ gõ cho người này một chút, nếu không không hiểu là y còn vểnh đuôi đến bao giờ nữa. Lời này của cậu không chính xác rồi, thời đầu tiên là ta chiếm cơ thể y. Nhưng thực ra, sau này phải coi như là trong ta có ngươi, trong ngươi có ta. Ta chính là lão tổ tông của gia tộc Akiyama. Huyễn Ma nói, ngươi là lão tổ tông của gia tộc Akiyama. Nhưng ngươi một chút cũng không giống lão tổ tông. Ngươi nhìn xem, ngươi chọn chúng một người của gia tộc Akiyama chiếm cơ thể của anh ta, đây là chuyện mà một lão tổ tông nên làm sao? Hơn nữa, lần này ngươi lại muốn làm như thế, đến cả Mako cháu gái của mình cũng không buông tha. Loại hành vi này của ngươi nói không dễ nghe một chút thì chính là không bằng chó lợn. Diệp Phàm không hề sợ y nhân cơ hội này giáo huấn cho y một trận. Vậy đã là gì? Chính là vì có ta mà gia tộc Akiyama mới đứng được sừng sững ngàn năm không ngã. Nếu ta chọn cơ thể của một người trong gia tộc khác để chuyển kiếp, gia tộc Akiyama sẽ vì không có cao thủ sớm đã bị kẻ thù giết chết rồi. Mượn Mako mà nói, đó là vì thân thủ người của gia tộc Akiyama trước kia chuyển kiếp đều có một nửa cảnh giới. Akiyama Linyifu là một tên khốn nạn, hèn yếu. Đến giờ sống nửa đời người rồi mà mới luyện đến một nửa của cảnh giới tiên thiên. Nếu như không có thự tử phối hợp, dù có thuật hồng huyết đao trợ giúp căn bản ta cũng không thể hoàn thành thuật chuyển kiếp thành công được. Người không vì mình trời chu đất diệt, huống chi, ta cũng là vì sự thịnh vượng của gia tộc Akiyama. So với sự diệt môn, tính mạng của một người có tính vào đâu? Hơn nữa, đã ngàn năm rồi, ta còn một mục tiêu lớn nhất chính là tìm thất người nhà sư muội. Nghe nói cô ấy còn một em gái, tôi nghĩ liệu có phải cô ấy đã chuyển kiếp rồi không? Còn em gái cô ấy và đời sau của cửu chỉ có quan hệ gì không? Huyễn Ma nói, vẫn còn có chút lý luận sai lệch, đến Diệp Phàm cũng cho ông ta bế tắc. Lẽ nào cửu thiên chính là truyền nhân của cửu chỉ? Nhưng chuyện này cũng không đúng. Sư muội thiên tâm của ông là một trong số cửu thiên. Nếu nói bà ta là truyền nhân của cửu chỉ đạo thần, vậy cũng là thế sao? Diệp Phàm hỏi. Ngươi nói không sai. Huyễn Ma nói một câu khiến Diệp Phàm sợ đến ngây dại. Ta biết ngươi sẽ có biểu hiện như vậy mà. Huyễn Ma đắc ý nói. Sao có thể, các ngươi đều là truyền nhân của cửu chỉ đạo thần. Sau này, rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Phàm bị làm thành hồ đồ rồi. Ngươi cũng biết quan hệ của cửu chỉ và Vũ Vương sao? Huyễn Ma nói. Không phải là Vũ Vương trộm xà mị ngàn năn của Vũ Vương sao?
hai người sau đó đối đầu nhau. Diệp Phàm nói, chuyện này mà ngươi cũng biết, khá lắm, cửu chỉ trộm xà mị của Vũ Vương chính là vì một người. Tên đó chính là kẻ điên, cổ động cao thủ thiên hạ đi tìm kiếm bí mật của Vũ Vương. Vì có liên quan đến ý đồ của Vũ Vương hoặc cái gì đó, các cao thủ thiên hạ đều hành động cuối cùng đánh cho ngươi chết ta sống. Tuy cửu chỉ là sư phụ của chúng ta nhưng, đến giờ chúng ta cũng chưa nhìn thấy ông ấy. Chúng ta chỉ có được một chút bí mật võ thuật của ông ấy. Năm đó 19 người chúng ta cùng học, cho nên, cửu thiên thập địa ma tất cả đều là huynh đệ, huynh muội. Chương 3527, cửu chỉ đang chơi trò gì vậy? Tất cả đều là kiến thức bị thất truyền của cửu chỉ, nhưng kiến thức của chúng tôi mỗi người đều không giống nhau. Ví dụ như, tôi mê huyễn công, nhưng sau khi học xong chúng ta sẽ có phân kỳ. Hơn nữa, tất cả thập địa ma hoàn cứ một lời bất hòa là muốn giết người. Có khi tâm trạng không vui cũng giết người. Chúng tôi giết người không cần phải có lý do. Cho nên, người chết dưới tay 10 cao thủ của chúng tôi chết không ít. Xếp chồng chất lên cũng có thể thành một ngọn núi rồi. Sau đó, xuất hiện 9 cao thủ đặc biệt đối đầu với chúng tôi. Chúng tôi giết lẫn nhau, cuối cùng cũng thành gần như một chiến trường thì chúng tôi mới nhận ra vốn dĩ mọi người là huynh đệ, huynh muội. Bởi vì, chúng tôi có bí thuật để tự thay đổi cơ thể và khuôn mặt. Thời kỳ võ công ở mức đỉnh cao chúng tôi mới nhận ra nhau. Ôi, sau đó trước khi chết tôi có hỏi sư muội vì sao? Cô ấy nói sau khi học võ công của cửu chỉ thì một lòng hướng thiện. Lúc nào trong lòng cũng tràn đầy nghĩa hiệp. Lúc đó tôi kinh ngạc, tôi cũng học võ công của cửu chỉ nhưng 10 người chúng tôi lòng đầy tà ác mới đứng đầu thập địa ma. Huyễn ma nói với vẻ đau lòng. Cửu chỉ này quá xấu xa. Tôi cho rằng võ công mà y truyền dạy cho các ông phân ra làm hai loại lớn. Một loại là sau khi học các ông sẽ biến thành hạng người tà ác. Chính là thập địa ma các ông, một bộ phận khác chính là sau khi học thì trở thành hiệp sĩ. Hơn nữa, hình như là võ học của hai người các ông là tương khắc. Các ông giết người, bọn họ cứu người, cuối cùng đụng nhau là cả hai đều thua, có lẽ cuối cùng cũng sẽ chết hết. Xem ra, con người của cửu chỉ này quá mức tà ác. Nhưng y làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, những năm nay tôi luôn thắc mắc vấn đề này. Y làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Ví dụ như tôi sẽ ảo tưởng như âm ba, còn sư muội có thể phá giải được ảo tưởng âm ba của tôi. Còn sư đệ tôi thì lại có khả năng phá giải võ công của sư châu. Cứ nghĩ như vậy, cửu thiên thập địa ma chúng tôi cũng chẳng có được điều gì tốt, cuối cùng cũng chết hết cả. Chuyện này lẽ nào là âm mưu lớn gì đó của cửu chỉ? Huyễn ma nói, các ông có được võ công của cửu chỉ nhưng ông có thể khẳng định đây chính là học võ của cửu chỉ sao? Diệp Phàm hỏi có chút nghi ngờ. Chắc chắn là vậy, chuyện này không cần hoài nghi. Huyễn ma rất võ đoán mà khẳng định. Ông có lý do gì mà chắc chắn là bí học của cửu chỉ mà không phải do những người khác mạo danh? Ông cũng nói từ khi sinh đến lúc chết chưa từng gặp cửu chỉ, dựa vào cái gì mà ông khẳng định như thế? Sự khẳng định của ông không có căn cứ, chỉ là cách nói võ đoán mà thôi. Có lẽ các công đã bị kẻ khác gài bẫy. Diệp Phàm nói. Chuyện này cậu không hiểu rồi. Huyễn ma cười thần bí. Giả bộ thần bí thôi. Diệp Phàm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cậu thì hiểu cái gì? Đã ngàn năm rồi, những cao thủ đều biết nhất đoạn trưởng chính là dấu hiệu của cửu chỉ. Hơn nữa, không ai có thể giả mạo được. Huyễn ma nói. Đoạn trưởng, nếu y là của cửu chỉ, vậy bàn tay kia có phải là ngón tay cái bị chặt đứt một nửa không? Bởi vì, Diệp Phàm nghĩ đến chuyện ở đảo Thất Bảo. Chuyện này mà cậu cũng biết. Xem ra đúng là cậu biết không ít rồi. Lần này ngay cả huyễn ma cũng khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Hồn khí kia ngưng tụ thành cái mũi còn hít một chút. Chẳng qua là không phát ra tiếng của nước mũi mà thôi. Đúng là thế sao? Đồng tử của Diệp Phàm co rút lại. Tiểu tử cậu đoán không đúng rồi. Huyễn ma cho rằng mình bị lừa. Tôi đã nhìn thấy một bàn tay như thế. Diệp Phàm nói. Ở đâu? Huyễn ma thở thực sự rất gấp. Giống như tim đột nhiên phát bệnh vậy. Ông nói bàn tay của cửu chỉ đặc biệt người khác không thể bắt chước được đúng không? Vậy bàn tay kia có cái gì? Người ta cũng có thể giả mạo được đúng không? Diệp Phàm hỏi. Trên bàn tay cửu chỉ, ông ta có làm một tín vật, mà quan trọng là ngón tay có tín vật đó đã bị cắt đứt một nửa rồi. Cũng không biết là cửu chỉ dùng bí pháp gì, ngón tay cái đó của cửu chỉ cứ chạm vào vật gì là có thể phát hỏa. Loại lửa này có thuộc tính nóng rực như nội khí.
lúc mới bắt đầu mọi người đều cho là như vậy. Sau đó có người cho rằng loại lửa nội khí này cũng không phải là nội khí của cơ thể luyện ra mà là một loại lửa của tự nhiên. Chúng tôi gọi nó là ngọn lửa của âm phủ. Huyễn Ma nói, nhân gian đâu có âm phủ, cái này thuần túy là do kẻ nhiều miệng nói bậy mà thôi. Diệp Phàm nói, trong lòng hắn cũng bị chấn động, nhất thời lại mừng như điên. Bởi vì, ngọn lửa âm phù hình như mình đang ở trong biển cũng có được truyền thừa của cửu chỉ. Còn bây giờ, một bàn tay có thể phát ra ngọn lửa này, uy lực rất lớn. Một trường có thể đốt cháy khúc gỗ. Đương nhiên, hiện tại Diệp Phàm vẫn lo lắng một chút. Vì, cửu thiên thập địa chính là khắc họa một người sống. Cửu chỉ không thu nạp là đồ đệ của mình còn mặt khác cũng thu một ít đồ đệ. Đến lúc đó lại thành kết cục tàn khốc cả hai đều thua. Cậu thanh niên, đừng nghi ngờ những cao thủ của chúng tôi lấy nó đi. Tuy chưa ai thấy âm phủ nhưng rốt cuộc nó có hay không thì không ai rõ cả. Nhưng không phải âm phủ rất đáng sợ sao? Hơn nữa, trong âm phủ chắc chắn là rất nhiều âm khí. Còn ngọn lửa này của cửu chỉ trình là một loại lửa âm khí. Lúc nó đốt cháy cậu, xương cốt đau nhức. Hơn nữa ngọn lửa địa ngục này trước mắt chỉ phát hiện qua dấu hiệu bàn tay của cửu chỉ. Truyền thuyết năm đó kể rằng lúc cửu chỉ đi ăn trộm xà mị ngàn năm của Vũ Vương chính là nhờ vào ngọn lửa địa ngục này mới có thể thoát thân được. Cậu phải biết rằng, lúc Vũ Vương còn sống là một kẻ đáng sợ biết bao. Còn có người nói lúc mà ngọn lửa địa ngục trên bàn tay đó của Vũ Vương bổ tới có thể đốt cả một ngọn núi nhỏ. Nhưng, ngọn lửa kia rất lâu tắt, sau khi cây cối trên núi bị đốt sạch thì đến nham thạch. Cuối cùng ngọn lửa kia còn cháy vào tận bên trong nham thạch biến các tảng đá rắn chắc thành than đá hết. Cậu từng nghe than gỗ, nhưng than đá đã từng nghe chưa? Huyễn Ma hừ nói. Từ cái tên này có thể hiểu được, đơn giản chỉnh là đốt cháy đá thì thành than đá thôi. Diệp Phàm nói. Gần là như thế, ngọn núi kia vẫn còn đứng đó. Nhiều người biết chuyện nhưng không ai dám đến ngọn núi đó, hình như ngọn núi đó rất đẹp. Nhưng, có một ngày đột nhiên có cuồng phong gào thét, mọi người mới phát hiện cơn cuồng phong này đã thổi mất cả ngọn núi nhỏ kia đi. Cuối cùng người hiểu chuyện nhặt đá vụn lên vừa nhìn thì bỗng ngây người ra. Bởi vì, đá vụn lại biến thành than gỗ. Lấy tay nghiền vụn ra thành bột hết, có thể thấy được ngọn lửa này đáng sợ thế nào. Những năm đó cũng có người giả vờ dấu hiện này của cửu chỉ, tên đó là tên lửa bịp vô cùng nổi tiếng. Kết quả là những tên lửa bịp đó đều bị nướng thành than hết. Đầu óc họ còn có ý thức nhưng cơ thể thì thành than hết rồi. Cậu nghĩ mà xem, sự đau đớn như vậy phải hình dung thế nào đây? Huyễn Ma nói còn dùng mình một cái. Đó là nướng thịt sống mà không chết. Diệp Phàm cũng hơi e sợ. Sau đó không còn có ai dám giả mạo nữa, cho nên tối mới khẳng định như vậy. Đương nhiên, dấu hiệu của y cũng rất quý giá. Hiến thấy trên đời, lúc nãy cậu nói là đã gặp dấu hiệu đó ở chỗ nào? Huyễn Ma nói. Diệp Phàm đem chuyện hôm đó trên đảo Thất Bảo nói lại một lần. Hình như không hợp với dấu hiệu của cửu chỉ. Dù cậu nói đã nhìn thấy bên ngoài nó như một bàn tay hơn nữa ngón cái cũng bị chặt một nửa. Nhưng, không phải cậu cũng nói bàn tay đó chỉ là cái bóng sao? Còn chúng tôi nhìn thấy chính là vật thật. Cái bóng lớn như thế, nhưng từ trước đến giờ chúng tôi chưa nhìn thấy dấu hiệu bàn tay của cửu chỉ lại lớn như vậy. Năm đó, chúng tôi nhìn thấy nó không khác người thật người là mấy. Còn cậu lại nhìn thấy mấy cái tòa nhà khổng lồ như vậy. Đó chẳng phải là quá kỳ lạ hay sao? Huyễn Ma có vẻ không tin chuyện này. Đúng là rất kỳ quái, nhưng, tôi nghĩ người của Vũ Vương muốn là ra thứ gì đó kỳ lạ cũng chẳng có gì kỳ quái. Hơn nữa, pho tượng tôn thủy đó nếu như là xà mị ngàn năm thì cũng có hơi trùng hợp. Nghe nói cao thủ có cảnh giới thoát thần đều có thể dùng nội khí làm ra một cảnh tượng huyền ảo khiến người khác tưởng thật. Diệp Phàm nói, có khả năng này, giống như chúng tôi có thể dùng sóng âm tạo ra ảo ảnh để mê hoặc các cậu. Đương nhiên. Cái này chỉ có thể kích thích ảo tưởng trong đầu con người, không giống với trình tự mà bọn Vũ Vương làm. Huyễn Ma liền khiêm tốn. Cửu chỉ và Vũ Vương là cao thủ cùng đẳng cấp, bí kíp mà y làm ra có thể cho các ông không cần sư phụ mà cũng thông được đến cảnh giới thoát thân. Lợi hại đến mức như vậy thực khiến người ta khiếp sợ. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, đúng là không dám nghĩ nữa. Mấy người kia căn bản là không để ý đến sự tồn tại của chúng tôi. Huyễn Ma cảm thán mãi không thôi. Đúng rồi, trước ông nói đến kẻ điên là ai vậy? Diệp Phàm nói. Ta cũng không rõ lắm, tên đó chính là kẻ điên. Lúc điên lên muốn lấy mạng người,
năm người trong thập địa ma của chúng tôi phối hợp cũng không phải là đối thủ của y. Vì đã có lần năm người chúng tôi đấu với y rồi. Kết quả là tè cả ra quần. Huyễn ma nói với vẻ xấu hổ. Người đó có đặc điểm gì? Diệp Phàm hỏi. Đặc điểm nổi bật nhất chính là binh khí có hình con rết gì đó. Không biết là thứ đó được làm từ cái gì. Nếu nói nó giống binh khí cũng không phải, nhưng nói nó là nội khí thì cũng không đúng. Thứ đó rất hung tàn, cắn một cái mà khiến sư đệ ta mất một cánh tay. Người đó chính là sư đệ đạt đến cảnh giới thoát thần viên mãn nhất. May mà lần đó đệ ấy chỉ bị thương, nếu không chắc chắn năm người chúng tôi đã mất mạng rồi. Hơn nữa, kỳ lạ là ở chỗ hình như người đó luôn miệng nhắc đến một từ thiền mị. Cũng không biết thiền mị là ai. Thần kinh người này không bình thường, không phân biệt được chính và tà, cứ gặp là sinh chuyện đánh người. Huyễn ma nói, lẽ nào là thân thích của huyết cương, cái tên trong rừng ma đó, Diệp Phàm chấn động suy nghĩ trong lòng. Đúng rồi, ông đã từng nghe nói đến người có tên là Đán Phi Tử chưa? Diệp Phàm hỏi, chưa. Huyễn ma lắc đầu, ông nhớ lại xem, có cao thủ nào giống người này không? Diệp Phàm vẫn chưa nản lòng. Thật là chưa mà. Huyễn ma nói, ông biết đảo Thủy Tinh không? Diệp Phàm hỏi, chương 3528, kẻ điên lợi hại. Đương nhiên, sao huyệt của Vũ Vương chưa từng đến, không biết nó ở chỗ nào. Hình như kẻ điên kia vẫn luôn hỏi thăm xem đảo Thủy Tinh kia đi hướng nào. Lúc đó năm người chúng tôi gặp gã liền bắt lấy chúng tôi hỏi thăm. Chúng tôi thực sự không biết, kết quả là suýt nữa thì chết trong miệng con rết của gã. Huyễn ma nói, lạ thật đấy, nếu như gã điên kia có quan hệ với thiên mị chắc cũng là người cùng thời đại với Vũ Vương. Ít nhất Vũ Vương cũng phải là người của thời Chu, còn Huyễn ma lại là người của thời Tam Quốc. Chuyện này hình như đã gần mấy ngàn năm rồi, sao có thể cùng gặp nhau được? Lẽ nào có người sống được hơn ngàn năm sao? Diệp Phàm đem chuyện gặp người đó trong rừng ma nói lại một lần. Nếu có liên quan đến Vũ Vương có lẽ người này đã chuyển kiếp rồi, đối với cao thủ bọn họ thực hiện thuật chuyển kiếp là điều dễ dàng. Huyễn ma có ý kiến của mình. Được rồi, không nói nữa, ông dùng thuật hồng huyết đao nói cho tôi về người bạn này thế nào. Diệp Phàm chỉ vào Bao Nghị. Không phải là không nói cho cậu mà là không thể dùng lại được, nếu dùng lại tôi sẽ bị nguy hiểm. Bây giờ đã đến lúc hồn khí của tôi có thể bảo tồn dưới mức cực hạn tôi. Còn Akiyama Mita đã bị cậu phá, nếu lại gửi một ít trong đầu. Cậu chỉ có thể tạm thời dung thâm vào cái chuôi thương đã phá này thôi. Suýt nữa thì Huyễn ma hét to lên. Không phải do ông sao, tôi biết ông vẫn còn giữ lại một ít. Đừng có giả vờ trước mặt tôi. Nhanh lên. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Huyễn ma không còn cách nào đành phải thi triển thuật hồng huyết đao. Lục khí cuồn cuộn tiến vào, rốt cuộc Bao Nghị cũng tỉnh lại. Một lúc sau cơ thể bốc lên toàn lục khí. Có thể thu rồi, anh ta đột phá rồi. Diệp Phí có thể cảm nhận được hơi thở trên người Bao Nghị thay đổi, người này thật may mắn lập tức đã đến giai đoạn đầu của bát đẳng, đột phá là một chuyện quan trọng có thể phóng nội khí ra ngoài. Ha ha ha! Bao Nghị người này điên cuồng chân tay đấm đá. Tiểu tử nói nhỏ tôi, đừng có đưa sói đến. Diệp Phàm tức giận hừ nói, nhưng Bao Nghị vẫn còn ở bên ngoài lấy nội khí của mình đập nước trong hồ bồm bộp. Đúng rồi, trên vách động này bốn cái đầu lâu không phải là phế chứ? Diệp Phàm hỏi Huyễn ma. Không phế, chỉ bị thương thôi. Có lẽ trong vòng một năm có thể hồi phục lại. Đây chính là chỗ lợi hại của thuật hồng huyết đao. Con rơi của tôi có phải là bị pho tượng mị xà ngàn năm kia làm hỏng không? Diệp Phàm vẫn nhớ về con rơi của mình. Vỡ rồi còn có thể tồn tại được sao? Nhưng, nếu thứ này bị hủy rồi thì nghĩ cách đắp lại là được. Hơn nữa, con rơi kia không phải do sư phụ cậu giao lại cho cậu sao? Cho nên nó cũng không phải là đồ của cậu. Nếu như hoàn toàn là do mình tự làm thì chắc chắn là càng tốt. Chỉ có điều là kết quả qua nhiều năm tiến hóa khiến cậu phải bắt đầu lại rồi. Huyễn ma nói. Mẹ kiếp, một chiều trước khi giải phóng rồi. Diệp Phàm buồn bức làm Akiyama Mako tỉnh lại. Anh là tên khốn nạn. Akiyama Mako vừa tỉnh lại, đã như bị điên vậy. Đấm đá về phía Diệp Phàm như không muốn sống nữa. Mụ đàn bà thối tha, cút ngay, ta không khách sáo đâu. Bao Nghị vừa nhìn thấy đã ra tay tàn nhẫn với Akiyama Mako. Lui xuống đi. Diệp Phàm nghiêm mặt, Bao Nghị ngây người ra lui về phía sau. Người ta một người muốn đánh một người muốn bị đánh, cậu xen vào làm gì?
Huyễn ma ở trong mộc thương cười trộm. Thực xin lỗi anh. Akiyama Mako như điềm đập đầu lên trống đồng như muốn tự tử. Diệp Phàm vội chạy đến ôm chặt lấy Akiyama Mako. Em nhìn xem anh là ai, còn có thể nhớ ra không? Bốp một cái Diệp Phàm lấy lại bình thường. Ta mặc kệ anh là ai. Akiyama Mako giãy giụa, nhưng vừa nhìn vào mắt Diệp Phàm cô đã ngây người ra. Tuy hai người đã nhiều năm không gặp nhưng khuôn mặt của Diệp Phàm cũng không có thay đổi nhiều. Chỉ là có hơi già hơn một chút thôi. Không đâu, đây chắc chắn là ảo giác. Akiyama Mako đấm vào Diệp Phàm. Akiyama Mako, em sợ xem. Lúc đó anh trốn trong chăn mới để cha cố rút lui. Diệp Phàm nói, nắm lấy tay Akiyama Mako để lên mặt mình. Akiyama Mako liền bị chấn động, cô ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, tay run run sờ mặt Diệp Phàm. Một lúc sau, Akiyama Mako đau đớn. Anh làm cho em nhớ anh thật khổ, vì anh mà em bắt mình phải học tiếng Trung. Vì anh mà ngày nào em cũng ngồi trong phòng ngẩn ngơ. Vì anh thật tàn nhẫn. Akiyama Mako, chuyện này nói ra rất dài. Diệp Phàm thở dài, cũng giả vờ nói cho xong. Lần này anh quay lại là để thăm em sao? Đột nhiên Akiyama Mako hỏi. Ừ, là đến thăm em, nhưng gặp chuyện này, anh thật có lỗi. Diệp Phàm cũng không biết hôm nay phải thở bao nhiêu lần. Cha, cha. Đột nhiên Akiyama Mako nhắc đến cha khóc lóc. Không sao, một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi. Diệp Phàm nói. Anh dẫn em đến Trung Quốc được không? Anh sẽ giặt quần áo nấu cơm cho anh. Akiyama Mako nói rất chân thành. Xin lỗi Akiyama Mako, anh đã có vợ rồi, xin lỗi. Vẻ mặt của Diệp Phàm xanh lên, Bao Nghị ở bên cạnh nói. Được, nhìn cô còn phong lưu lắm, hay là yêu tôi đi. Tôi làm tình nhân cho anh, tình nhân. Akiyama Mako điên cuồng hét lên. Hay thế này đi Akiyama Mako, em có cuộc sống của em, anh có cuộc sống của anh. Coi như đây là một giấc mộng đi, lần này đúng là anh không nên tới. Diệp Phàm nói. Ôi, chúng ta gặp nhau muộn quá rồi. Sau này anh thường xuyên đến thăm là em thấy mãn nguyện rồi. Em sẽ không phá vỡ gia đình anh đâu. Akiyama Mako chân thành nói. Diệp Phàm vỗ Ly Nhị Phu, người này vừa tỉnh lại, điên cuồng muốn động thủ. Cha, anh ấy là ân nhân cứu mạng của chúng ta, chính là người mà con vẫn hay nói với cha. Akiyama Mako vội đến kéo tay Ly Nhị Phu. Ân nhân cứu mạng, sao hắn lại đến đây? Akiyama Mako con đừng ngốc, người như thế chắc chắn là muốn làm hại gia tộc chúng ta. Nếu không sao hắn vào được đây? Akiyama Ly Nhị Phu không ngốc nhìn là đoán ra ngay. Đại sư Thu Sơn, lần này đến đây đúng là tôi muốn gặp Akiyama Mako. Nhiều năm rồi không gặp tôi rất nhớ cô ấy. Sau khi gặp, tôi lại lo cô ấy sẽ xảy ra chuyện cho nên mới cùng xuống đây. Nhưng tôi phát hiện ông nội Akiyama Mita của ông gây bất lợi cho các ông. Cho nên mới ra tay, nhưng thu được bí thuật của Akiyama Mita thì lại làm hỏng mình. Bây giờ ông ta đã chết rồi. Hơn nữa, tôi còn muốn nói với ông, căn bản ông ta không phải là Akiyama Mita. Bởi vì đầu của ông ấy là đã bị đầu ma chiếm mất rồi. Diệp Phàm nói, sao đầu của ông đây lại là đầu ma được? Huyễn ma hừ lạnh trong lòng. Lời này của cậu chỉ lừa được đứa bé 3 tuổi thôi, ông nội là ông nội sao có thể biến thành đầu ma được? Cậu đang nói xấu thần thánh của gia tộc Akiyama. Akiyama Ly Nhi Phu tức giận. Nếu như đúng là ông nội Akiyama Mita thì sao ông ấy lại muốn hủy thuật hồng huyết đao của các ông? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Tình hình vừa rồi ông cũng nhìn rõ, ông còn bảo chân tử chạy mau đúng không? Tôi không hiểu vì sao ông ấy lại làm như vậy. Có lẽ ông ta muốn dùng máu tươi của chúng tôi để luyện tuyệt thế thần công. Chắc là luyện thuật hồng huyết đao. Nhưng nếu như ông ấy có thể luyện thành mang lại vinh quang cho hậu duệ Thu Sơn chúng tôi dù chúng tôi có chết cũng là vinh hạnh cho gia tộc Akiyama. Đầu óc của Akiyama Ly Nhi Phu đúng là ngu muội vô cùng, đã đến nước này rồi còn nói thay cho Akiyama Mita. Tôi thấy ông đúng là ngu xuẩn vô cùng, ông ta muốn lấy mạng của gia tộc các ông lại còn nói thay cho y. Ông ta muốn hủy hoại gia tộc Akiyama, ông ta chỉ vì bản thân mình, trong lòng ông ta căn bản không có gia tộc Akiyama. Nếu như ông cứ cố chấp như thế tôi xin cáo từ. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ôi! Người thì chết hết rồi nói những lời này còn tác dụng gì nữa. Nhưng chắc cậu không đơn thuần chỉ là đến thăm Mako chứ. Akiyama Ly Nhi Phu nhìn Diệp Phàm chằm chằm hỏi.
nếu có ý đồ khác thì tôi sẽ không cứu các ông đâu. Diệp Phàm hừ nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ly Nhị Phù rất đau đớn ngẩn người ra nhìn cái đầu của Akiyama Mita đã bị vỡ tan, ông ta đi với vẻ mặt tiều tụy. Một lúc sau mấy người đến thu thi thể. Sau 2 tiếng đồng hồ Diệp Phàm đã được Akiyama Mako mời đến một cánh rừng trong hậu viện của gia tộc Akiyama, hơn nữa còn có cả đồ pha trà. Mako pha trà long tỉnh Tây Hồ rất thành thục. Cả đời lão phu si mê đao, cả đời cống hiến cho nó. Hơn nữa, trong mơ lão phu đã đạt đến cảnh giới tiên thiên. Đương nhiên, trong đó cũng còn nguyên nhân khác. Hơn nữa, không trạch gia ở huyện Đằng Cổ Ốc là kẻ địch của gia tộc Akiyama. Nếu y như không có võ công tuyệt đích, gia tộc Akiyama đã sớm suy tàn rồi. Ly Nhị Phù bình tĩnh lại. Cho nên, ông vẫn muốn để thuật hồng huyết đao luyện đến viên mãn để đột phá đến cảnh giới thoát thần. Kết quả lại không như mong muốn, nếu không phải gặp tôi thì cơ thể ông sớm đã bị kẻ khác chiếm mất rồi. Diệp Phàm nói. Ôi, có lẽ là thế. Vì giấc mộng của ta mà lần này đã làm chết mấy người của gia tộc Akiyama rồi. Những người đó đều có võ công tốt của gia tộc Akiyama. Ly Nhị Phù đau lòng suýt nữa rơi lệ. Tiếc là, đứa con lớn của ta Akiyama Yusun thể chất quá yếu. Đến giờ mới đạt đến tứ đẳng, bản lĩnh còn kém hơn cả Akiyama Mako. Thật đáng tiếc, gia tộc Akiyama lại không có người nối nghiệp. Cha, Akiyama Yusun không có năng lực C, khiến gia tộc Akiyama chịu nhục rồi. Akiyama Yusun trông khôi ngô, đẹp trai, vội nói một câu rồi quỳ xuống trước mặt cha. Ha ha! Diệp Phàm đột nhiên ra một chưởng vỗ lên vai Akiyama Yusun, dọa cho người nhà Akiyama nhảy dựng lên. Bốp một cái cả người Akiyama Yusun bị Diệp Phàm vỗ. Các hạ làm gì vậy? Thấy con trai có khí, Ly Nhị Phù tức giận nhìn Diệp Phàm chằm chằm, Akiyama Mako cũng có vẻ mặt này. Bây giờ cậu ta đã đến lục đăng rồi. Diệp Phàm nói, cầm chén trà nhấp một ngụm. Chương 3529, đắc sắt. Sao có thể, sáng hôm qua tôi kiểm tra vẫn còn là tứ đẳng. Akiyama Ly Nhị Phù căn bản là không tin. Nhảy lên đánh mấy quyền cho cha cậu xem. Diệp Phàm hừ một tiếng, gẩy ngón tay nhất thời Akiyama Yusun nhảy lên. Quyền thứ nhất cắt bay, đá chạy. Hay hay, hay hay, Akiyama Ly Nhị Phù vừa nhìn đã không ngớt lời khen ngợi. Phu thuần thu quyền về. Yusun, mau đi cảm ơn đại sư đi. Tâm trạng Akiyama Ly Nhị Phù liền tốt lên, võ công của đứa con thấp luôn là tâm bệnh của ông ta. Cảm ơn đại sư đã chỉ điểm. Akiyama Yusun cung kính với một võ sĩ Trung Quốc quỳ một nửa người. Chỉ cần có cơ hội, cậu vẫn còn hy vọng tiến lên cao nữa, hãy luyện công chăm chỉ. Diệp Phàm sờ cằm, dáng vẻ như một đại sư. Mako bên cạnh nhìn thấy phát buồn cười. Không lâu sau thực tử cầm một cái hộp đến. Tuy tôi không biết tên thật của cậu, cậu cũng không muốn nói. Tôi cũng sẽ không hỏi, cậu đối với gia đình chúng tôi ân trọng như núi, Akiyama Ly Nhị Phù xin ghi nhớ. Trong chiếc hộp này chính là thuật hồng huyết đao, cậu cầm lấy đi. Vẻ mặt của Akiyama Ly Nhị Phù chân thành, thực ra ông ta đã sớm nhìn ra mục đích của Diệp Phàm. Thành thật làm một người thuân nước dong thuyền, nếu như không cho thì không biết người này còn nhớ đến bao giờ nữa. Với một người có võ công cao như vậy, Akiyama Ly Nhị Phù không muốn lại thêm một kẻ thù lớn cho gia tộc Akiyama. Không cần, tôi đã nói rồi, tôi đến thăm thực tử. Giờ xong việc rồi tôi xin cáo từ. Diệp Phàm khoát tay, đứng lên mang bao nhị đi nhanh. Còn Akiyama Ly Nhị Phù luôn hoài nghi năng lực phán đoán của mình không biết có xảy ra vấn đề gì không. Làm bộ, lão phu biết thuật hồng huyết đao ở đây là chính tông nhất, còn làm bộ nỗi gì. Trong lòng Huyễn Ma thầm khinh bỉ tên đại sư giả vờ vĩ đại thanh cao này. Diệp Phàm, bây giờ cậu lại nợ tình rồi. Vẻ mặt của bao nghị vui như thấy kẻ khác gặp họa. Đây chẳng qua là hành vi trong lúc phóng đãng mà thôi, coi như một giấc mộng đi. Diệp Phàm nói với vẻ không nỡ. Cậu cho rằng cô ấy không nghĩ như vậy sao? Nếu tôi đoán không lầm sau này cô ấy sẽ tìm đến Trung Quốc. Cậu chờ mà chùi mông đi, nhưng cô gái này đúng là rất khá mà, rất thanh tú xinh đẹp. Hơn nữa, nghe nói còn là một ngôi sao ca nhạc khá nổi tiếng. Diệp Phàm thay đổi khẩu vị cũng khá lắm. Hơn nữa, mấy ngàn năm nay gia tộc Akiyama tiền nhiều vô kể. Hơn nữa, Mako lại là ngôi sao ca nhạc kiếm được không ít tiền đâu. Đến lúc đó tìm một phú bà làm vợ hai cũng không tồi. Bao nghị cười ha ha nói. Tiểu tử cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.
Diệp Phàm trừng mắt lườm Bao Nghị, rồi cười nói tiếp, xem ra Bao Nghị của chúng ta thích phú bà đúng không? Hay là để tôi giới thiệu cho cậu mấy cô xem sao? Đồ hám tiền. Đừng giới thiệu, tôi chịu không nổi đâu, bởi vì tôi không có khả năng như Diệp lão đại. Bao Nghị cười ha ha. Hôm sau hai người vội quay về huyện Cương Thôn. Thế nào, chuyến đi Tokyo này thích chứ? Phí Thanh Sơn cười nói. Thích nhưng suýt nữa thì mất mạng. Diệp Phàm nói. Chuyện gì thế, lẽ nào gặp thần đạo tổ sao? Nếu có gặp thần đạo tổ cậu không đánh lại được nhưng chạy trốn thì không thành vấn đề đúng không? Hồng Tà nhìn Diệp Phàm với vẻ nghi ngờ. Vì thế mà Diệp Phàm đem chuyện xảy ra ở gia tộc Akiyama kể cho họ nghe. Huyễn ma người này lợi hại thật, có thể chuyển kiếp đến 8 lần. Quái nhân, Hồng Tà giơ ngón tay cái lên. Cũng không phải là các nhân tố bị đảo lộn, trong đó có thuật hồng huyết đao là quan trọng nhất. Còn cả nơi thần bí của gia tộc Akiyama kia nữa. Phí Thanh Sơn nói. Ừ, các nhân tố thiếu một cái cũng không được. Nhưng, cửu thiên thập địa mà lợi hại như vậy chỉ nhặt được bí kíp võ công rất lại của cửu chỉ mà luyện thành võ công. Vậy thì cửu chỉ thực sự lợi hại khiến người ta phải khiếp sợ. Tiêu Dương Thiên cảm thán nói. Cửu chỉ làm như vậy nhất định là có sắp xếp rồi, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Tiêu Sắt Nhất cũng rất hứng thú. Cậu xem, thập địa ma chủ yếu là giết người. Cao thủ trong thiên hạ bị họ giết không ít. Còn cửu thiên, 9 người này lại lấy việc cứu người làm chính. Tôi nghĩ, liệu có phải nhân cách của cửu chỉ này phân thành hai loại, khiến con người y có hai tính cách? Một là tà, một là chính. Hồng Tà nói. Ý tưởng của ông độc đáo đấy. Có thể là cửu chỉ sắp xếp như vậy. Điều đó cũng giải thích tại sao người này lại đến đảo Thủy Tinh để trộm xà mị ngàn năm. Loại người ma quái này chuyện gì cũng có thể làm được. Hơn nữa, cửu chỉ này là một tên trộm nổi tiếng. Tôi nghĩ, chủ yếu y là tà ác, Diệp Phàm nói. Cũng chưa chắc, cửu chỉ đi trộm sủng vật của Vũ Vương. Chuyện này không phải là rất mạo hiểm sao? Hậu quả cũng quá nghiêm trọng. Cũng bởi vì cửu chỉ nhất thời tức giận. Tôi nghĩ, chắc đó phải có nguyên nhân gì chưa được rõ. Ví dụ như, cửu chỉ đối đầu với Vũ Vương, hoặc là có mục đích nào khác. Hơn nữa, chen vào đó còn có một đán phi tử. Còn có một kẻ điên không biết tên, hình như 4 người này có một ân oán nào đó. Chuyện này đúng là khiến người ta phải hao tổn tâm trí. Phí Thanh Sơn bày tỏ quan điểm. Cũng phải, cửu chỉ có đại ma tính nhưng y vẫn có tính hiệp nghĩa. Hơn nữa, ngay cả có ma tính đi nữa thì chưa chắc đã không thể bình tĩnh. Vũ Vương là ai đó là thần tối cao của võ thuật truyền thống Trung Quốc chúng ta. Cho nên, tôi cho rằng Phí Đại Sư nói rất có lý. Tiêu Sắt Nhất nói. Được rồi, dừng ở đây, đường thủ đạo có động tĩnh gì không? Diệp Phàm hỏi. Xuất phát rồi, đã đi ra ngoài. Theo quan sát của chúng tôi, thôn Dã Nhị Điền dẫn theo ít nhất là 40 người ra ngoài. Lý Cường nói. Tứ đại hộ pháp của đường thủ đạo có đi cùng không? Diệp Phàm hỏi. Chuyện này hơi khó, bởi vì căn bản chúng tôi không biết tứ đại hộ pháp là những ai. Bởi vì chúng tôi không có tài liệu về họ. Lý Cường lắc đầu. Có tư liệu cũng vô dụng thôi, bởi vì người ra ngoài sẽ hóa trang. Hoặc là âm thầm tái hợp, giống như chúng ta đi đâu tìm loại cao thủ không tung tích chứ. Nhưng có lẽ là hai người đi chứ không thể là tất cả đều ra ngoài. Phí Thanh Sơn nói. Dù thế nào thì tối nay cũng hành động, không thể kéo dài nữa sợ là bọn chúng sẽ đánh đến đạo hồi phủ. Diệp Phàm khoát tay áo, mọi người không nói gì bắt đầu cho tinh thần nghỉ ngơi. Diệp Phàm, Sa Thiên nói bọn họ rút về an toàn. Lúc này, Lý Cường đi vào nhỏ giọng nói. Họ có mấy người, có ai bị thương không? Diệp Phàm hỏi. Bị thương thì khó tránh khỏi, không ngờ là đường thủ đạo cùng âm giáo vì cạnh tranh buôn bán mà sống mái với nhau. Tăng cường người để bảo vệ công ty. Bọn họ sắp xếp một người có bán tiên thiên để bảo vệ công ty. Hơn nữa, còn có một cao thủ thần bí suýt nữa đã đánh chết Sa Thiên và Lạc Phi. May mà Sa Thiên có tổ A bọn họ dùng hỏa khí mới rút về được. Tổng cộng có 6 người, ai cũng bị thương. Nhưng Sa Thiên nói, không nguy hiểm đến tính mạng, xin cậu yên tâm. Cậu ấy sẽ mang người về quần đảo Duy Cơ Tư an toàn. Vẻ mặt của Lý Trọng có vẻ nghiêm trọng nói. Sao không mang nhiều người ngựa đi giúp bọn họ một tay? Diệp Phàm hỏi. Sa Thiên cho rằng không thể mang nhiều vì người của chúng ta ở bên này cũng chưa đến 10 người. Cũng phải để lại một số người để bảo vệ Duy Cơ Tư. Chủ yếu là bảo vệ Diệp Đường Thiên Thu và phu nhân an toàn. Còn người của Tây Thước tộc cũng không có nhiều cao thủ. Hơn nữa,
màu da của bọn họ cũng không khác chúng ta là mấy. Nếu chết một người hoặc bị chúng bắt sống thì phiền to rồi. Sợ chúng sẽ đuổi đến Duy Cơ Tư. Vốn dĩ Duy Cơ Tư luôn bị Cùng Âm giáo để ý, nếu lại bị Đường Thủ Đạo đánh đến đây, vậy hai mặt đón địch tình hình sẽ không hay. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể dùng kế điệu hổ ly sơn rời núi được. Lý Cường hỏi. Ừ, Sa Thiên và Lạc Phi suy tính chu toàn. Nhưng, người kia đánh bại cả Sa Thiên và Lạc Phi ít nhất cũng phải là cao thủ gia đoạn đầu của Tiên Thiên. Xem ra Đường Thủ Đạo rất coi trọng lợi nhuận của công ty Đường Thủ. Diệp Phàm gật đầu nói. Bước tiếp theo là giao cho Sa Thiên kiểm tra tình hình của công ty Đường Thủ. Đường Thủ Đạo coi trọng công ty Đường Thủ đến vậy, xem lợi nhuận từ đâu tới. Diệp Phàm cũng muốn hoành không nhúng tay vào đúng không? Lý Cường hiểu ý. Đúng vậy, bây giờ Duy Cơ Tư cần một khoản tiền lớn, Đường Thủ Đạo con chó Nhật Bản này vì sao lại không giúp chúng ta kiếm tiền chứ? Chúng ta sẽ đen ăn đen, nhưng chuyện này phải làm chu toàn mới được. Tôi có kế hoạch lớn, nếu thời cơ chín muồi sẽ nuốt chửng công ty Đường Thủ. Nếu Đường Thủ Đạo muốn báo thù chúng ta sẽ không ngại mà dọn xào huyệt của chúng. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia tàn nhẫn. Ừ, đúng vậy, làm thế nào? Trước kia Nhật Bản nợ chúng ta rất nhiều. Chúng ta đòi nợ thôi. Nhưng môn phái Đường Thủ Đạo lớn hơn Thiếu Lâm, võ đang của quốc gia chúng ta. Thực sự bọn họ quá mạnh. Chúng ta cũng phải suy nghĩ đến hậu quả đáng soi trong đó nữa. Đầu óc của Lý Cường vẫn rất tỉnh táo. Chuyện này không vội, chúng ta sẽ làm từ từ. Chỉ đến lúc lực lượng của chúng ta lớn mới ra tay núi Đường Thủ Đạo là được. Hơn nữa nước Moses cách chúng ta xa xôi như vậy, cũng là ngoài tầm tay của y. Cũng không thể ngày nào Đường Thủ Đạo cũng phái mấy cao thủ Tiên Thiên đi bảo vệ công ty Đường Thủ được. Diệp Phàm nói, sức mạnh của chúng ta không bằng Đường Thủ Đạo, tuy có những cao thủ như Hồng Tà, Lệ Vô Nhai, Đại sư Nhất Diệp. Nhưng, vẫn thiếu những cao thủ Tiên Thiên, nếu Đường Thủ Đạo cứng rắn chúng ta cũng đành chịu, chỉ có thể lấy cách đánh lén giải quyết một phần, lấy cách tầm ăn dỗi từ từ tiêu diệt bọn họ. Lý Cường vẫn là người có đầu óc. Khá lắm, Lý Cường có tiến bộ. Diệp Phàm cười nói, thực ra, còn có những người ngựa trong sự tính toán của cậu. Ví dụ như bốn huynh đệ trong vương triều Mã Hán cỏ có Lô Vĩ Tền ngày nào cũng thông tuyết đợi người. Những người này đều là cao thủ. Còn có Phí Gia Trang vân vân. Nếu tổng hợp lại lực lượng của chúng ta cũng đáng sợ đấy. Phải xây dựng một môn phái chính tông mới có thể làm được. Đương nhiên, trong số họ dù sao cũng không phải là nhân mã trực tiếp của chúng ta, chỉ có thể nhờ bằng hữu hỗ trợ. Nếu bị tổn thương gì đó, trong lòng Diệp Phàm tôi hổ thẹn vô cùng. Cho nên, trong mạng lưới của chúng ta vẫn còn có những cao thủ. Hơn nữa đội ngũ phải không ngừng lớn mạnh mới được, ít nhất chúng ta cũng phải có khả năng tiêu diệt Đường Thủ Đạo. Chỉ có như vậy chúng ta mới không sợ bất kỳ một môn phái nào trên thế giới. Lý Cường nói, người này đúng là tràn đầy lòng tin. Đến lúc đó tôi nhận cậu làm hộ pháp, Diệp Phàm cười nói. Chương 3530 tiến vào Đường Thủ Đạo. Chuyện này tôi không làm được, đó là vị trí của đám người Hồng Tà. Tôi là chân người hầu chạy còn được. Đương nhiên, nếu như có thể làm một vị trí khác thì không phải là không thể. Thực ra, Duy Cơ Tư chính là một con thuyền của chúng ta ở hải ngoại. Lý Cường nói. Tiếc là, lần trước nếu mang cậu đến gia tộc Akiyama, không chừng cậu có thể tăng thêm một tầng công lực. Diệp Phàm có hơi tiếc. Không sao, tốc độ công lực của tôi cũng không chậm. Tất cả những cái này đều là công lao của Diệp Phàm cậu. Tôi đã hài lòng rồi. Đương nhiên có cơ hội Lý Cường tôi vẫn muốn mạnh hơn nữa. Chỉ có thể mạnh hơn nữa mới giúp cậu hoàn thành được sự nghiệp vĩ đại. Diệp Phàm cậu là một người đặc biệt. Cậu có tiền, cậu là một cán bộ trường hợp đặc biệt. Thậm chí vì nước mà cậu nguyện tiêu tiền của mình để làm việc. Cậu đúng là một người tốt vì dân, Lý Cường nói. Từ lúc nào mà tiểu tử cậu cũng học được cách nịnh bợ thế. Diệp Phàm cười mắng. Tôi không nịnh bợ, đây là lời thật lòng của tôi. Tôi coi trọng tất cả những thứ này. Ngay cả những hành động nhỏ lúc đùa giỡn, đó cũng vì mục đích phục vụ nhân dân. Lý Cường nói. Tôi thấy cậu đang nóng lòng muốn đạt đến cảnh giới cao, Diệp Phàm tôi không phải vì thần cũng không thể một lòng vì dân. Đương nhiên là tôi cũng có suy nghĩ riêng. Hơn nữa tôi cũng có rất nhiều tật xấu. Không có ai hoàn hảo. Tôi không làm những việc trái với lòng mình. Diệp Phàm cười nói. Làm chuyện mà mình muốn làm, đó cũng là lý tưởng cả đời tôi theo đuổi. Còn hiện tại cậu đã thực hiện được lý tưởng đó rồi. Lý Cường cười nói. Cậu mang tôi ra làm bia đỡ đạn à?
Diệp Phàm cười, giờ cậu có kế hoạch gì không? Lý Cường hỏi. Cao thủ khó kiếm, đặc biệt là cao thủ tiên thiên đứng hàng đầu trong các loại cao thủ trên thế giới này. Người ta đâu có vì tôi mà phục vụ đúng không? Nếu nói từ góc độ bồi dưỡng người đó thì lại càng không thể. Bồi dưỡng được một người cao thủ tiên thiên thì phải mất đến 40, 50 năm. Đến lúc đó, tôi, cậu cũng gần đến bán tiên thiên giúp bọn họ đột phá thì thành đi tắt rồi. Nhưng, dù là một người bán tiên thiên cũng rất khó tìm. Diệp Phàm thở dài, mất một vài cao thủ nhưng làm thành một tổ. Lý Cường nói, không sao, dù gì cũng là vì nước, đó cũng không phải nhiệm vụ của ủy viên đảng ủy tổ A của tôi. Thực ra chúng ta cũng mượn hết của tổ A rồi. Ví dụ như, lúc chúng ta làm việc riêng mượn những dụng cụ tiên tiến và quần áo ảo hộ của họ. Còn nữa, chúng ta còn mượn tài liệu tình báo của họ. Cho nên, làm một chút việc vì tổ cũng là điều phải thôi. Diệp Phàm có vẻ rộng rãi. Nhưng trong tổ cậu cũng có không ít công lao. Mỗi lần chúng ta làm việc riêng, cuối cùng người trong tổ đều chạy mất. Lý Cường có vẻ bất mãn. Cái này gọi là hợp nhau thì càng mạnh thêm thôi. Diệp Phàm cười nói. Thật tôi rất khâm phục tấm lòng của cậu. Lý Cường cười nói. Cậu lại thế rồi. Diệp Phàm cười nói. Sắp đến Tết rồi, trời tiết cũng lạnh hơn. Núi Tuyết Sơn đã đầy tuyết rồi. Chân núi không có tuyến nhưng lên đó mấy trăm mét là đã thấy tuyết rồi. Đương nhiên, cảnh đó đối với người thường thật đáng sợ nhưng đối với Diệp Phàm nó chẳng là gì cả. Đây chính là lý do mà tại sao đến xã hội hiện đại vẫn còn có rất nhiều người muốn trở thành cao thủ võ công. Bởi vì, tổ A có kính nhìn trong đêm, hơn nữa có mấy người có năng lực cảm giác đặc biệt. Cho nên, dù là ban đêm hay là ban ngày thì cũng không có gì khác nhau. Đặc biệt là ưng nhãn của Diệp Phàm có thể phân hình trong vòng 2 dặm. Do hắn dẫn đầu đội dò xét phía trước mà theo sau có Tiêu Dương Thiên được cao thủ chỉ điểm vượt qua núi đầy tuyết, cũng rất thuận lợi mà ra được bên ngoài đường thủ đạo. Lại về phía trước phải chút ý một chút, hôm đó tôi nóng vội không phát hiện ra gì cả. Nhưng bây giờ thần đạo tổ cũng đến tấn công, cho nên, chắc chắn bên ngoài có sắp xếp trạm gác ngầm canh giữ. Tiêu Dương Thiên dùng thuật truyền âm mật nói với mọi người. Vừa mới tiếp cận được mấy chục mét đã phát hiện ra trạm gác ngầm. Có ưng nhãn, Diệp Phàm dẫn đường rất giỏi tránh được các trạm gác ngầm này. Tránh khỏi những trạm gác ngầm liên tiếp lặng lẽ tiếp cận trung tâm của đường thủ đạo. Dưới sườn núi có một cái hố lõm rất giống sơn cốc, bởi vì trong hố lõm đó nên hình thành một cái hồ thiên nhiên nhỏ. Phạm vi rộng khoảng 5, 6 dặm. Mặt hồ nước đã đóng thành một tầng băng mỏng, còn nơi ở của đường thủ đạo thì ở trong rừng cây, lúc ẩn lúc hiện. Vì là ban đêm cho nên trong rừng cây có những ngọn đèn lốm đốm. Cảnh vật cũng khá đẹp, có cảm giác như cụm biệt thự trong núi vậy. Diệp Phàm nói. Trên đường vào đường thủy đạo có mặt băng dày khoảng 1 cm, đại đa số là dùng đá cuội được kết dính bằng một loại keo chế biến từ gạo nếp. Cậu xem, những viên đá đỏ dẫm lên rất trơn. Hơn nữa, các cậu có phát hiện những người trong môn phái của đường thủ đạo đều đi chân trần không? Trong môn phái không cho phép đi giày. Ngoài ta những con đường đều trải bằng đá, những phòng ốc tất cả lạnh như băng đó cũng là xây từ đá. Tiêu Dương Thiên chỉ điểm nói. Chân trần mới tốt. Các đệ tử của đường thủ đạo lúc đi cũng tiện lợi dụng sự ma sát của bàn chân mà luyện công. Đó cũng là một cách luyện công độc đáo mà đường thủ đạo sáng tạo ra. Lạnh thế này mà đi chân trần đó chẳng phải là quá khắc nghiệt sao? Bao Nghị nói. Chịu được khổ thì mới thành cao thủ. Nó cũng là một thói quen. Nếu quanh năm ngày tháng anh đều làm như thế thì sẽ chịu được thôi. Hơn nữa cũng rèn luyện được khả năng đi bộ, Tiêu Dương Thiên nói. Lần trước phát hiện ra tuyết nham mộc ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Ở con đường phía trước toàn nhà, tôi từng nói, lúc đó bọn họ đang chuyển cây tuyết nham kia, vừa lúc đó tôi đánh cướp lại. Cậu hỏi tuyết nham mộc ở đâu thực sự tôi không biết. Chuyện này tôi sớm đã nói rồi, Tiêu Dương Thiên cũng chau mày. Chuyện này đúng là phiền thật. Địa bàn lớn như vậy chúng ta lại không thể lục soát một cách công khai được. Bao Nghị nói. Đừng vội, bắt mấy người hỏi xem. Diệp Phàm nói. Tiêu Sắt cùng ra tay với Phí Thanh Sơn. Một lúc sau hai người biến mất trong rừng cây, không lâu sau bắt được hai tên quay về. Trong sư môn các ngươi còn lại người nào? Diệp Phàm dùng tiếng Nhật để hỏi. Vì từng đi Nhật làm nhiệm vụ mấy lần cho nên Diệp Phàm cũng tự học tiếng Nhật. Nhưng vì dùng trong trường hợp không bình thường. Cho nên nói có vẻ không được tự nhiên. Tên kia im lặng nhưng bị Diệp Phàm ra tay cho mấy cái mới đau khổ nói, trưởng môn mang theo nhị trưởng lão, tam trưởng lão ra ngoài rồi, bên trong còn mấy chục đệ tử.
nghe nói ở nước ngoài xảy ra chuyện, bây giờ còn có đại trưởng lão vào tứ trưởng lão, trung tâm còn có mất đệ tử ở vòng thứ hai. Võ công của tứ trưởng lão thế nào? Diệp Phàm hỏi. Tứ trưởng lão tên là Liễu Quy Ngôn, nghe nói võ công thập nhị đẳng. Người kia nói. Lẽ nào bốn trưởng lão này? Ngoài ra, trình tự sắp xếp các trưởng lão của các ngươi thế nào? Diệp Phàm lại hỏi. Tổng cộng có 6 trưởng lão, ngũ trưởng lão và lục trưởng lão võ công xấp xỉ nhau ở khoảng thập nhất đẳng. Thứ tự các trưởng lão không phải theo tuổi tác hoặc thân phận mà là sắp xếp theo sự cao thấp của võ công. Cứ 5 năm lại sắp xếp lại một lần, nếu ngươi không đánh lại được người khác thì thứ hạng sẽ bị hạ xuống. Hơn nữa, nếu võ công quá lợi hại có lẽ sẽ bị đá ra khỏi vòng tròn. Tên kia nói, thứ tự cao thấp này có liên quan gì đến sự đãi ngộ về quyền lực trong phái không? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, thứ tự của bọn họ đều liên quan đến sự đãi ngộ. Ví dụ như, đại trưởng lão một năm có thể dược $1 triệu. Còn lục trưởng lão cũng có thể được $300.000. Ngoài ra xây nhà ở trong thành phố, cũng được phân theo võ công cao thấp. Điều quan trọng nhất là thứ tự tương đồng với quyền lực. Giống như đại trưởng lão có quyền lực rất lớn. Không những có riêng một biệt thự trên núi mà có thể được chọn 3 người đàn bà đến biệt thự để phục vụ ông ta. Tên kia nói, còn lục trưởng lão chỉ có một người đàn bà giúp ông ta xử lý những công việc trong cuộc sống. Xem ra sự đãi ngôn của môn phái các ngươi cũng không tồi, có biệt thự, xe đẹp còn có cả mỹ nữ. Diệp Phàm châm chọc nói, làm người ai mà không muốn hưởng thụ, nếu không khổ công luyện võ để làm cái gì. Tên kia nói rất có lý, hồng ta ở bên suýt nữa thì phá lên cười. Đúng rồi, người nói đến vòng đệ tử thứ hai là có ý gì? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Đệ tử trong môn phái chúng tôi chia làm 2 vòng, sắp xếp theo võ công cao thấp. Vòng thứ nhất là tốt người đi ra nước ngoài cùng trưởng môn, người có võ công cao nhất đạt bát đẳng. Thấp nhất cũng phải tam đẳng, còn vòng thứ hai là những người ở nhị đẳng, tam đẳng. Vòng thứ ba phần lớn là những người mới cao, cứ 2 năm môn phái lại tiến hành đấu võ một lần. Người muốn vào vòng thứ nhất thì phải lên võ đài đấu võ công. Không có bản lĩnh thì chỉ đứng ở các vòng dưới thôi. Giống như đám đệ tử vòng thứ tư phần lớn là những kẻ võ công tạp nham. Nói dễ nghe thì là đệ tử chứ thực ra tất cả đều là một đám phế thải vô dụng. Hơn nữa, sự đãi ngộ cho các đệ tử cũng phân theo các vòng này. Trong cái vòng luẩn quẩn này cũng phân thành đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh. Đại sư huynh được nhiều nhất. Được môn phái ủng hộ. Cho hưởng thụ cũng lớn nhất. Tên kia nói có chút bất bình, tức giận. Cha cha, thế còn ngươi thuộc loại đồ đệ vòng thứ mấy? Diệp Phàm cười gượng một tiếng hỏi. Tư, mặt người kia đỏ bừng lên nói. Ha ha, sư bá, con mắt của sư bá chính là thế này sao? Mang về một tên thế vật, Diệp Phàm dùng thuật truyền âm mật cười nói giải thích một chút. Trên người lại không có dấu hiệu gì, loại phần chia này cũng quá cứng nhắc, gọi luôn là vòng phế thải cho xong. Phí Thanh Sơn nói có chút bực bội. Vòng thứ tư cũng là không tồi đâu, biết nhiều chuyện như vậy. Nhưng cũng phải cố gắng để lên vòng thứ ba chứ. Diệp Phàm cười nói. Chương 3532, bí mật thần xã. Là sư phụ không nói cho tôi biết, nhưng mấy năm nay tôi phát hiện chỗ lúc đó tứ đại hộ pháp tướng quân muốn đi nhất chính là bên cạnh thần xã. Bởi vì tôi thường xuyên ở cùng với sư phụ cho nên mỗi lần cần Tuyết Nha Mộc sư phụ đều tắm rửa thay quần áo rất là cẩn thận. Mỗi lần như vậy tôi phát hiện sư phụ mỗi lần đi chính là đến sườn núi thần xã. Nơi đó chính là nơi đặt bài vị và thờ vong linh của tổ tông đường thủ đạo chúng tôi bao năm qua. Hiến tế tổ tông phải tắm rửa thay quần áo trang trọng cũng không có gì lạ. Diệp Phàm nói. Việc này cậu không hiểu lắm, Nhật Bản là một quốc gia kết hợp thần giáo của dân tộc với Phật giáo. Với người Nhật Bản, sinh mạng ngắn ngủi nhưng sáng lạn như pháo hoa, linh hồn của người chết bất diệt, có thể sống suốt đời. Cho nên ở Nhật Bản, tế vong linh và truy điệu người chết, cúng bái, cầu phúc rất phát triển. Hoạt động tế tổ cũng có quy luật và thời gian, nhưng Quy Giã Tam Lang nói đồn điền cửu tử đến thần xã thời gian không có quy luật nào. Hơn nữa liên quan đến việc Tuyết Nha Mộc mượn tiền ra ngoài. Việc này chứng có thần xã có chút vấn đề. Huyễn Mã giải thích cho Diệp Phàm, người này coi như một nửa người Nhật một nửa người Trung Quốc. Đúng rồi Huyễn Ma, cô là người Trung Quốc ao. Còn có cửu thiên thập địa ma có phải đều là người Trung Quốc không? Diệp Phàm hỏi. Ha ha, tôi là người Trung Quốc, nhưng cửu thiên thập địa ma cũng không phải tất cả đều là người Trung Quốc.
19 người chúng tôi tạo thành rất kỳ lạ, đến từ các nơi trên thế giới, có người Trung Quốc, có người Nga hiện giờ, còn có người da đen ở châu Phi, cùng với người da trắng ở Mỹ. Huyễn Ma cười nói, sao lạ thế, 19 người các cô sao có thể ghép vào một bí kíp võ công của cửu chỉ? Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Ha ha, chỗ chúng tôi phát hiện bí kíp không giống nhau, ví dụ như sư muội tôi Thiên Tâm đến từ vùng Đông Nam Bộ của Mexico. Huyễn Ma cười nói, cô là người Mexico. Diệp Phàm hỏi, không phải, tôi nói cô đến từ vùng Đông Nam Bộ của Mexico cũng không phải nói cô là người Mexico. Thật ra cô là người Maya thần bí. Huyễn Ma cười nói, người Maya thần bí, chính là người của nền văn minh Maya thần bí kia. Diệp Phàm có chút chấn kinh. Đúng vậy, 19 người chúng tôi lấy được bí kíp cách nhau rất xa. Đến từ khắp các nơi trên thế giới. Hơn nữa, khi đã đạt đến cảnh giới thoát thần cảnh sau không ngờ lại đánh cùng nhau một cách kỳ diệu. Ví dụ như 10 ma thuật của chúng tôi cuối cùng nhập thành một ma thuật. Đây chẳng lẽ là một sự trùng hợp? Diệp Phàm hỏi. Thật ra chúng tôi vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, nếu như nói 19 người chúng tôi cuối cùng hội lại một chỗ là một sự trùng hợp cũng quá trùng hợp đi. 19 người đều là đồ đệ của cửu chỉ, đến từ các nơi trên thế giới cuối cùng lại hợp lại một chỗ. Hơn nữa mãi đến cuối cùng lại muốn tàn sát thậm chí làm cho tất cả biến mất. Việc này hình như cửu chỉ đang đùa với cái chết vậy. Tôi nghĩ, đây nhất định là cửu chỉ sắp xếp. Huyễn Ma nói. Ôi, bởi vì 10 ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hơn nữa học đều là cửu chỉ võ học, cho nên cuối cùng hội lại cùng một chỗ. Mà cửu thiên cũng giống nhau, 9 người bọn họ học bí kíp đặc điểm tuy không going nhưng tuyệt đối có chỗ tương đồng. Cũng chính là cửu chỉ làm cho 9 người học bí kíp xong bị võ học hôn đúc cuối cùng đều có lòng hiệp nghĩa. Nhưng, cửu chỉ làm như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Phàm nói. Tôi cũng luôn luôn tự hỏi vấn đề này. Được rồi, không nói vấn đề này nữa, nói thêm lại đau đầu. Trước tiên cậu cứ đến thần xã Tuyết Nham Mộc đi. Huyễn Ma nói. Diệp Phàm bàn bạc với mấy người, căn cứ vào sự chỉ dẫn của Quy Giã Tam Lang không lâu đã đến sườn núi thần xã. Nơi này hình như không có người trông coi. Diệp Phàm nói. Môn phái chúng tôi thực hiện chính là ngoài chặt trong phòng. Trạm gác bí mật bên ngoài rất nhiều đến khu trung tâm ngược lại không có mấy trạm gác. Hơn nữa, nơi này nếu là chỗ của tổ tông, mấy khi có người qua xem linh bài đâu. Quy Giã Tam Lang nói. Phạm vi không nhỏ. Diệp Phàm quét mắt một vòng phát hiện thần xã được xây dựng bằng kiến trúc gỗ của Nhật. Xung quanh phòng ở đều được bao quanh bởi cây cối và hoa cỏ. Đã sắp đến năm mới nơi này không ngờ vẫn tràn ngập hoa. Trời lạnh như vậy mà hoa vẫn nở, chẳng lẽ không sợ động lạnh? Bao Nghị có chút kỳ lạ cầm một đóa hoa lên ngắm nghía. Tôi cũng thấy lạ, đây là nơi nhiều hoa nhất, hơn nữa nở quanh năm. Hình như nơi này là thế giới vậy, hiện giờ là mùa đông, ở đây không ngờ giống như mùa xuân. Quy Giã Tam Lang nói. Diệp Phàm cẩn thận quan sát một chút. Có phải ở đây có gì đặc biệt? Ví dụ như có nơi tỏa nhiệt, sau đó cùng với khí lạnh dung hợp thành một luồng không khí đặc biệt. Khiến cho ở đây bốn mùa đều là mùa xuân, cho nên, hoa tua nở bốn mùa. Phí Thanh Sơn vuốt cằm nói, bởi vì ở đây không phát hiện trạm gác ngầm, nhưng thật ra thuận lợi nhiều lắm. Thật là có thể, ông xem, hình như có sương mù bao quanh nơi đây vậy. Có phải sương mù này làm cho nơi đây bốn mùa đều là mùa xuân không? Diệp Phàm nói xong thi triển thủy công ra. Không lâu, sương mù này ngưng tụ thành một khối băng trong tay Diệp Phàm nhất thời ngẩn cả người. Phát hiện cái gì? Phí Thanh Sơn hỏi. Khối băng này do đám sương mù kia ngưng tụ thành, ông xem, tôi cảm giác khối băng này có mùi đặc trưng. Diệp Phàm nói xong đưa cho Phí Thanh Sơn, tất cả mọi người đều thử rồi gật đầu nói. Quái, chẳng lẽ sương mù mỏng này từ nội khí dung hợp tạo thành? Việc này nội khí sao có thể làm được? Cũng không thể mấy cao thủ thay phiên nhau ở lại đây phun nội khí ra. Để ở đây bốn mùa đều như mùa xuân chắc chắn phải hao tốn nhiều nội khí. Đúng vậy, trừ phi có một máy chế tạo nội khí để tạo ra nội khí. Hơn nữa, phải vận dụng một cách cực kỳ thành tạo mới được. Tiêu Dương Thiên cũng khá khiếp sợ. Ngu ngốc, cao thủ thoát thần cảnh không phải các cậu có thể hiểu được. Nội khí phát tán ra có thể dung hợp với không khí. Nếu vận dụng thích hợp một chút nội khí có thể bao phủ phạm vi này. Hơn nữa còn có thể dùng bí thuật nhất định để dung hợp nội khí sau đó giữ như vậy.
Có loại nội khí khiến cho nơi đây đều bốn mùa là mùa xuân, cậu xem, thuật phong giới thần kỳ không? Nếu nơi này có thể phát tán phong giới không phải giải quyết được vấn đề này sao? Huyễn ma khinh thường hừ nói. Phát tán phong giới, có ý gì? Phong giới không phải là giống như một tấm nhựa gắm vào bên trong một khu vực nhất định nào đó sao? Nơi này ra vẻ cũng không có hơi thở của phong giới. Nếu như nói là phong giới có thể làm cho bên trong nó bốn mùa đều là mùa xuân thì là nói quá đi. Nhưng ở đây quả thực nào có phong giới? Nếu có phong giới chúng ta sao có thể vào? Trừ phi là tứ đại hộ pháp mới có thể vào. Vừa rồi nghe Quy Giã Tam Lang nói qua, nơi này chỉ cần là đệ tử của đường thủ đạo cũng có thể đi vào. Hơn nữa, hàng năm đều có mấy hoạt động hiến tế lớn. Nếu đệ tử có thể tùy ý ra vào tại sao có thể thể hiện được tác dụng của phong giới? Diệp Phàm nghi ngờ hỏi. Không phải vừa mới nói với cậu về phát tán phong giới sao, phong giới là thủ đoạn cao nhất của cao thủ thoát thần cảnh. Cũng là thể hiện của sự vận dụng cao nhất của võ học. Hơn nữa thuật phong giới vẫn đang phát triển. Nhưng các cao thủ chế tạo ra phong giới cũng khác nhau. Hơn nữa hình thức của phong giới cũng trăm hoa đua nở. Phát tán phong giới thật ra không có ngăn trở như phong giới. Có ý gì đâu, đây thật ra là một phong giới. Hơn nữa theo cách thức mở, cậu có thể tùy tiện đi vào nhưng cao thủ dùng thuật nội khí tinh xảo để đem nội khí dung hợp với không khí làm cho nơi này quanh năm đều giống như mùa xuân. Cho nên các tổ tông của đường thủ đạo mục đích có lẽ chính là dung hợp để tạo ra nơi này bốn mùa hoa nở. Cũng không phải nghĩ bí mật gì. Huyễn ma nói, thật sự là phong giới mở. Không ngờ còn có phong giới phát tán. Diệp Phàm cảm thán nói. Vậy chỉ có thể nói người hiện đại các cậu như ếch ngồi đáy giếng thôi, tinh tâm võ học bao gồm rất nhiều lĩnh vực. Hiện giờ các cậu nhìn thấy chính là một góc của ngọn núi võ học thôi. Thời cổ đại vì không có khoa học kỹ thuật hiện đại nên võ học càng trăm hoa đua nở. Bởi vì thời điểm đó con người nghiên cứu sâu xa về võ học. Mà xã hội hiện đại vì có khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu nó thật ra càng ngày càng ít. Hơn nữa, võ học xuống dốc, bởi vì không ai nghiên cứu nó đương nhiên điêu tàn. Đương nhiên, đối với người hiện đại mà nói, võ học trở nên thần bí mà không thể chạm đến. Ví dụ như cao thủ tiên thiên thời cổ đại nhiều như chó. Thời kỳ đó một trường có thể đánh gãy cây to như thùng nước nhiều. Xã hội hiện đại có thể làm thế rất ít, ở xã hội cổ đại có là cái gì? Huyễn ma nói, ôi, có lý. Nhưng nơi này đều là các cao thủ của đường thủ đạo sáng tạo ra phát tán phong giới sao? Vậy nơi này chắc chắn cũng rất nhiều điều thần bí. Bọn họ có thể sáng tạo phương thức phát tán phong giới, chẳng lẽ không thể sáng tạo ra cách phong bế hoặc tấn công phong giới sao? Nơi này là nơi vong linh của các tổ tông yên nghỉ. Tôi nghĩ các cao thủ đường thủ đạo không thể không đề phòng có người đến khinh nhờn tổ tiên bọn họ có phải không? Diệp Phàm nói, trước mắt tôi không phát hiện phong giới nào khác. Huyễn ma nói, mấy người cẩn thận đứng trước mặt một cái cửa lớn ẩn trong núi thần xã. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng cẩn thận phân hình, phát hiện cửa lớn của thần xã có viết chữ tiếng Nhật tiên linh. Tiên linh, có nghĩa là gì? Bao Nghị nhỏ giọng hừ nói. Chẳng lẽ có ý là nơi linh hồn của tổ tiên an nghỉ? Tiêu Sắt Nhất nói, bình thường sẽ không lấy tên này, ví dụ như thần xã thì nơi này viết là đường thủ đạo thần xã còn có lý. Tiên linh chính là bao gồm các vong linh trên thế giới. Cũng có thể nói là đặc điểm của đường thủ đạo. Tôi cảm thấy hai chữ tiên linh này có chút vấn đề. Hơn nữa, cậu xem, hai chữ này có điều khắc một đóa hoa quay xung quanh. Toàn bộ cánh cửa đều khắc hoa, tương tự với không gian hoa cỏ xung quanh đây. Phí Thanh Sơn nói, chương 3533, linh vị có bí mật. Đúng vậy, chẳng lẽ còn có ý nghĩa nào khác? Hồng Tà sờ sờ đầu nói. Tạm thời tôi cũng không phát hiện cái gì, chúng ta đi vào cẩn thận một chút là được. Diệp Phàm nói, Bao Nghị cùng Phí Thanh Sơn, Tiêu Sắt Nhất đứng ở ngoài để phòng tấn công từ bên ngoài, Diệp Phàm đi đâu, Tiêu Dương Thiên đi tiếp sau, Hồng Tà đi thứ ba. Đương nhiên không thể đi cửa chính, ba người đi vào theo lối tường. Trong bờ tường sương mù còn dày đặc hơn bên ngoài, ba người Diệp Phàm đều cảm giác có một chút lo lắng. Bên trong không ngờ không một bóng người. Ba người không ngờ thuận lời đi đến phòng lớn, phát hiện bài vị khá nhiều, có hơn 10 bài vị đặt trên bàn gỗ đen. Giá gỗ này không ngờ được làm bằng gỗ tử đàn, có thể thấy được tài lực của đường thủ đạo rất hùng hậu. Diệp Phàm nhìn lại phía cao nhất phát hiện chỉ có một khối bài vị thôn dã nhất phu.
người này là người sáng lập đường thủ đạo. Nhưng thần bài của đường thủ đạo có chút đặc biệt, mỗi khối bài vị chẳng những có tên, không ngờ còn điêu khắc giống chủ nhân. Đương nhiên, không rõ ràng. Diệp Phàm nhìn phát hiện thôn dã nhất phu chính là tên mặt béo. Hơn nữa ăn mặc không ngờ giống bộ dạng của tiểu phu đốn củi, hay là người này xuất thân từ tiểu phu. Diệp Phàm thầm hỏi. Đi dạo một vòng, xem ra ngoài bài vị không có gì khác. Hơn nữa gõ một chút phát hiện hình như cơ quan cũng không có gì, chỉ là một thần xã bình thường thôi. Sao không thấy tuyết nham mộc? Ở đây không thể giấu tuyết nham mộc. Hơn nữa, ngay cả hầm ngầm gì đó cũng không có. Hồng Tà quét tay một cái nói. Vừa lúc không ngờ làm cho bài vị của thôn dã nhất phu ngã xuống. Không tốt, đi mau. Lúc này Huyễn Ma kêu lên. Để làm chi, không phát hiện gì cả. Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Ngu ngốc, cậu nhìn bên ngoài xem. Huyễn Ma kêu lên, Diệp Phàm nhìn lên bên ngoài, nhất thời cả kinh. Bởi vì ngay khi linh bài của thôn dã nhất phu ngã xuống hơi nước bốt lên đã ngưng tụ lại thành một vật. Hơn nữa, trong 2-3 giây đồng hồ sương mù che lấp cửa của thần xã lại, Diệp Phàm nhanh chóng lôi Hồng Tà ra ngoài. Bởi vì Hồng Tà gần cửa nhất nên ông ấy đã nhanh chóng chạy đến cửa nhưng nghe ông ta kêu lên khá khiếp sợ. Sao lại thế này? Kết quả chính là dầm một tiếng, Hồng Tà gần như bị người ta tát một cái cả người bay về phía sau Diệp Phàm đập vào cột gỗ, đau đến mức không kêu lên được. Diệp Phàm nhanh chóng kéo Hồng Tà lên nhưng vừa mới ngẩng đầu cảm giác một bóng người xuất hiện trước mắt. Dầm một tiếng, người thứ hai chạy về phía cửa Tiêu Dương Thiên không ngờ cũng ngã nhào vào cột gỗ lăn xuống đất. Hồng Tà chạy nhanh đến đỡ Tiêu Dương Thiên lên. Tôi thử xem. Diệp Phàm nói xong thần hành chi thuật thi triển ra, tốc độ nhanh như vậy vừa mới vọt đến cửa phát hiện trong sương mù mênh mông niêm phong cửa không ngờ lập một khối linh bài, không phải linh bài bị Hồng Tà quẹt ngã thôn dã nhất phu thì là ai. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện con mắt trên tượng của linh bài của thôn dã nhất phu có vẻ như mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng đang nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Diệp Phàm cũng không lỗ mãng đi qua mà nhìn chằm chằm vào khối linh bài kia. Chẳng lẽ đây là hồn khí của thôn dã nhất phu? Diệp Phàm hỏi. Không giống. Huyễn Ma nói. Cái gì vậy, hình như còn có thể tấn công chúng ta. Hơn nữa công kích sắc bén, ngay cả cao thủ tiên thiên đại viên mãn Tiêu Dương Thiên cũng bị đánh ngã. Có lẽ tôi đi lên kết quả cũng như thế. Diệp Phàm nói. Có lẽ có liên quan đến sương mù này, nhanh chóng chạy qua, cậu thử một lần tôi quan sát một chút rồi nói sau. Huyễn Ma nói. Diệp Phàm một quyền gạt đường mà không gạt vào linh bài kia. Dầm, Diệp Phàm không bị đụng vào cột mà bị đẩy lại lui 7-8 bước mới đứng vững. Cảm giác trên tay nóng lên hơi đau, hình như đột nhiên bị người khác rút ra vậy. Sao lại thế này, tôi hình như không cảm giác được linh bài ra tay. Diệp Phàm hỏi. Ha ha ha. Là cậu tự đánh mình. Huyễn Ma nói. Làm sao có thể, rõ ràng tôi gạt một cái, lại không gập tay, tôi có bệnh sao lại tự đánh mình. Diệp Phàm bất mãn hừ nói. Không tin cậu bảo hai người kia thử một lần xem, cậu đứng bên cạnh cẩn thận quan sát xem có phải như thế không. Huyễn Ma nói. Diệp Phàm bảo Hồng Tà lên thử một chút, hai người căn bản cũng không tin. Tiêu Dương Thiên tự cao anh dũng, ông ta một quyền gạt qua. Tình trạng không khác lúc trước, Hồng Tà cũng thử tình hình cũng giống vậy. Hai người sao lại tự đánh mình? Diệp Phàm cuối cùng nhìn ra vấn đề. Không, chúng tôi làm sao có thể tự đánh mình? Tiêu Dương Thiên căn bản không tin, ông ta nhìn Hồng Tà một cái nói. Tôi thật ra phát hiện Hồng Tà tự đánh mình. Thúi lắm, tôi phát hiện ông tự đánh mình. Hồng Tà cũng nói nhìn quanh bốn phía một cái, cảm giác có chút nhát nói. Nơi này, thật kỳ lạ. Linh bài không ngờ tự chạy đến cánh cửa. Nhưng lại có sương mù, rất thần bí dọa người. Thôn dã nhất phu làm ảo thuật. Huyễn Ma nói. Đây chẳng lẽ là ảo ảnh? Diệp Phàm hỏi. Truyền thuyết nói cao thủ thoát thần cảnh tầng rất cao có thể chế tạo ảo ảnh. Giả giả thật thật không rõ ràng lắm. Giống như trên đảo thủy tinh nhìn tất cả đều là thực nhưng cũng đều là ảo. Thôn dã nhất phu hẳn còn chưa đột phá đến cảnh giới thoát thần cảnh trình độ rất cao. Ông ta vẫn là cao thủ cảnh giới thoát thần cảnh viên mãn. Nhưng ảo ảnh này không có tác dụng lắm với tôi. Cho nên, tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra, ảo ảnh này chỉ dùng nội khí sáng tạo ra. Vừa rồi sương mù kia chính là phong giới mở ra. Là nội khí cùng hơi nước kết hợp cùng một chỗ. Đương nhiên, cần bí thuật mới có thể thành công. Hơn nữa,
sau khi thành công sẽ làm cho cậu cảm giác rõ ràng linh bài của thôn dã nhất phu tấn công. Kết quả là lừa gạt tự mình đánh mình. Hơn nữa, cậu ra quyền càng mạnh lực đánh trả càng lớn có phải không? Đây là chỗ đáng sợ của ảo ảnh, sẽ làm cậu không thể biết mình. Năm đó tôi từng đùa giỡn mấy chục cao thủ bát đẳng. Làm cho bọn họ đánh nhau nửa ngày, chơi thật khá. Huyễn ma không ngờ cười. Vừa rồi sao ông không nói sớm, làm hại hai người bọn họ tự hại mình. Diệp Phàm có chút bất mãn. Ha ha, gia quyền càng mạnh cậu càng có thể biết rõ ràng. Coi như là chơi thật khá. Huyễn ma nói làm Diệp Phàm tức giận. Cái này phá giải thế nào? Diệp Phàm hỏi. Thật ra, đây chính là hù dọa cậu chơi thôi. Chỉ cần trong lòng mặc niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 không nhìn về phía trước không nghĩ linh bài thôn dã nhất phu ở đó thì có thể đi ra ngoài. Hơn nữa linh bài của thôn dã nhất phu cũng không bay đến giữ sương mù ở khung cửa kia. Huyễn ma cười nói. Ông không lừa chúng tôi chứ? Diệp Phàm đề phòng. Không tin thì cậu tự nghĩ cách đi ra ngoài đi. Huyễn ma có chút tức giận, Diệp Phàm thử lẩm bẩm đọc rồi đi về phía trước. Nhưng vẫn nhắc ước chừng mấy chục lần mở mắt vừa thấy thiếu chút nữa nổ ngực. Việc này, sao cậu cứ đi quanh quẩn làm gì? Cứ vòng vo mấy trăm lần như vậy không thấy váng đầu sao? Tiêu Dương Thiên nhún vai vẻ mặt khó hiểu nhìn Diệp Phàm, Hồng Tà đứng bên cạnh cũng đang nhìn Diệp Phàm. Tôi còn tưởng cậu đi vòng quanh chỉ là khúc dạo đầu, một khi đi vòng một lát sẽ đi ra ngoài. Nhưng không thể tưởng tượng được cậu vẫn đi vòng, tôi gọi cậu cũng không biết. Hồng Tà nói. Huyễn ma, ông đùa tôi có phải không? Diệp Phàm cực kỳ tức giận mặt đỏ lên. Đùa giỡn cậu làm gì, tôi nghĩ làm như vậy có thể được, không thể tưởng tượng được ảo ảnh của thôn dã nhất phụ thật sự là giỏi, các này không ngờ mất linh. Huyễn ma nói. Hóa ra ông cũng không chắc chắn. Diệp Phàm giận. Ảo ảnh cũng là các cách khác nhau, người khác làm ra chúng ta thử phá giải. Cách này mất linh có thể đổi cách khác có phải không? Huyễn ma hình như nói có lý. Nếu không ba người cậu cùng nhau đánh, xem có hiệu quả không? Ba người cùng đánh đó là tự đánh mình, không cẩn thận còn giống ba người đánh nhau thật. Giống như trước kia ông còn sống đã đánh nhau như vậy. Diệp Phàm châm chọc nói mặc kệ. Vì thế ba người ngồi xuống đất bắt đầu bàn bạc. Đúng rồi, nếu tôi công kích qua biến thành tự mình đánh mình. Nếu tôi đánh mình ngược lại không phải tấn công đối phương. Diệp Phàm đột nhiên đứng lên hỏi. Có lý, tấn công người khác là đánh chính mình. Tấn công chính mình thành tấn công người khác. Cách này lão ma tôi không ngờ không nghĩ đến, mau thử xem. Huyễn ma người này hình như hào hứng, dục Diệp Phàm. Cách này chuẩn linh. Diệp Phàm cũng tự tin, cả người bay lên đến cạnh cánh cửa, hơn nữa. Khi gần tiếp cận cánh cửa có linh bài một quyền hướng đầu mình đánh xuống. Nếu mất linh thì ông đây thể nào cũng làm mình chết khiếp. Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ, cảm giác phát một khoảng không, trước mắt sáng ngời, không ngờ cửa ra hiện ra. Phát hiện Phí Thanh Sơn Bao Nghị đang chiến thành đoàn với các đệ tử của đường thủ đạo, có lẽ là thiết bị thôn dã nhất phu bố trí đã phát động nên kinh động đến người của đường thủ đạo chạy đến. Thấy cách của Diệp Phàm có hiệu quả. Tiêu Dương Thiên và Hồng Tà cũng làm theo cách đó để vượt vùng sương mù dày đặc. Phát hiện Diệp Phàm một quyền phá không mà đi, đánh một cái làm cho đệ tử đường tủ phu máu tươi, nhất thời hai nhà đều dừng lại. Diệp Phàm đến trước mặt Bao Nghị, một cước đi xuống, người kia có lẽ đẳng cấp thập đẳng bị Diệp Phàm đấm một cái ra một lỗ máu bằng nắm tay, ngay cả nội tạng cũng lòi ra. Hồng Tà và Tiêu Dương Thiên cũng nhanh chóng phát huy thường thường một truyền một cước đi xuống liền có đệ tử kêu thảm. Chương 3534, huyết lộ. Đã thoát được ra bên ngoài mấy người Diệp Phàm phải cố gắng lắm mới xuống được núi. Còn muốn chạy. Một giọng lạnh lẽo truyền đến, một đạo kiếm khí quẹt qua không trung, nhất thời không khí giống như bị bổ ra một khe lớn. Mà một quyền lại đây, dưới đôi mắt ưng của Diệp Phàm rõ ràng không khí bị người này đánh vỡ tan ra. Quyền khí kia như là băng bình thường hướng về phía Diệp Phàm. Rất hay. Diệp Phàm trong lòng hừ lạnh một tiếng, khai bi thủ của nhà họ Lô một trưởng qua đi. Bắt đầu không một tiếng động, đối phương phát ra một tiếng cười lạnh. Nhưng trong giây lát, thình thịch một tiếng vang thật lớn, quyền ra tát cho Diệp Phàm một cái liền trực tiếp đánh lên một cành cây răng rắc một tiếng, cành cây to bằng thùng nước thô to bị chặt đứt. Tên kia lập tức xoay người một quyền lại đây, nhưng Diệp Phàm tự mình đã nhảy đến trước mặt tên kia. Thái cực thủ sử xuất ra, bắt lấy cổ tay tên kia vặn một vòng. Răng rắc một tiếng, tên kia kêu lên thảm thiết, cổ tay bị Diệp Phàm chặt đứt,
hơn nữa Diệp Phàm thâm độc ra sức vung tay ra ngoài. Tay của tên kia đứt khỏi người, mà tay đứt bị Diệp Phàm đá một cước lên trên người Tiêu Dương Thiên. Tên này sử dụng kiếm, mà Tiêu Dương Thiên xuất thân từ phái Hoa Sơn. Cũng là lão tổ tông của kiếm đạo, hai người lấy tay thay kiếm càng hứng khởi. Nhanh chấm dứt chạy lấy người. Diệp Phàm dùng truyền âm nhập mật hô, là không muốn cho bọn họ nghe. Đúng lúc này, tên kia sờ vào eo lưng, một thanh trường kiếm đi ra hướng về Tiêu Dương Thiên. Trường kiếm trên không trung nhất thời phình lớn rộng bằng hai bàn tay đem thanh kiếm từ trên không trung xuống. Công lực của Bao Nghị thấp nhất, bị kiếm khí quăng ngã chỏng vó. Diệp Phàm nhanh chóng kéo Bao Nghị lên, hơn nữa phát hiện thanh kiếm kia hẳn là được chế tạo tự tuyết nham mộc. Chẳng lẽ là tấc đinh của tứ đại hộ pháp tướng quân? Diệp Phàm thầm nghĩ, bởi vì tấc đinh kiếm khí đích thật lợi hại. Phát hiện Tiêu Dương Thiên cũng đánh ra một khoản kiếm, kiếm kia như du long nhất bàn phá không lao thẳng đến thân kiếm kia. Két một tiếng vang lên kỳ lạ. Trên thân của đoạn kiếm lớn xuất hiện một dấu vết, nhưng đoạn kiếm cũng bị cự kiếm ngăn không cho đánh xuống. Mà kiếm khí của cự kiếm mới đến trên người Tiêu Dương Thiên. Lão già này binh khí đã mất nhanh chóng một chưởng bổ tới. Dầm một tiếng, sắc mặt Tiêu Dương Thiên khó coi, bởi vì cả người bị khí phách của cự kiếm lột bỏ hết quần áo, lộ cả mông ra. Mà cự kiếm cũng đánh một chưởng từ xa về phía Tiêu Dương Thiên đang muốn rút trở về, nhưng trên không trung một cái dây thừng to như cái cây xuất hiện, giống như con rắn không ngờ quấn lấy cự kiếm. Diệp Phàm kéo, cự kiếm lại kéo Diệp Phàm lại, hơn nữa xoay Diệp Phàm, cự kiếm đánh thật mạnh vào trên mặt tấc đinh. Nhất thời tên kia mặt đầy máu tươi chạy vào trong rừng không thấy bóng dáng. Nhưng phía sau trên trăm người đã đuổi đến nơi, Diệp Phàm chạy nhanh ra bên ngoài dẫn theo mọi người chuồn mất. Mấy người chạy trốn nhanh như bay, không lâu đã xuống đến chân núi. Khách sạn không thể đi, chúng ta đến gia tộc Akiyama trốn vài ngày rồi nói sau. Diệp Phàm nói, lại uống thuốc thay đổi vẻ mặt sau đó dẫn mấy người đến gia tộc Akiyama. Mà Hồng Trư đã sắp xếp một chiếc xe chạy như điên đi. Đường thủ rối loạn. Những người còn lại dốc toàn bộ lực lượng. Gia tộc Akiyama cũng không nói gì, dọn dẹp một phòng hẻo lánh cho mấy người Diệp Phàm. Buổi sáng ngày hôm sau, Hồng Trư gọi điện thoại đến nói. Thôn Dã từ 2 giờ sáng đã đưa người trở lại. Nhưng hình như rất thảm, trở về chỉ có 218 người. Nghe nói ngay cả nhị trưởng lão cũng không thấy bóng dáng. Hóa ra đi ra ngoài chính là 50 người. Chẳng lẽ 20 mấy người sống mái với cùng âm giáo đã chết hết? Chết nhiều như vậy hẳn là không có khả năng. Có lẽ đã chết đến 10 người là có. Mà bên ngày còn phải giữ lại một nhóm người để tăng mạnh bảo vệ đối với công ty đường thủ. Diệp Phàm nói, trong lòng cũng kỳ lạ như thế nào sao Sa Thiên còn chưa có tin tức. Cũng có khả năng, đáng tiếc tôi ở bên kia không có cơ sở, không nắm được tình hình. Hồng Trư nói, việc này tôi sẽ sắp xếp, Tiêu nói người của chúng ta không có người thường trú nhưng người của Bộ An ninh Quốc gia chắc chắn có người. Diệp Phàm nói, tôi đã quên mất họ, bọn họ nhiều người, mỗi nước đều có người thường trú. Hồng Trư nói, đúng rồi, đường thủ nói đêm qua đã chết bao nhiêu người, có lẽ 3-40 người đi. Diệp Phàm hỏi, còn nữa, đánh bị thương có phải có tấc đinh cùng hai hộ pháp tướng quân của họ? Hình như không chết nhiều như vậy, có chuyện rất lạ, tôi vẫn ngồi ở chỗ bí mật quan sát. Chẳng qua các anh chạy xong hình như đường thủ đạo còn đánh nhau một hồi. Sau đó chết mười mấy tên. Hơn nữa, tôi phát hiện lại có mười mấy tên chuồn ra khỏi đường thủ đạo rất nhanh. Hồng Trư nói. Quái, chẳng lẽ còn có người thứ hai? Có thể là người của tổ thần đạo không? Không phải bọn họ cũng cứ người đến ép đường thủ sao? Diệp Phàm hỏi. Bọn họ hẳn không có khả năng ra tay, bọn họ chỉ có tác dụng uy hiếp. Muốn mời một số đệ tử của đường thủ gia nhập tổ thần đạo. Hơn nữa. Bọn họ cũng không thể ngu ngốc như thế. Bởi vì, tổ thần đạo liên tục gặp đả kích của chúng ta, đặc biệt sau lần ở núi Xương Bối thực lực giảm đi nhiều. Với tình hình như thế bọn họ rõ ràng không địch lại đường thủ đạo. Thực lực thế thì ra nước ngoài áp bức một chút vẫn làm được. Còn tấn công bọn họ hẳn không có khả năng. Việc này cũng giống nước ta, đối với mấy phái lớn chỉ hơi đe dọa và ám chỉ. Không thể nào mà diệt hẳn bọn họ, đương nhiên. Không phải nói là nhà nước không thể diệt họ mà không thể ra tay. Hồng Trư nói, đương nhiên, muốn tiêu diệt bọn họ còn không có cách sao. Cơ quan nhà nước lớn như thế nào, một sư đoàn hiện đạt có thể tiêu diệt được một môn phái lớn. Diệp Phàm nói,
nhưng nếu không phải là người của tổ thần đạo chẳng lẽ là người của một môn phái của Nhật? Hình như chúng tôi không phát hiện các môn phái khác có động tĩnh gì. Lúc ấy tôi nghĩ cách muốn đưa một người đến đây, nhưng vừa xong y đã tự sát, nhưng tôi phát hiện người này da hơi xanh, hình như không phải người Nhật Bản hay người châu Á. Hồng Chư nói, đúng rồi, có thể là cùng âm giáo không, bọn họ có lẽ cũng biết rất nhiều cao thủ của đường thủ nhằm vào mình. Cho nên, bọn họ đến đây muốn nhân cơ hội này vào xào huyện của đường thủ đạo. Nhưng không thể tưởng tượng được bị chúng ta phá đi, nhưng bọn họ cũng nhân cơ hội ra sức đánh. Diệp Phàm cười nói, cũng có thể vậy, xem ra, mấy ngày nay đường thủ gặp vận đen thật sự. Hồng Chư cười nói, theo dõi chặt một chút xem có phải cùng âm giáo làm hoặc còn có môn phái nào khác tấn công đường thủ đạo. Nếu như là cùng âm giáo làm thì tốt rồi. Diệp Phàm nói, anh có kế hoạch lớn hơn phải không? Hồng Chư hỏi, đúng vậy, nếu như quả thật là cùng âm giáo làm chỉ cần tra bọn họ trốn ở đâu. Chúng ta sẽ không để cho bọn họ dễ dàng chuồn về nước. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta ra tay đánh họ một hồi. Đến lúc đó người bọn họ còn để đem về nước chắc chắn sẽ cho rằng đây là đường thủ làm. Bên kia là nơi dừng chân của bọn họ. Đến lúc đó rất nhiều cao thủ của cùng âm giáo sẽ tấn công đường thủ. Đến lúc đó đường thủ sẽ quan tâm đến nơi xa như vậy như thế nào. Nếu bọn họ lại cử ra một số đông người muốn diệt cùng âm giáo. Vừa lúc chúng ta không ngại bưng hang ổ của đường thủ. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Hồng Chư không khỏi dùng mình một cái, trong lòng thầm thương cho đường thủ đạo và cùng âm giáo. Gác điện thoại xong Diệp Phàm trở lại phòng phát hiện Hồng Tà không ngờ đang tranh luận nảy lửa với Akiyama Linyifu. Mà Akiyama Mako lại đóng vai người pha trà. Thật đúng là đừng nói, trà nghệ của Akiyama thật đúng là cao. Bởi vì Akiyama Linyifu cùng người nhà Akiyama đều nói tiếng Hán nên không có chướng ngại về ngôn ngữ. Mako, trà nghệ này cô làm sao học được? Diệp Phàm ngồi xuống hỏi. Tôi học ở Vũ Di Sơn của Trung Quốc, thế nào, có chính tông không? Vẻ mặt trong sáng hơi ửng đỏ nhìn Diệp Phàm. Chính tông, rất chính tông. Bao Nghị cười nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái đột nhiên giật mình cười nói. Mako, cô học trà đạo có phải chính là vì người kia? Ôi, hắn không thể được lòng của Mako. 5 năm, Mako đến Trung Quốc hơn 10 lần, đáng tiếc hắn cũng không đến cổ vũ một lần nào. Mỗi lần Mako đều hy vọng hắn có thể xuất hiện cầm cái gì đó để tôi ký tên thì tốt. Có lẽ Mako khó lọt vào ánh mắt người khác đi. Mako mỗi ngày pha trà đáng tiếc chính là người kia cho đến bây giờ còn chưa đến thưởng lần nào. Mắt của Akiyama Mako có chút đỏ. Akiyama Linyifu nhìn Diệp Phàm một cái vuốt vuốt cằm. Ha ha, Mako, cô nói người đó không phải tôi chứ? Hồng Tà vuốt vuốt cằm đùa. Tiền bối tuy tướng mạo trẻ tuổi nhưng Mako chỉ mới 24 tuổi. Akiyama Mako vẻ mặt nghiêm túc nói. Cô cứ việc nói thẳng là chê tôi già đi. Hồng Tà cười ha hả. Hay là tôi cũng không già. Bao Nghị tiếp tục đùa, còn nhìn Diệp Phàm một cái. Anh tuy nói đẹp trai hơn người kia nhưng anh không phải người Mako nghĩ đến. Akiyama Mako nói làm mọi người cười vàng, bố còn không đẹp trai sao, Diệp Phàm có chút buồn bực trong lòng. Cô nói người kia ở đây sao? Tiêu Sắt Nhất đùa. Chỉ cần có thể hiểu được tâm ý của tôi, chẳng sợ xa cuối chân trời cũng gần ngay trước mặt. Akiyama Mako nói xong ánh mắt giận dỗi nhìn Diệp Phàm. Ha ha, gần ngay trước cũng như xa cuối chân trời. Diệp Phàm có chút xấu hổ cười cười. Anh nếm thử một chút trà của tôi có được không? Trần Tự đang cầm chén trà đặc biệt đến trước mặt Diệp Phàm. Ôi, Mako! Diệp Phàm cảm thán một tiếng. Cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một hơi, đột nhiên Diệp Phàm có động tác lớn. Chỉ thấy chén trà được tung lên không trung, nhất thời tất cả mọi người không hiểu nhìn. Chỉ thấy chén trà vòng vo trên không trung sau đó không ngờ hạ xuống. Lúc này nước trà thơm phức phun ra không trung như mưa bụi, Diệp Phàm giơ một bàn tay ra hướng lên người sờ, lấy ra một cái to như ngón tay gì đó. Chương 3535, Si Tình. Đây là quả yêu sâm cuối cùng còn sót lại của Diệp Phàm. Thật ra không phải là quả yêu sâm, bởi vì nó đã bị Thiết Chiêm Hùng ăn. Mà đây là chất lỏng chảy ra từ quả yêu sâm lúc trước được người này góp nhặt dùng bí thuật ngưng tụ thành một cục. Dịch quả yêu sâm mở ra, nhất thời không trung xuất hiện một ít mưa bụi màu xanh. Mà hai bàn tay của Diệp Phàm điên cuồng vặn vẹo, thái cực vũ càn khôn tinh thâm của phái vũ đường được thi triển ra giống như gió làm người xem nghẹn họng nhìn chân chối.
Bao Nghị thậm chí cảm giác choáng, thiếu chút nữa hôn mê. Đây là võ học tối cao, cậu không thể nhìn thấy, nếu không cậu sẽ không chịu nổi. Nếu như có thể nhìn thấy cái gì đó, đó là cậu may mắn vô cùng. Phí Thanh Sơn nhìn Bao Nghị một chút nói, Bao Nghị nhanh chóng nhắm mắt. Không lâu cơn gió này bị Diệp Phàm thu lại, không ngờ dần dần ngưng tụ thành một vật hình tròn. Akiyama Mako bị Diệp Phàm đẩy đến trước mặt vật hình tròn này. Vật hình tròn đè ép từ trên không trung xuống dưới, không lâu đến trên đầu Akiyama Mako. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, vật hình tròn này hình thành một cái giống như cái phễu, không ngừng có dịch màu xanh từ vật hình tròn dội lên đầu Akiyama Mako. Một luồng sương mù màu xanh bốc lên, Akiyama Linyifu chấn động, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Akiyama Yusun đứng bên cạnh cha nhắm mắt kinh hãi. Hai tiếng hơn thời gian lặng lẽ trôi qua, trong phòng không ai dám phát ra dù là một âm thanh nhỏ nhất. Mà động tác của Diệp Phàm lại chậm lại, hơn nữa cả người như là bị đẩy vào lồng hấp vậy, mồ hôi tuôn ra như mưa. Akiyama Linyifu vẻ mặt áy náy nhìn Diệp Phàm. Không lâu màu xanh hoàn toàn chui vào đầu Akiyama Mako. Không lâu sau cả người Akiyama Mako toát ra một mùi trà màu xanh. Lại một tiếng trôi qua, Diệp Phàm thu tay, Akiyama Mako tỉnh lại. Cảm ơn, anh đã làm cho tôi lên đến bát đẳng. Mako từ từ đến trước mặt Diệp Phàm không ngờ thực hiện lẽ thời xưa khi người hầu gặp chủ nhân. Thưởng trà còn trà, Mako từ nay về sau cơ thể của cô tự nhiên sẽ có hương thơm của trà long tỉnh. Diệp Phàm cười nói. Cảm ơn. Akiyama Linyifu cuối cùng vẻ mặt vui mừng khó có thể che giấu cảm ơn, không ngờ còn khom người hành lễ với Diệp Phàm. Thái cực quyền không ngờ có thể giúp người khác luyện công, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Dương Thiên vuốt râu, cảm thán nói. Đúng vậy, có thể nước trà thần kỳ, huyền diệu. Tiêu Sát Nhất có chút cảm thán, không ngờ hơi có chút ghen tị. Ngại quá. Diệp Phàm mỉm cười nói. Ngại quá, tôi muốn đi tắm một chút, người đầu mồ hôi. Mọi người tiếp tục nói chuyện đi. Tôi lấy nước cho anh. Mako hơi đỏ mặt. Ngại quá, không cần. Diệp Phàm lắc đầu, muốn làm nhạt tình cảm này. Diệp Phàm không muốn hại một cô gái nước ngoài hồn nhiên nữa. Ôi, gần trong gang tấc lại xa cuối chân trời. Vẻ mặt tinh khiết của Mako buồn bã. Đại sư, ôi. Akiyama Linyifu chép miệng cuối cùng không nói nữa. Vậy phiền Mako vậy. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác trong lòng đau xót. Diệp Phàm vừa nói xong Akiyama Mako hình như rất vui vẻ, mặt đỏ lên, đi theo sau hắn. Phòng tắm này theo phong cách cổ điển điển hình. Diệp Phàm đứng ngoài hút một điếu thuốc xong thì bị Akiyama Mako gọi lại, nhưng cách ăn mặc của cô khiến Diệp Phàm chấn động. Một bộ kimono truyền thống của Nhật Bản màu sắc trang nhã hơn nữa còn có thêu hoa trắng khiến cô có một vẻ đẹp cao quý hồn nhiên. Quần áo không có nút thắt, ở giữa dùng một cái thắt lưng màu đỏ của lửa đầu khiêu khích thắt lại. Quần áo đều là tơ lụa nhưng là loại tơ lụa mỏng. Dưới đôi mắt ưng của Diệp Phàm phong cảnh bên trong như ẩn như hiện, ngoài bộ kimono thì bên trong cũng là gói hàng không bọc. Áo ngực màu đen cũng là một khoảng không, phía dưới cũng không sai biệt lắm, cánh cửa bồng lai giống như khoác một lớp cỏ áo khoác nửa mở rộng, da thịt bên trong như ẩn như hiện. Mà cô không ngờ đang quỳ, như hầu hạ chồng đi xa về vậy. Thấy Diệp Phàm đang sững sờ, mà cô cười, lại càng phong tình vạn chủng. Sao thế, không nhận ra sao? Mako vừa cười vừa nói. Mako, cô đẹp thật tinh khiết. Diệp Phàm không nhịn được, giơ một tay nhẹ nhàng vuốt mặt Mako. Mako nhẹ nhàng đứng lên, cởi quần áo cho Diệp Phàm. Diệp Phàm giống như con rối gỗ tùy Mako làm gì thì làm. Trong phòng tắm có một thùng bằng gỗ, bên trong mùi hương hoa rất thơm, mặt nước gợn sóng làm cho hương hoa tản mát khắp nơi. Diệp Phàm thoải mái nằm vào trong bồn nước. Mako quỳ bên cạnh mát xa cho Diệp Phàm. Đầu tiên là vuốt vẻ não bộ, sau đó chính là chỗ bả vai, từ từ xuống dưới đến bộ ngực Mako rất lâu không thu tay lại. Ở đây có hương vị của đàn ông. Mako một bàn tay trượt trên bộ ngực của Diệp Phàm, cả người giống như chìm đắm trong một cảm giác mơ màng vậy. Trong hoàn cảnh bị kích thích đến cực điểm này ngọn lửa trong lòng Diệp Phàm bị đốt cháy, phía dưới đã uy phong đứng lên rồi. Mako! Diệp Phàm thở gấp. Tay thò ra đặt trên ngọn núi lớn. Mặt Mako đỏ bừng. Mako bị Diệp Phàm kéo vào trong bồn nước. Bộ kimono bay ra ngoài, tiếp đến là áo ngực. Đội huyền ương ở dưới nước. Không lâu, thùng gỗ run rẩy kịch liệt, bọt nước không ngừng bắn ra. Người nào đó đang ra sức đẩy mạnh, giống như đẩy ma vậy.
mà cô là ngôi sao ca nhạc, hơn nữa tốt nghiệp ngành múa, ngoài ra đã từng luyện qua võ công, sự mềm mại của cơ thể có thể đạt đến cực độ mà con gái có thể phát huy. Cô đã từng luyện qua du già. Ngón tay của Diệp Phàm nhẹ nhàng linh hoạt trong nước cười hỏi. Em chẳng những luyện qua du già, hơn nữa, em còn chơi đùa các tạp kỹ của người Trung Quốc các anh. Em muốn làm cho cơ thể mềm mại không xương. Tất cả những việc này đều là chuẩn bị cho anh. Đã sắp 10 năm, mà cô chuẩn bị 10 năm đến tối nay đã có thể để anh hưởng thụ thoải mái. Anh, em nhớ đến anh mà vất vả. Rất nhiều đêm em đã ngơ ngác ngồi nhìn chiếc giường mà chúng ta đã quen nhau. Ước mơ có một ngày anh lại đột nhiên xông vào giống như lần trước. Hơn nữa, trên người còn có cả máu tươi chui vào phòng em. Chăn giường kia mà cô vẫn giữ gìn mãi mãi, em thích ngửi mùi máu tươi trên đó. Mà cô giạt rào tình cảm, giống như đang tâm sự vậy. Mà cô, anh đến đây rồi. Tiếng Diệp Phàm vang lên, sóng được tầng tầng đẩy mạnh, Diệp Phàm giống như đang lao nhanh trên con đường lầy lội đến chỗ hoa tầm xuân đang nở. Ý chí kiên cường cuối cùng cũng thành công đến được vùng đất mộng tưởng. Nơi đó đã có mưa rào tầm tã ảo ạt, hai cơ thể run rẩy kịch liệt, quay cuồng trong bồn tắm. Thật lâu sau, tiếng run rẩy của cô gái cuối cùng cũng tắt, tiếng thở dốc cũng dần kết thúc. Hai người sau phút phóng đãng muốn ngâm người trong bồn tắm, như ẩn như hiện trong làn sương mù. Anh, hôm nay em thật sự đã thuộc về anh. Mà cô nói. Mà cô. Diệp Phàm cảm giác mình hình như đã trở lại thời kỳ của mối tình đầu, giọng có chút run rẩy. Nguyện vọng lớn nhất của cha chính là có người kế tục. Mà cô nói. Trước kia anh cốt kém, vẫn không thể đột phá, cha đau lòng chính là vì việc này. Hiện giờ tốt ở rồi, có anh ở đây, tất cả đều tốt lên. Cha em là một người cuồng võ học, ông ấy cũng là người cứng cỏi. Toàn bộ gánh nặng của nhà Akiyama đặt lên vai của ông ấy đã rất cố gắng. Diệp Phàm nói, tin tưởng từ hôm nay trở đi, nhà Akiyama sẽ đĩnh đạc đứng lên, có người kế nghiệp. Có anh ở đây, nhà Akiyama có người kế tục rồi. Akiyama Mako nói những lời này như là ám chỉ vậy, hai chân quấy quýt lấy Diệp Phàm nói. Anh, yêu em lần nữa được không? Được. Diệp Phàm giống như một binh lính nghe lời, lại khởi xướng một vòng tấn công. Nhưng xong việc xong Akiyama Mako thật lâu không cho Diệp Phàm rời đi. Hai người cứ ở tư thế đó khoảng 10 phút. Em có uống thuốc không? Diệp Phàm nghĩ đến vấn đề ngày. Em nói rồi, anh ở đây, nhà Akiyama có người kế tục. Akiyama Mako đáp, Diệp Phàm nghĩ ra điều gì đó trong lòng thở dài một tiếng. Sau khi ăn cơm xong Phí Thanh Sơn nói. Đường thủ bị đả kích xong có lẽ được canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta đi vào chắc không có cơ hội của lần trước. Mà hiện giờ không có chút tin tức nào của Tuyết Nham Mộc. Có phải là phải tìm cách khác không? Đúng vậy, Tuyết Nham Mộc rốt cuộc cất giấu ở đâu? Tiêu Dương Thiên cũng nhíu mày. Hay là đi đến quả sơn đó, nếu đồn điền cửu tử lọt vào phục kích của Tam Hộ Pháp tướng quân bị thương nặng, còn ba người khác cũng không thể trở về. Chỗ kia chắc chắn là một bí mật rất lớn. Nếu không, đồn điền cửu tử trước khi chết sẽ không nói ra hai chữ quả sơn. Bao Nghị đề nghị. Quả sơn ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Thật ra tôi biết chỗ này. Lúc này Akiyama Li Nhifu cười nói. Đối với việc tấn công đường thủ Diệp Phàm cũng không nói dối Akiyama Li Nhifu. Hiện giờ có mối quan hệ này, có vẻ như Akiyama Li Nhifu đã chấp nhận mối quan hệ của con gái và Diệp Phàm. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng hiểu được người kiêu ngạo như Akiyama Li Nhifu có thể đồng ý, là bởi vì hắn có thực lực. Akiyama Li Nhifu là người cuồng võ thuật, thờ phụng chính là người có nắm tay mạnh. Có phải ngay trong nước Nhật? Diệp Phàm hỏi. Indonesia. Akiyama Li Nhifu nói nhìn mấy người Diệp Phàm một cái nói. Tôi biết các vị đều là đại sư, năng lực mạnh hơn tôi. Hơn nữa, tôi hứng thú đối với các vị. Diệp đại sư, có cho tôi gia nhập không? Đối với những việc thăm dò liên quan đến võ học, là điều mà Akiyama Li Nhifu tôi cả đời theo đuổi. Các vị có thể cho tôi thấy được bí mật chưa tìm ra của võ học này. Trước kia căn bản là tôi không biết được việc chuyển sang kiếp khác. Bây giờ thật sự là được mở rộng tầm mắt, đây là cảnh giới tối cao của võ học. Chương 3536, tôi muốn gia nhập đội của cậu. Việc này, Diệp Phàm vuốt vuốt cằm có chút khó xử, dù sao thời gian tiếp xúc với Akiyama Li Nhifu cũng không dài, vài lần trước đều là đánh nhau. Ha ha, chúng ta cũng chỉ là đồng đội tạm thời. Tôi hợp tác với Diệp đại sư,
sau sự kiện lần này chúng ta sẽ giải tán. Tiêu Dương Thiên không thể nể mặt này hơn nữa cho mình là người của phái Hoa Sơn, không thể gia nhập đoàn của Diệp Phàm. Các ông, Akiyama Li Nhifu sửng sốt nhìn Diệp Phàm. Ông ta nói đúng là thật. Diệp Phàm gật đầu nói. Ha ha, hai người bọn họ là như thế nhưng Hồng Tà tôi là người hầu của Diệp Phàm. Hồng Tà không ngờ không cảm thấy xấu hổ chút nào nói. Tôi cũng vậy. Bao Nghị nói. Tôi sẽ gia nhập đội của Diệp Đại Sư. Akiyama Li Nhifu không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói. Chúng ta có thể hợp tác thôi, không cần nói gia nhập hay không gia nhập có phải không? Diệp Phàm cười nói. Ha ha, tôi biết, trước kia Akiyama Li Nhifu có chút tự cao tự đại, cho mình là người có tiếng tăm trong giới võ thuật. Nhưng sau trận chiến đó các cậu đã làm cho tôi tỉnh lại, hóa ra võ học còn tinh thâm như thế, trước kia tôi thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tôi không có tư cách hợp tác với cậu. Nếu cậu cho rằng Akiyama Li Nhifu tôi là một người chân thành thì hãy nghĩ đến yêu cầu của tôi. Giống như Đại sư Hồng Tà, tôi hy vọng có thể trở thành người hầu của Diệp Đại sư. Akiyama Li Nhifu tỏ thái độ trang trọng và nghiêm túc. Akiyama Đại sư nói đùa, Diệp Phàm tôi sao có gì mà để Đại sư thành người hầu của tôi. Vừa rồi Hồng Tà tiền bối chính là nói đùa thôi. Thôi thật sự tôn trọng bạn của tôi. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm tôi không phải nói đùa. Tôi nói nghiêm túc. Thái độ của Hồng Tà chưa từng nghiêm túc thế bao giờ. Tôi cũng không cần nói, Bao Nghị tôi cho đến bây giờ đều chính là người hầu của Diệp Đại Sư. Bao Nghị cười nói. Anh, cha là một người cứng nhắc, một khi đã quyết định tuyệt đối không thay đổi. Anh, chẳng lẽ anh không cho nhà Akiyama chúng em một cơ hội có người kế tục sao? Nhà Akiyama hiện nay tuy nói sừng sững không ngã. Thật ra, nhà Akiyama đã không ổn định bên trong. Về võ thuật thì nhà Akiyama đã lưu lạc xuống dòng họ cấp 2. Đây là điều sỉ nhục đối với nhà Akiyama. Đây là chuyện mà cha vẫn không muốn thấy. Akiyama Mako ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Được, tôi rất vui đại sư Akiyama có thể gia nhập đoàn đội của tôi. Diệp Phàm quyết định. Tôi rất vui, nhưng tôi là người Nhật Bản. Nếu trong đoàn đội có hoạt động liên quan đến an toàn của nước tôi sẽ dùng thái độ lảng tránh. Đương nhiên. Nếu là việc lảng tránh không liên quan đến tôi, xin Diệp Đại Sư có thể thông cảm cho tâm trạng của người Nhật Bản như tôi. Đương nhiên, nếu như có liên quan đến các phái khác trong Nhật Bản, tôi sẽ phục tùng lợi ích của đội. Ngược lại, nếu như nước chúng tôi có hành động nguy hiểm đến nước các cậu, tôi tuyệt đối không tham gia. Akiyama Li Nhifu tôi là một người tự do, không muốn tham gia vào việc quốc gia đại sự. Trước kia Tổ Thần Đạo cũng đã nhiều lần đưa ra lời mời nhưng tôi kiên quyết từ chối. Cả nhà Akiyama tôi cũng không có ai tham gia tổ chức này. Diệp Đại Sư, cậu có đồng ý với điểm này không? Akiyama Li Nhifu nói. Đại sư Akiyama là một người thẳng thắn chân thành, là một người bạn đáng tin cậy. Tôi đồng ý với quan điểm của ông. Thật ra, đội chúng tôi cũng là những cá nhân, không liên quan gì đến an toàn của quốc gia, đó là việc của quốc gia, ha ha. Diệp Phàm cười nói. Không lâu, Quy Giã Tam Lang được đưa vào trong. Quy Giã, anh có biết địa chỉ cụ thể của Quả Sơn không? Diệp Phàm hỏi. Tôi chỉ biết là Quả Sơn ở Indonesia, địa chỉ cụ thể sư phụ tôi cũng không rõ ràng lắm. Quy Giã Tam Lang lắc đầu. Anh vẫn không nói thật. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Tôi thật không rõ ràng lắm, lúc trước sư phụ chạy về xong nói cho tôi hai chữ này. Không lâu, người của bọn họ đến, mà sư phụ cũng đi. Quỷ Giã đau khổ nói. Quỷ Giã. Quả Sơn rất lớn nếu như không có địa điểm cụ thể căn bản không tìm được. Đồn Điền Cửu Tử nếu thực là đến Quả Sơn trước khi đi không thể không nói cho cậu việc này. Bởi vì, cậu là đồ đệ duy nhất của ông ta. Mà trước khi ông ta chết lại nói ra hai chữ Quả Sơn. Nếu không nói ra địa điểm chính xác thì sẽ không nói ra điều này. Diệp Phàm hừ nói. Lúc đó sư phụ có lẽ muốn nói với tôi nhưng không kịp. Bởi vì thôn Giã Nhị Điền đã chạy đến. Quy Giã Tam Lang nói. Anh nói thật nếu không nói dối thì cuộc sống của anh sẽ chấm dứt. Nếu anh chết thì đem bí mật vào quan tài cũng vô dụng. Chỉ bằng nói cho chúng tôi biết, anh có muốn báo thù cho sư phụ không, anh có muốn diệt tên đã ám toán sư phụ anh không? Còn nữa, anh có muốn ngồi trên ngai vàng trưởng môn đường thủ đạo không? Anh nghĩ lại những năm nay anh chịu khổ sở uất nhục ở đường thủ không? Nếu anh chết tất cả đều biến thành hư không? Nếu anh còn sống còn có một tia hy vọng, ví dụ như chúng tôi hỗ trợ anh nâng cao công lực,
ví dụ như anh còn có thời gian đột phá lớn. Đợi đến khi anh có năng lực có thể thực hiện kế hoạch này. Mà Quả Sơn chắc chắn có bí mật động trời. Có lẽ sư phụ của cậu giấu bí mật này ở Quả Sơn. Hơn nữa, bí mật đó có lợi lớn cho cậu. Diệp Phàm nói. Quy Giã Tam Lang trầm mặc, thật lâu sau y hỏi. Các anh thật sự có thể tương trợ tôi. Đương nhiên, hiện giờ công lực của anh đã lên đến tam đoạn rồi. Tôi đã kiểm tra qua, là anh bị bọn họ ám toán, kinh lạc hao tổn, tôi nắm chắc 50% khôi phục cho anh. Anh đồng ý lựa chọn hoặc sống hoặc chết, anh quyết định đi. Diệp Phàm hừ lạnh. Được. Quy Giã Tam Lang hạ quyết tâm. Quy Giã Tam Lang lại trầm mặc hồi lâu nói. Sư phụ trước khi chết vì thôn Giã Nhị Điền đều ở đó nên không thể nói rõ. Nhưng sư phụ nói sau này không thể dẫn tôi đi chơi giống mùa xuân năm đó, tôi lúc ấy không nghĩ gì, khóc. Sư phụ tôi lúc đó chỉ nói mấy lời này, mấy năm nay tôi luôn suy nghĩ đến những lời này. Bởi vì mùa xuân của năm trước sư phụ tôi đã dẫn tôi đến núi lửa Nia. Chẳng lẽ bí mật của sư phụ anh giấu ở núi lửa Quỷ Giã Tam Lang? Diệp Phàm hỏi. Lúc ấy tôi cũng nghĩ là như vậy, cho nên, một năm qua đi tôi lén lút đến núi lửa Nia. Bởi vì lúc trước tôi không dám đi, chỉ sợ trưởng môn phái cao thủ bí mật theo dõi tôi. Mà núi lửa Nia là một ngọn núi lửa chết. Nhưng vẫn có dấu vết của núi lửa phun trào. Nhưng tôi đi ba lần, đi khắp núi lửa Nia cũng không phát hiện ra cái gì. Sau khi trở về tôi vẫn luôn suy nghĩ đến việc này. Hơn nữa, tôi đã điều tra qua một ít tình hình của Quả Sơn. Cuối cùng tôi phát hiện một ít manh mối. Bởi vì trong ngọn núi Quả Sơn còn có một ngọn núi lửa chết. Gọi là núi Tả Lý. Chẳng lẽ sư phụ bị hại ngay ở đây, qua nửa năm sau tôi đến đảo Quả Sơn. Nhưng lúc ấy đi bằng hình thức du lịch. Sau đó tôi chuồn êm về phía đảo Quả Sơn, nhưng mới vừa lên đảo đã phát hiện người khả nghi. Tôi nghi ngờ là đường thủ cho người theo dõi, cho nên, âm thầm quan sát phát hiện đúng là người do phái cử ra. Hơn nữa, người đi đầu không ngờ vẫn là đệ tử thân truyền của trưởng môn. Tôi cũng không dám tiếp tục nữa mà dừng lại quay trở về. Từ đó về sau tôi không dám đến Indonesia, dù sao thân thủ tôi quá thấp, bọn họ có thể giết tôi như bóp chết một con kiến. Huyễn ma, có vẻ ảo ảnh của cô cũng không làm cho Quy Giã Tam Lang nói hết bí mật của mình. Diệp Phàm châm chọc, việc này cũng là bình thường, Quy Giã Tam Lang có ý chí rất mạnh, ảo ảnh của tôi chỉ là một bí thuật nội thức thôi. Cũng không thể trăm trận trăm thắng, vẫn có khi thất bại. Mà thủ đoạn ảo ảnh của tôi chủ yếu là tấn công người khác về mặt tinh thần. Mà thủ đoạn tấn công cũng lấy nội khí làm cơ sở. Mà hiện tại tôi tồn tại bằng hình thức hồn khí, đã không có nội khí mạnh để duy trì, thủ đoạn ảo ảnh của tôi không còn bằng một phần của bình thường nữa. Nếu như là khi tôi còn sống, loại tiểu nhân như Quy Giã căn bản không nói chơi. Dù giai đoạn hồn ly tôi cũng có thể làm cho họ ảo ảnh mà chế. Huyễn ma nói. Ha ha, tiền bối. Truyền cho tôi thủ đoạn ảo ảnh thì sao? Cứ để mất như vậy thật đáng tiếc. Diệp Phàm cười gượng hai tiếng. Cậu nguyền rủa tôi chết có phải không? Huyễn ma giống lên, tức giận. Không thể nói như vậy, ngày không thể có mưa gió có phải không? Và lại, tiền bối nhận một đệ tử cuối cùng cũng không sai, ví dụ như tôi có thể đảm đương được thân phận này có phải không? Diệp Phàm nói. Được, cậu học thuật ảo ảnh của tôi cũng đúng. Nhưng điều kiện chính là đem cây súng này vào trong một tiểu phong giới. Sau này tôi tìm được một thân thể thích hợp để chuyển sang kiếp khác thực thi hồng huyết đao thuật trợ giúp tôi hoàn thành. Đương nhiên, khi cậu có thể tìm được thân thể thích hợp tôi sẽ truyền trước cho cậu một ít thủ đoạn nhỏ của thuật ảo ảnh. Huyễn ma cũng không dễ lừa gạt. Hiện tại tiền bối truyền một ít thôi, như vậy tôi tấn công có thể mạnh hơn, cơ hội tìm thân thể thích hợp sẽ càng nhiều lên. Diệp Phàm nói. Hừ. Cậu cho là tôi là đứa trẻ 3 tuổi có phải không? Thật sự truyền cho cậu rồi lão ma tôi còn tác dụng cái rắm. Đến lúc đó, vận mệnh của lão ma tôi thật là bi thảm. Huyễn ma bất mãn nói. Tôi chỉ bảo tiền bối truyền cho tôi một ít thủ đoạn nhỏ, cũng không phải bảo lập tức truyền hết bí thuật cho tôi có phải không? Chỉ cần bí mật này nắm giữ trong tay của tiền bối, tôi phải đi tìm người có thân thể phù hợp cho tiền bối có phải không? Diệp Phàm hừ nói. Có tôi ở đây cậu sợ gì, đến lúc đó hãy hay. Huyễn ma nói. Không truyền cho tôi đến lúc đó tôi mất mạng tiền bối sống được ở đâu. Diệp Phàm có chút giận. Ha ha, yên tâm, tôi sẽ tùy tình hình. Huyễn ma nói.
Indonesia là quốc gia có 17,508 hòn đảo lớn nhỏ tạo thành, là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, lãnh thổ kéo dài từ châu Á đến châu Đại Dương, được gọi là đất nước ngàn đảo. Có 400 ngọn núi lửa, trong đó có 77 ngọn núi đang hoạt động. Đảo Quả Sơn chính là một đảo nhỏ trong số những đảo nhỏ của nước này. Trên đảo bốn mùa đều là mùa xuân, mà ngọn núi lửa Tà Lý nghe nói mấy ngàn năm trước đã phun trào. Gần đây cũng không có phun trào lần nữa, đảo Quả Sơn được bao vây bởi Thái Bình Dương hình vòng cung. Cấu tạo địa chất phức tạp, trước kia cũng khá nhiều động đất. Hình dáng của đảo rất kỳ lạ, núi rất cao, ít đồng bằng, độ cao trung bình so với mặt nước biển là 2.000 mét. Có ngọn núi cao đến 3.000 mét. Chương 3537, quả nhiên có người ở đây. Trên đảo mạng lưới sông ngòi rất đông đúc, nhiều khe sâu, thác nước và hồ, tài nguyên sức nước phong phú thuận lợi cho vận tải đường thủy và tưới tiêu. Bờ biển dốc đứng, quanh co, vịnh sâu, vùng duyên hải đầy đá san hô, tài nguyên khoáng sản phong phú, có sắt, vàng, dầu mỏ, lưu huỳnh, kim cương, mỏ quặng rất phong phú. Trên đảo hiện có mấy trăm nghìn dân, diện tích khoảng 40.000 km2. Trên đảo đa số là núi non, ngọn núi to nhỏ không ít. Mấy người Diệp Phàm vội vội vàng vàng chạy đến đảo Quả Sơn, mấy người không đi qua con đường bình thường. Bởi vì thứ nhất là thủ tục xuất nhập cảnh rất nghiêm. Sẽ làm cho tổ thần đạo của Nhật Bản nghi ngờ. Cho nên, mấy người dùng cách nhập cư trái phép. Đã mấy năm rồi, về lý thuyết nếu không phát hiện được gì thì thôn Dã Nhị Điền đã có thể gọi đồ đệ về chứ. Hồng Tà nói, việc này không chắc, đương nhiên. Nếu còn có người theo dõi thì chắc cũng không hơn. Nhiều nhất cũng chỉ hai người. Đường thủ đạo cũng không thể sắp xếp đệ tử ở đây nhiều năm. Quỷ Dã Tam Lang nói. Đêm lặng lẽ đến, mấy người Diệp Phàm đi thuyền đánh cá gần bờ rồi dùng xuồng ba lá để cập vào một vách đá dốc đứng gần bờ. Chỗ này đối với người thường thì là không thể leo lên, nhưng đối với mấy người Diệp Phàm thì không có khó khăn gì. Mấy người giống như thằn lằn. Lưng đeo đầy thiết bị tay trực tiếp bám vào đá không lâu đã lên đến chỗ cao 200 mét. Diệp Phàm đột nhiên dùng tay ngăn lại, bởi vì trên đỉnh núi có tiếng người nói chuyện, hơn nữa lại đang nói tiếng Hán. Đương nhiên Indonesia cũng có nhiều người gốc Trung Quốc, người nói tiếng Hán càng nhiều, cho nên Diệp Phàm cũng không cảm thấy lạ. Trên đỉnh nói có vẻ là một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự, cặp đùi thon dài của cô gái còn chen lắc lư trên đầu Diệp Phàm khá mê người. Cái Lâm. Bang chủ lần này bảo anh mang đội đến đây không phải là chỉ đi du lịch chứ? Giọng cô gái hỏi. Thái Nhã, em cho rằng bang chủ có lòng tốt cho các anh em đi du lịch sao, nằm mơ đi. Cái Lâm hừ nói. Tôi đã nói thôi, chắc chắn có chuyện bí mật muốn anh đi làm. Bang chủ cũng thật là đã hơn một năm vẫn không nghỉ. Thái Nhã có chút bất mãn hừ nói. Có cách nào, trên đảo chúng ta bang phái san sát, rất nhiều bang hội. Mà nổi tiếng nhất chính là 6 bang hội lớn. Ví dụ như Kim Hồng Đường, Lục Bang, Đường Tử Hội, đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Tứ hồ chúng ta tuy nói cũng có trên 100 người, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở giữa. Kẹp giữa mấy bang hội lớn thật là khó khăn. Cái Lâm nói. Đúng thế, hiện giờ làm ăn ngày càng khó khăn. Đảo Nhật Nguyệt chỉ là nền móng, bang hội lớn có năng lực đều kéo dài ra nước ngoài. Lực lượng của bang hội chúng ta quá yếu. Muốn ra ngoài phát triển cũng khó. Trên 100 anh em trong bang hội muốn có cơm ăn, có vợ con thật sự không dễ dàng. Hơn nữa, cuộc sống đao kiếm này, hàng năm đều có anh em bị thương, thậm chí có người bị tôi xử lý. Thái Nhã cũng thở dài. Nhưng lần này đến đảo Quả Sơn có lẽ là nhiệm vụ không thấp đi. Lần này chúng ta tới là vì Cùng Âm Giáo tìm được bảo vật ngàn năm. Cái Lâm nói. Cùng Âm Giáo, trên đảo chúng ta hình như không có bang phái nào tên như thế. Thái Nhã hỏi, Diệp Phàm thật ra chấn động, Cùng Âm Giáo không ngờ cấu kết với bang phái trên đảo Nhật Nguyệt. Có dụng ý gì, Diệp Phàm không thể không cảnh giác. Ngay cả Hồng Tà lúc trước chờ không được dùng truyền âm mật thuật nói là phải đi lên giết đôi nam nữ kia lúc này cũng an phận dán trên vách đá nghe lén. Giáo phái này cách chúng ta rất xa, cũng là một bang phái nổi tiếng ở đó. Lần này bọn họ nhắm vào chúng ta xong liền cùng bang chủ ký kết hiệp định hợp tác. Chính là muốn chúng ta tập trung vào đường thủ đạo của Nhật Bản. Nghe nói đường thủ đạo gần đây liều mạng với bọn họ. Hai bên có đến 20-30 người chết. Cùng Âm Giáo tức giận, tuyên bố muốn tiêu diệt đường thủ. Cái Lâm nói. Nghe nói đường thủ đạo là bang phái nổi tiếng của Nhật Bản. Thật ra thực lực không thua Kim Hồng Đường trên đảo chúng ta.
cùng âm giáo khẩu khí thật đúng là không nhỏ, kiêu ngạo như vậy. Thái Nhã hiển nhiên không rõ thực lực của cùng âm giáo. Em nói vậy là sai lầm rồi, cùng âm giáo cũng không đơn giản, đệ tử bên dưới có khoảng 1.000 người. Cảnh sát, nhìn thấy họ giống như chuột thấy mèo vậy. Trên cơ bản là những việc lớn liên quan đến cùng âm giáo họ đều nhắm một mắt mở một mắt, có thể quan tâm thì quan tâm, không thì mặc kệ. Lần này hai bang hội lớn cách xa nhau như vậy sống mái với nhau rất lợi hại. Mối thù này của họ là không giải được. Mà cùng âm giáo chắc chắn nhờ chúng ta vì chúng ta cách Nhật Bản gần hơn. Hơn nữa, chúng ta cũng có phân hiệu ở Nhật Bản. Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm hiểu tình hình của đường thủ đạo. Cái Lâm nói, không phải anh nói lần này cùng âm giáo cũng cử một số đông người đến giết đường thủ đạo sao? Kết quả thế nào? Thái Nhã hỏi. Bọn họ lần này cũng thấy lạ, hình như đường thủ đạo bị ba người khác đánh lén. Hơn nữa, nhóm người kia rất lợi hại. Nghe nói ngay cả một trong những mũi nhọn tự đại hộ pháp tướng quân của đường thủ cũng bị đánh gãy một bàn tay. Mà tất đinh may mà chuồn nhanh nếu không cũng bị người khác giải quyết. Nhóm người kia xử lý hơn 10 đệ tử của họ. Mà vừa lúc gặp phải cùng âm giáo giết qua, đường thủ nói liên tục gặp 2-3 người tấn công. Lần này tổn thất thảm. Cái Lâm nói. Có lẽ tiếp theo có trò hay để nhìn, đường thủ chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy. Đến lúc đó, có lẽ sẽ cử một số đông người đi giết cùng âm giáo thôi. Chúng ta cũng đang tốt lắm, đứng giữa bọn họ kiếm tiền là được. Nhưng cứ như vậy cũng khá nguy hiểm, nếu người của đường thủ đạo biết chúng ta bắt tay với kẻ thù của họ thì chẳng phải là không có gì hay ho sao. Tứ hổ chúng ta cũng không phải là đối thủ của đường thủ đạo. Anh nói xem sao bang chủ lại hồ đồ như vậy. Đến lúc đó cùng âm giáo cách chúng ta xa như vậy ngoài tầm tay với. Thái Nhã lo lắng. Ha ha, lần này cùng âm giáo thật ngốc. Cái Lâm đột nhiên cười. Sao thế? Thái Nhã vẻ mặt sửng sốt một chút. Muốn nói chuyện này còn phải nói đến bộ lạc Tây Mễ. Bọn họ chính là bộ lạc trên quần đảo Duy Cơ Tư. Bộ lạc này đánh nhau với cùng âm giáo mấy ngàn năm nay, vẫn là kẻ thù truyền kiếp. Hơn nữa nghe nói con của giáo chủ cùng âm giáo chết trong tay người của bộ lạc này. Mà lần trước đường thủ trả thù cùng âm giáo nghe nói là chỉ trách cùng âm giáo công kích công ty của đường thủ. Mà việc này cùng âm giáo cảm thấy oan uổng, lập tức triển khai điều tra, kết quả vừa điều tra đã có manh mối. Lãnh đạo cấp cao của cùng âm giáo gần đây không chỉ đạo công kích công ty của đường thủ. Việc này cùng âm giáo liền nghi ngờ có phải bẫy của người khác không. Cuối cùng thì đều hướng về bỏ tộc Tây Mễ. Nhưng bọn họ không có chứng cứ, chỉ có thể nói là nghi ngờ bọn họ có ác ý. Cho nên, bọn họ cũng tới ăn miếng trả miếng, lần này cử một nhóm người đến Nhật Bản đánh lén đường thủ. Hơn nữa, tất cả đều hóa trang thành người của bộ lạc Tây Mễ. Đương nhiên, trong đó cũng có mấy người thật sự là người của bộ lạc Tây Mễ. Những người này đã chết trong tay người của đường thủ, em nghĩ xem, bước tiếp theo có phải là rõ ràng rồi không? Cái Lâm cười khan nói. Mẹ kiếp, ngu như vậy, Diệp Phàm thầm mắng một tiếng. Đúng thế, đến lúc đó đường thủ chắc chắn cho người đi tấn công bộ lạc Tây Mễ. Mà cùng âm giáo lại ép đến, có lẽ bộ lạc Tây Mễ này ngày 71 sẽ không dễ chịu lắm. Thái Nhã cười nói. Đó là đương nhiên, công ty của đường thủ ở. Rất có thế lực, đến lúc đó nếu phong tỏa mặt biển thì người của bộ lạc Tây Mễ chỉ có thể uống gió mà sống. Xã hội hiện đại cũng không giống xã hội xưa. Trước kia người của bộ lạc này có thể lấy đánh bắt săn bắn mà sống. Xã hội hiện đại nếu chặt đứt con đường giao thương, bọn họ căn bản không thể sinh tồn. Cái Lâm nói, có lẽ vẻ mặt đang vui khi người khác gặp họa. Người của Tây Mễ và cùng âm giáo đấu nhau ngàn năm chưa dứt. Một công ty của đường thủ dựa vào cái gì phong tỏa mặt biển của người ta? Quần đảo Duy Cơ không chỉ một hòn đảo nhỏ chứ? Thái Nhã hỏi. Một hòn đảo được tạo thành từ mấy hòn đảo? Diện tích mặt biển xung quanh hòn đảo này lên đến hơn 1 triệu km². Cái Lâm nói, hải phận lớn như vậy đường thủ có thể phong tỏa sao? Không thể nào. Thái Nhã căn bản không tin. Bọn họ có mấy con đường giao thương với bên ngoài, đến lúc đó chọn chỗ đó để theo dõi tấn công là đủ. Bọn họ không pháo hạm quân hạm, chỉ mấy chiếc thuyền đánh cá cải tạo gắn thêm súng máy. Bọn họ ngay cả pháo nhỏ cũng không có, còn công ty của đường thủ cũng không đơn giản. Bởi vì bọn họ cấu kết với, bọn họ có pháo hạm của chính mình, còn có tên lửa. Nghe nói mua ở chợ đen tên lửa vác vai. Đối với việc này, cùng nhắm một mắt mở một mắt.
chỉ cần không nguy hiểm đến an toàn quốc gia họ là được. Đương nhiên, công ty đường thủ lúc trước làm những cái này là để đề phòng cùng âm giáo. Nếu kế hoạch của họ lần này thành công, bọn họ hoàn toàn có thể đối với bộ lạc Tây Mễ. Hơn nữa, còn khá hữu hiệu. Đến lúc đó, cùng âm giáo tấn công bí mật, tôi thấy bộ lạc Tây Mễ sẽ nguy hiểm bên bờ diệt vong. Cái Lâm cười, Hồng Tà tức giận muốn lên cho người này một cái tát, nhưng bị Diệp Phàm khoát tay áo. Có lẽ nếu thật sự đấu xuống công ty đường thủ sẽ phải trả giá trầm trọng đi. Thái Nhã nói, đây chẳng phải là chuyện mà cùng âm giáo muốn thấy sao, cũng là việc chúng ta mong muốn. Làm cho bọn họ đấu vui vẻ, lưỡng bại câu thương, lúc đó cùng âm giáo mới toàn lực tiến công. Đến lúc đó đường thủ không tốt lắm cùng âm giáo đã đồng ý với chúng ta. Đến lúc đó ủng hộ chúng ta bí mật thâm nhập vào đại môn phái đường thủ đạo. Còn có thể đem 3 phần công ty của đường thủ cho chúng ta. Mà đường thủ sau khi thực lực bị giảm sút mạnh cũng khó mở rộng hoạt động của công ty. Đến lúc đó, có lẽ sẽ lui về. Đó chính là lúc chúng ta kiếm đồng tiền lớn. Cái Lâm cười to. Mẹ kiếp, tôi lên lột sạch ra đôi nam nữ chó này ném xuống biển. Hồng Tà hét lên, đương nhiên là dùng truyền âm mật thuật nói với Diệp Phàm. Chương 3538, chẳng ai ngu cả. Không cần vội, lần này cái Lâm đến không phải có liên quan đến đường thủ đạo sao? Chúng ta xử lý bọn họ chẳng phải đã giúp đường thủ đạo diệt trừ đối thủ rồi sao? Cách tốt nhất là để bọn họ liên lụy đến đường thủ đạo, chúng ta làm ngư ông đắc lợi là được. Diệp Phàm nói, như vậy xem ra đường thủ đạo cũng không bỏ qua việc theo dõi đảo Quả Sơn, từ lời của cái Lâm có thể đoán được. Nói không chừng đường thủ đạo đang có hành động lớn ở đảo Quả Sơn. Chẳng lẽ bí mật đảo Quả Sơn Sơn đã bị đường thủ đạo phát hiện rồi? Hồng Tà hỏi, có thể lắm, có điều, chúng ta ngồi yên quan sát là được. Diệp Phàm hừ nói, vậy lần này chúng ta đến có phải là để theo dõi đường thủ đạo không? Bọn họ có bao nhiêu người đến, rốt cuộc đến để làm gì hả cái Lâm? Thái Nhã hỏi, cái này tôi cũng không rõ lắm, có điều, đường thủ đạo lúc trước nghe nói vẫn thường phái một đệ tử canh giữ ở đảo này. Việc này cùng âm giáo phát hiện liền cảm thấy kỳ lạ, tại sao anh lại thường xuyên phái đệ tử canh giữ một đảo nhỏ của nước ngoài chứ, đảo này nhất định có bí mật. Cho nên, cùng âm giáo liền mượn người tứ hồ bang phái chúng ta theo dõi nơi này. Lần này phát hiện đường thủ đạo cư nhiên phái 10 mấy đệ tử bí mật lên đảo. Hơn nữa, kẻ cầm đầu lại là Liễu Quy Ngôn, trưởng lão thứ tư của đường thủ đạo. Người này thân thủ rất cao, đường thủ đạo coi trọng như vậy nhất định có hành động lớn. Cho nên, cùng âm giáo bảo chúng ta đến đây trước để theo dõi. Cái Lâm nói, Liễu Quy Ngôn không phải nghe nói có thân thủ thập nhị đẳng tầng cao nhất sao, cái Lâm, chúng ta bên này không có ai có thể đánh thắng ông ta. Việc này, tôi thấy anh vẫn nên đặc biệt cẩn thận. Đừng để chạm mặt, không thì rất phiền phức. Thái Nhã có chút lo lắng. Yên tâm, chúng ta chỉ đến để theo dõi thôi. Bang chủ đã nói rồi, không cần tấn công. Cái Lâm nói. Chỉ theo dõi thôi thì có ích gì, nếu đường thủ đạo thực sự hành động rồi chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, cùng âm giáo có phải hồ đồ rồi không? Thái Nhã nói. Bọn họ không hề hồ đồ, nghe nói đám người đã từng cải trang thành tộc nhân nạp Tây Mễ tấn công đường thủ đạo của bọn họ hôm nay cũng sẽ đến đảo Quả. Nếu như đường thủ đạo không có thu hoạch gì, có lẽ bọn họ sẽ có một trận đánh đẫm máu trên đảo này đấy. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn tiêu diệt đám người Liễu Quy Ngôn trên đảo này. Như vậy đường thủ đạo vừa phải chịu đả kích, thực lực sẽ càng yếu hơn. Như thế căn bản không cách nào lo được chuyện của công ty đường thủ bên này. Đến lúc đó nhất định phải thu hẹp nghiệp vụ, anh thu hẹp rồi chẳng phải sẽ phải nhượng lại địa bàn cho cùng âm giáo sao? Cái Lâm cười nói. Xét cho cùng tất cả cũng chỉ vì tiền. Thái Nhã cười nói. Đúng vậy, ai cũng đều suy tính vì lợi ích mà. Có điều, nếu như có thể thành công thật tứ hồ bang chúng ta cũng có thể kiếm được tiền rồi. Cái Lâm nói. Hai tên này lại nói chuyện tào lao một lúc, thấy trời lạnh liền trở về. Mẹ nó, lại nhải mãi không hết, thiếu chút nữa nghẹn chết ông rồi. Hồng Tà sau khi trèo lên khỏi vực, nhịn không được chửi thề. Tuy rằng bọn họ lại nhải rông dài, nhưng mà... thu hoạch của chúng ta lại không hề nhỏ. Tin tức này đối với chúng ta mà nói thực rất quan trọng. Diệp Phàm nói. Ừ, cùng âm giáo cũng không ngốc, chúng ta giả mạo bọn họ không ngờ cũng nghĩ tới việc giả mạo chúng ta. Con mẹ nó, trên đời này thật chẳng có ai ngu hết. Hơn nữa, không ngờ còn muốn liên kết với đường thủ đạo cùng giáp công tộc nhân nạp Tây Mễ. Bao Nghị nói.
trong đám người của bọn họ đến lần này có lẽ không có nhiều cao thủ, mà người có công lực cao nhất của đường thủ đạo có lẽ là tứ trưởng lão Liễu Quy Ngôn này rồi. Lần này chúng ta thật ra có cơ hội tốt, Diệp Phàm cười nói. Ý của anh Diệp chính là tiêu diệt hết, Bao Nghị phản ứng lại. Nếu như có thể phát hiện ra bí mật của Điền Chuân cửu tử là tốt nhất. Nếu như không phát hiện được thu hoạch ngoài lề của chúng ta chính là tiêu diệt nhân mã của hai phe này. Đến lúc đó để Tứ Hồ Bang trở về báo tin, cứ như vậy, đường thủ đạo khẳng định sẽ cho rằng là do Cùng Âm giáo làm, còn Cùng Âm giáo cũng cho rằng là đường thủ đạo làm. Còn chúng ta ấy à, ngồi xem kịch hay là được rồi. Diệp Phàm cười khan một tiếng. Việc đó phải làm thật bí mật mới được, không thể để bọn họ nhận ra có nhân mã của phe thứ ba xuất hiện. Nếu không, nói không chừng hai phe đều nghĩ phải chăng là do tộc nhân Nạp Tây Mễ làm, đến lúc đó, ngược lại sẽ càng phiền toái. Phí Thanh Sơn vẻ mặt ngưng trọng. Dựa vào mấy người chúng ta bắt bọn họ không thành vấn đề, bọn họ tuyệt không thể có nhiều cao thủ đến thế. Bởi vì bọn họ không ngờ rằng chúng ta cũng tới. Diệp Phàm nói. Mấy người nghỉ ngơi một chút, dựng một cái lều bắt đầu ngủ. Người đến đảo quả du lịch không nhiều, nhưng vẫn có một số người thích đi du lịch cùng nhau. Buổi tối liền dựng lều ngủ bên trong, cho nên, đám người Diệp Phàm ngủ như vậy cũng sẽ không khiến người ta nghi ngờ điều gì. Hơn nữa, có cao thủ thay phiên canh gác, có động tĩnh gì liền sớm phát hiện. Ngày hôm sau, đám người Diệp Phàm cũng không vội vàng đi núi lửa Khắc Tà Ly. Mà hai người một tổ chia làm mấy nhóm người cải trang thành du khách đi dạo quanh đảo. Tất nhiên là để trinh sát đám người đường thủ đạo và Cùng Âm giáo. Diệp Phàm và Bao Nghị một tổ, mục tiêu theo dõi là Tứ Hồ Bang, nếu như người của Cùng Âm giáo đã đến đảo quả rồi, nhất định sẽ liên hệ với người phụ trách cái lâm này. Mà đám người cái lâm sẽ trọ trong một khách sạn nhỏ ở thị trấn Khắc La. Mấy tên đó ăn mặc không khác đám người Diệp Phàm làm bao, cũng lưng đeo ba lô du lịch, đeo máy ảnh, ai ai cũng là du khách. Có điều, trên đảo Quả Sơn có khoảng 100.000 cư dân. Mà khách đến nơi này du lịch cũng hơn 1.000 người, cho nên, hôm nay cũng không có gì có vẻ không thỏa đáng. Tên cái lâm này từ sáng sớm đã quấn lấy Thái Nhã, cũng chẳng biết nã bao nhiêu pháo rồi. Hại chúng ta cứ phải ngồi chồm hổm mãi thật khó chịu. Bao Nghị nói. Ha ha, nhìn đi, không phải có động tĩnh rồi sao? Diệp Phàm chỉ vào cửa dành cho du khách. Bao Nghị ngẩng đầu liền thấy, phát hiện cái lâm và Thái Nhã đã men theo bên cửa đi ra. Không lâu sau. Hai người như thể nói chuyện mà đi về phía một ngọn núi nhỏ. Trên núi nhỏ có một cái đình, mà lúc này trong đình đang có hai người đang đánh cờ vây. Hai người cái lâm ra vẻ đi đường mệt liền ngồi xuống ghế đầu trong đình, không lâu sau, cái lâm ra vẻ có hứng thú với hai người chơi cờ nên đến gần xem. Diệp Phàm nấp trên một cái cây lớn cách đình không xa, hơn nữa dùng thủy công che toàn thân. Diệp Phàm bây giờ vì công lực cao, sau khi thủy công ngưng tụ, ra sức một chút là có thể biến thành lá cây che chắn trên người, lập tức trở thành một con tắc kè hoa. Trừ phi công lực cao hơn Diệp Phàm, nếu không rất khó phát hiện ra. Diệp Phàm toàn lực khởi động mắt chim ưng chẳng nhưng có thể tiến hành quan sát, thực tế còn có công năng cảm nhận và nghe ngóng. Có điều, không dễ sử dụng bằng con rơi của mình trước kia. Nếu là trước kia, Diệp Phàm hoàn toàn có thể cách xa 3 dặm thả con rơi bay đến nghe lén là được rồi. Hiện tại muốn nghe rõ chỉ có thể dùng ngụy trang, nghĩ đến điều này Diệp Phàm lại hận pho tượng Tôn Thủy kia đến nghiến răng. Đội ngũ của Cùng Âm giáo đa số là người nước Hồng Ma Tây Lượng, mà làn da của người nước Hồng Ma Tây Lượng lai giữa màu da của người da đen và người da vàng, chính là không đen lắm, cũng không vàng lắm. Thật ra khá giống với người Indonesia. Mà hai người trung niên đánh cờ đó, đôi mắt ưng của Diệp Phàm sau khi quan sát kỹ có thể khẳng định chính là người nước Hồng Ma Tây Lượng. Nhất đính là được Cùng Âm giáo phái đến liên lạc với Tứ Hồ Bang rồi. Có phát hiện gì không? Một trong hai người là một trung niên có râu, ngón tay kẹp một quân đen hỏi bằng tiếng Anh. Tiền bối là, cái lâm hai mắt nhìn chăm chăm bàn cờ, kỳ thực tên này cũng đang âm thầm quan sát người trung niên có râu. Khắc La Tư Mã, người kia nói, cái lâm rõ ràng ra vẻ chấn động. Lập tức khẽ cúi người, nói, không ngờ phó giáo chủ đại giá quang lâm, cái lâm thất kính. Bớt nói nhảm đi, có phát hiện gì không? Người trung niên cầm quân trắng không kiên nhẫn hừ nói. Liễu Quy Ngôn sau khi lên đảo liền trọ tại khách sạn Phi Đức Lý, tôi vẫn phái người theo dõi sát. Hôm nay bọn họ phân tán ra ngoài, đi dạo khắp nơi như đang đi chơi vậy. Cái lâm nói. Chắc là đang trinh sát tình hình gì đó phải không? Phó giáo chủ Khắc La Tư Mã nói. Bọn họ hẳn là có mục đích,
bằng không sẽ không đến một lúc mười mấy người. Hôm nay chỉ quan sát có đội ngũ khác đến nữa hay không. Có lẽ ngày mai sẽ có hành động, Cái Lâm nói. Ừ, có điều, có phát hiện còn có cao thủ lợi hại hơn Liễu Quy Ngôn không? Khắc La Tư Mã hỏi. Tạm thời vẫn chưa có, Liễu Quy Ngôn là người cầm đầu, chỉ sợ bọn họ còn giấu cao thủ thì rất phiền phức. Cái Lâm nói. Bọn họ, ha ha, hiện tại cao thủ cũng không nhiều đâu. Khắc La Tư Mã cười trên nỗi khổ của người khác. Điều đó là đương nhiên, vừa rồi bị người ta tấn công. Nghe nói thủ lĩnh của tứ đại hộ pháp tướng quân là Thốn Đinh cũng bị thương, hơn nữa còn bị đánh cho chạy trối chết. Còn Quyền Mang thì nghe nói bị đánh cho tàn phế rồi. Đám người kia đúng là lợi hại, không biết từ đâu đến, không ngờ có thể gây tổn thất lớn như thế cho đường thủ đạo. Cái Lâm nói, tin tức này không thể coi là thật, Thốn Ninh là ai chứ, Quyền Mang là người thế nào chứ, là hai vị tướng quân đứng đầu tứ đại hộ pháp đấy. Bản lĩnh của hai người này ít nhất đã đạt đến tiên thiên đại viên mãn. Nói một câu không dễ nghe lắm, cho dù tôi đánh với bọn họ cũng nhiều nhất bất phân thắng bại. Vốn chúng ta đánh lén là vì cho rằng đám bọn họ đến công ty đường thủ rồi mới tới. Khắc La Tư Mã hừ nói. Chẳng lẽ không phải hai người Thốn Ninh và Quyền Mang, không thể nào. Nghe nói hai người này vô cùng lợi hại. Ít nhất cũng phải là cao thủ tiên thiên mới có khí khái như thế. Chúng ta đã bố trí tai mắt bên trong đường thủ đạo. Y nói là tận mắt thấy trận đánh. Khí thế đó thật sự rất đáng sợ. Những tên đó tiện tay đánh một chưởng là có thể cách không đánh gãy một cây đại thụ đường kính bằng thùng nước. Phỏng chừng chỉ có cao thủ tiên thiên mới có thể làm được. Nếu nhóm người kia lợi hại như thế, vậy thì người bị bọn họ đánh bị thương cũng đã đỡ được rất nhiều chiêu rồi. Nếu như không có thân thủ tiên thiên thì căn bản không chịu nổi một đòn. Cái Lâm tự có suy nghĩ của mình. Cậu cho là đường thủ đạo chỉ có mấy người cao thủ như Thốn Ninh thôi phải không? Thốn Ninh cũng không phải dễ bị đả thương như vậy. Hơn nữa, người này rất thần bí. Có điều, tên Điền Chuân cửu tử này võ công cực cao. Trước kia khi còn có y, chúng ta căn bản không dám mò vào đánh lén. Có điều, người này bây giờ cứ như đã mất tích. Việc này có vẻ rất lạ lùng. Chúng tôi đang nghi ngờ phải chăng người này đang âm thầm tiến hành âm mưu gì lớn. Mà mục đích y nhắm vào phải chăng là cùng âm giáo chúng ta. Khắc La Tư Mã nói. Giáo chủ đang nghi ngờ âm mưu Điền Chuân cửu tử tiến hành có liên quan đến đảo Quả Sơn. Cái Lâm hỏi. Chương 3539, hướng bọn họ đi. Đúng vậy, nơi này phải chăng có bí mật lớn lao gì liên quan đến tương lai của đường thủ đạo. Chúng ta không thể không thận trọng, Khắc La Tư Mã nói. Sau đó sau khi hai người trò chuyện tào lao một lúc, Cái Lâm dẫn Thái Nhã trở về khách sạn. Không ngờ lại xuất hiện một phó giáo chủ, xem ra, lần này người cùng âm giáo đến cấp bậc không thấp rồi. Sau khi nghe Diệp Phàm kể lại, Phí Thanh Sơn nói. Từ những lời bọn họ nói có thể suy đoán, Khắc La Tư Mã có lẽ cũng là một tiên thiên đại viên mãn cường giả. Bởi vì ông ta nói rằng có thể bất phân thắng bại với đám người Thốn Ninh. Mà công lực của Điền Chuân cửu tử có lẽ đã gần với bán niệm khí không giới hạn, hoặc là y vốn cũng đã đột phá tới bán niệm khí. Chẳng qua gặp ám toán mới bị ba người hợp lực tiêu diệt. Bao Nghị nói, tôi đang lo cùng âm giáo không chỉ mang đến một cao thủ tiên thiên, có lẽ đến cùng Khắc La Tư Mã còn có cao thủ. Tiêu Dương Thiên nhíu mày. Cho dù còn một hai người, chúng ta cũng không sợ, chỉ cần không phải tiên thiên đại viên mãn, chúng ta đều có thể đánh bại bọn chúng. Hồng Tà hừ lạnh nói, điều này cũng là tình hình thực tế. Bởi vì, trong đám người Diệp Phàm có ba cường giả tiên thiên đại viên mãn. Đặc biệt là Diệp Phàm, sức của mình hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt một tiên thiên đại viên mãn, có thể đánh bất phân thắng bại với hai người đại viên mãn. Không đơn giản vậy đâu, chỉ có mình Cái Lâm thì chúng ta không sợ. Tôi đang lo đường thủ đạo phải chăng còn giấu cao thủ. Nếu là hành động lớn, không thể nào chỉ có một tứ trưởng lão đừng nói đến tiên thiên. Ngay cả bán tiên thiên cũng chưa tới như Liễu Quy Ngôn này đến. Hơn nữa, sự nghi ngờ của Khắc La Tư Mã cũng có lý. Thốn Ninh và Quyền Mang chính là hai người đứng đầu tứ đại hộ pháp. Ngày đó chúng ta đã thương quá dễ dàng. Tôi nghi ngờ hai người này chẳng qua là cảnh giới đầu của tiên thiên thôi. Chẳng qua lúc đó bầu trời tối đen, hơn nữa tình hình rối loạn, chúng ta nhất thời không nhận thấy được gì. Tiêu Dương Thiên nói. Ừ. Đại viên mãn với giai đoạn đầu chúng ta không trải qua đánh nhau thì rất khó để phân biệt một cách chuẩn xác. Chẳng lẽ là hai tên hộ pháp khác có công lực yếu kém? Diệp Phàm nói. Nếu lần này Thốn Ninh và Quyền Mang đều tới,
vậy thì chúng ta muốn tiêu diệt gọn nhân mã hai phe căn bản là không có khả năng. Tiêu Sắt Nhất nói, chúng ta không nhất thiết phải cùng lúc tiêu diệt bọn chúng, nghĩ cách để bọn chúng đánh nhau trước. Đến lúc đó chúng ta thu dọn tàn cục là tốt nhất. Tiêu Dương Thiên nói, cục diện này không dễ sắp đặt đâu. Diệp Phàm thở dài, tôi thấy chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Dù sao việc này vẫn chưa mở đầu, đường thủ đạo muốn làm gì chúng ta cũng còn chưa biết. Nếu hiện tại đã muốn đánh lén khơi mào chiến tranh giữa hai phe thì chúng ta sẽ không thể biết được bí mật của đường thủ đạo. Akiyama Lijifu nói, ừ, tìm ra bí mật trước rồi tính sau. Diệp Phàm gật đầu, quả nhiên, sáng sớm khoảng 5 giờ ngày hôm sau Lý Cường đến báo rằng đám người Cái Lâm đã có động tĩnh. Đám người Diệp Phàm cũng chuẩn bị sẵn sàng, theo đuôi đám người Cái Lâm theo hình thức chia đội. Đương nhiên, cũng phải phòng bị nhân mã đường thủ đạo và cùng âm giáo. Phát hiện quả nhiên có 3 đám người cách nhau khoảng 78 dặm đi về phía trước. Phía trước hẳn là nhân mã của đường thủ đạo, có khoảng 1.718 người. Còn đám người thứ hai chính là người của Cái Lâm, và đám người cuối cùng chính là người của cùng âm giáo. Người của cùng âm giáo nhất định là nghe thấy tin tức của Cái Lâm mới quyết định đi như thế nào. Chẳng cần nói, người của Tứ Hổ Bang tuy rằng thân thủ chẳng ra sao, nhưng kỹ thuật theo dõi cũng không tồi. Có lẽ cùng âm giáo cũng là coi trọng năng lực đặc biệt này của Tứ Hổ Bang mới thuê bọn họ. Bởi vì đường đi đều là đường núi, cho nên tất cả mọi người đều dùng chân đi. Có điều, ai cũng đều có thân thủ, tốc độ đi đường không hề chậm. 2 tiếng trôi qua đám người đường thủ đạo ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, sau đó rẽ phải mà đi. Lạ thật, hướng bọn họ đi dường như là núi lửa khắc tà lý. Lúc này, Quỷ Dã Tam Lang vẻ mặt nghi hoặc, nói. Trong câu nói trước khi chết của sư phụ cậu không hề nhắc đến núi lửa, thế nhưng, bọn họ sao lại đoán ra được nơi này, chẳng lẽ là trùng hợp? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, sư phụ chỉ nói năm ngoái dẫn tôi đi chơi, năm nay không cách nào đi được. Chẳng lẽ là 3 tên hộ pháp tướng quân nghe được tin tức gì khác? Tôi chỉ nghe nói 3 người bọn họ chết hết không ai trở về. Nếu như 3 người họ vẫn sống, không thể nào lại tuyển hộ pháp lại từ đầu. Quỷ Dã Tam Lang nói. Có một khả năng, chính là trong 3 người, có 2 người chết, 1 người trọng thương, cuối cùng trở về. Cho nên chỉ ra địa điểm này. Hoặc là 3 người đều bị trọng thương không cách nào khôi phục công lực cho nên đành phải tuyển lại hộ pháp tướng quân. Bao Nghị nói. Vậy bọn họ lẽ ra phải hành động từ lâu rồi, tại sao lại chờ đến bây giờ? Hơn nữa, lúc đó các anh hợp lực với cùng âm giáo đánh bọn chúng một trận, thương vong trong phái hết sức thê thảm, vào thời điểm mấu chốt này nên nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh đội ngũ mới phải. Vào lúc năng lực tấn công của bọn họ còn chưa khôi phục đã mạo muội hành động chẳng phải rất bất lợi sao? Quỷ Dã Tam Lang nói, có lẽ tên hộ pháp còn sống vừa mới quay trở về phái, hơn nữa, bí mật mang về quá quan trọng. Cho nên, trong tình trạng như vậy đường thủ đạo vẫn nhất định phái nhân mã đến. Diệp Phàm nói, tôi cũng cảm thấy bọn họ đã phát hiện ra bí mật của Điền Chuân Cửu Tử nên mới chạy tới. Phí Thanh Sơn nói, mấy đám người đều lặng lẽ đi, 1 giờ chiều cuối cùng cũng đã đến nơi. Tình hình sáng tỏ rồi, chính là dãy núi lửa khắc tà lý. Akiyama Lijifu nói, tôi đã tra qua tài liệu, núi lửa khắc tà lý dường như đã mấy ngàn năm rồi không phun trào. Không ngờ nó nằm trên sườn núi. Bởi vì núi lửa phun trào hình thành nên một cái hố cực lớn. Có điều, bởi vì mấy ngàn năm không phun trào, cho nên đã phát triển qua mấy ngàn năm. Núi lửa phun trào mang bụi núi lửa và một số khoáng chất dầu dinh dưỡng khiến cho dải đất này có vẻ rất phì nhiêu. Cho nên, mật độ bao trùm của thảm thực vật tương đối cao. Hơn nữa, đảo quả đất rộng người thưa, mang đặc điểm khí hậu đặc thù của Indonesia, thực vật sinh trưởng rất nhanh. Cho nên, thiếu chút nữa trở thành rừng rậm nguyên sinh rồi. Bao Nghị nói. Đúng vậy, tuy nói mấy ngàn năm không phun trào, nhưng, bởi vì lo rằng nó có thể phun trào bất cứ lúc nào. Cho nên, đất trong phạm vi mấy chục dặm đều không có người ở. Chắc đó cũng là nguyên nhân hình thành rừng rậm nguyên sinh. Phí Thanh Sơn nói. Quả nhiên, lúc trèo lên trên ngoại trừ đại thụ cao lớn và cỏ dại cao bằng một tầng nhà, người đi vào liền không thể phát hiện ra. Mười mấy người của đường thủ đạo đi vào không lâu liền không thấy bóng dáng. Lúc này Cái Lâm lại giảm bớt người, để lại mười mấy người ở dưới chân núi. Còn chính mình dẫn theo 3 người đi theo. Có lẽ là sợ thảm thực vật ở đây quá dày, sẽ bị cao thủ của đường thủ đạo phát hiện. Còn đám người Diệp Phàm cũng không thể không kéo gần khoảng cách, vì sợ mất dấu. Bởi vì,
dù sao người ta cũng có cao thủ. Anh theo dõi không cẩn thận để người ta phát hiện ra thì kế hoạch này liền hỏng bét. May sao đôi mắt ưng của Diệp Phàm trong khoảng cách hơn ngàn mét vẫn có thể nhìn ra, cho nên, chỉ cần cẩn thận chút vẫn có thể theo đuôi được. Lá rụng trong rừng dày xấp xỉ 2 mét, chân đặt xuống liền không nhấc lên được. May rằng tất cả mọi người đều có công phu. Cho nên, đều đề khí đạp trên lá cây. Bởi vậy, chiều sâu khi đặt chân xuống không lớn lắm. Diệp Phàm, Hồng Tà và Tiêu Dương Thiên ba người căn bản chỉ chạm trên lá cây mà đi. Đạt đến trình độ này của bọn họ khinh công đã tiến đến mức bay vọt, cơ bản đã đạt đến trình độ đạp sóng không dính nước, nói gì đến đám lá rụng đầy đất này. Có điều, sau đó đám người Đường Thủ Đạo càng trở nên cảnh giác. Không ngờ có sắp xếp người trông chừng phía sau một đoạn rồi mới đuổi theo, nếu người trông chừng đó không có tin tức bọn họ sẽ dừng lại không đi. Cho nên, đám người Diệp Phàm theo dõi cũng rất vất vả. Khoảng 3 giờ chiều, vì đám người hai phe Đường Thủ Đạo và Cùng Âm Giáo theo dõi nhau quá xa. Kết quả, ba đám người đều bị mất dấu nhau. Có điều, Diệp Phàm cũng không lo lắng. Nếu biết bí mật ở ngay chỗ núi lửa, chỉ cần tìm được núi lửa là có thể được. Khoảng 4 giờ rốt cuộc phát hiện ra miệng núi lửa lõm xuống dưới, liếc mắt nhìn xuống chẳng nhìn thấy đất, chỉ thấy toàn một màu xanh biếc và một màn sương mù bao phủ ở trên miệng núi lửa. Phạm vi lõm xuống của miệng núi lửa khá lớn, đường kính chừng 1314 mét. Cho dù có ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống cũng chỉ thấy mờ mịt. Các anh xem, miệng núi lửa này thật kỳ lạ. Bao Nghị đột nhiên có chút sững sờ. Cậu phát hiện ra gì thế? Diệp Phàm hỏi. Anh đeo ống nhòm xem, có phải có phát hiện hay không? Bao Nghị đưa ống nhòm cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn xuống dưới, lập tức, cũng sững sờ. Tất cả mọi người truyền nhau xem một lần, ai ai cũng đều khiếp sợ. Bởi vì toàn bộ miệng núi lửa dường như có 5 sợi dây thô to cong vòng xuống dưới. Tuy rằng thảm thực vật rất rậm rạp, thế nhưng, dường như bởi vì phía dưới núi có 5 sợi dây thô to mà chúng cũng thuận theo thế núi mà sinh trưởng xuống. Các cậu thấy giống cái gì? Diệp Phàm hỏi. Giống cái gì? Hồng Ta lẩm bẩm hỏi, giống cái gì nhỉ? Giống một bàn tay đặt nằm, hơn nữa còn hơi nắm lại, cậu xem. Phía dưới 5 sợi thô to không giống như đầu ngón tay người sao. Mà nơi hội thụ chính là lòng bàn tay, mỗi một đầu ngón tay đều to bằng 2 quả bóng. Bao Nghị nói. Ha ha, khả năng tưởng tượng của cậu cũng giỏi thật, còn nói giống bàn tay, tôi bảo nó giống sâu lông đấy. Đây là chân sâu lông, còn phần lõm xuống chính là vì thân sâu cuộn lại mà thành. Hồng Tà cười nói. Giống bàn tay thật mà, Bao Nghị nói. Tôi bảo giống sâu đấy, thằng nhãi cậu biết cái gì. Hồng Tà tức giận, Bao Nghị khép miệng lại không dám tranh luận, chỉ sợ khiến cái lão tính tình quái gở này thưởng cho một bà tai thì thật không đáng. Trước cứ đi xuống rồi tính tiếp, Diệp Phàm nói, mấy người cẩn trọng đi xuống. Phạm vi lớn như vậy muốn tìm ra bí mật thật không dễ dàng. Tiêu Sắt Nhất chau mày. Cứ từ từ, tôi nghĩ, không riêng gì chúng ta đang tìm, hai phe bọn họ cũng đang tìm. Nhiều người thì sức lớn thôi, Diệp Phàm cười nói. Xuống phía dưới rồi, mọi người càng thấy kỳ lạ, toàn bộ đều sửng sốt. Các cậu xem, trên vách nham thạch này không ngờ có một khoảng không bên trong. Nhìn từ phía trên như thể nghiêng 7080 độ xuống dưới. Thế nhưng khi xuống bên dưới mới phát hiện vách nham thạch căn bản là rỗng, nghiêng xuống phần gốc. Chúng ta ở trên nhìn cảm thấy miệng núi lửa có đường kính hơn mười mấy mét. Thế nhưng đi xuống xem xét, ít nhất cũng phải hơn 20 mét. Như thể vách nham thạch này đều lơ lửng, vươn ra ngoài. Akiyama Lijifu nói. Chương 3540, thứ lớn đến vậy. Thật đúng là kỳ lạ, vươn ra 23 mét mà không sập xuống. Thế này cũng lạ lùng thật, bên trên nặng như vậy làm sao bên dưới chịu được. Cho dù là đá Celestine cứng rắn cũng không thể nào chịu đựng được sức nặng vươn ra xa thế phải không? Bởi vì ở giữa chẳng có bất cứ vật gì chống đỡ hết. Trong đầu Tiêu Dương Thiên cũng đầy những nghi vấn. Đúng là rất lạ lùng, hoàn toàn ngược lại lẽ thường. Trừ phi đá này cứng rắn đến mức có thể chịu đựng được sức nặng to lớn phía trên. Bằng không, rất khó giải thích hiện tượng kỳ lạ này. Phí Thanh Sơn nói, để tôi thử xem đá này có phải đặc biệt cứng rắn hay không. Bao Nghị nói xong rút ra chủy thủ đặc chế chém về phía vách nham thạch, bốp một tiếng, chủy thủ thiếu chút nữa rời tay bay ra ngoài. Rất cứng rắn, nếu như là đá hoa cương bình thường thì hẳn đã có thể cắm vào một chút rồi. Bởi vì chủy thủ này còn mang theo nội khí. Bao Nghị lắc lắc đầu. Chàng trai trẻ,
không phải nham thạch quá cứng rắn, mà là công lực của cậu quá kém. Để tôi đây dạy cậu cắm vào thế nào. Tiêu Dương Thiên ngày trước bị Diệp Phàm chèn ép rất dữ, cho nên thật ra trong lòng vẫn không phục. Cho nên, vất vả lắm mới đợi được cơ hội ác ý châm chọc bạn bè của Diệp Phàm một chút. Chỉ thấy tên này ra vẻ khoe khoang, rút kiếm ra, dồn nội khí vào trong kiếm, kiếm khí tỏa ra chừng một mét. Nếu có thêm chút màu sắc hẳn sẽ giống như kiếm laser như trong phim khoa học viễn tưởng. Tiêu Dương Thiên còn đang múa may phun ra thu vào kiếm khí trước mặt Bao Nghị, chém một nhát thật mạnh vào vách nham thạch. Bốp! Tiêu Dương Thiên bởi vì sợ mất mặt nên đã dùng toàn lực, có điều, dường như hiệu quả cũng chẳng hơn là bao. Chẳng những không cắm vào được mà ngược lại còn bị phản lực của vách nham thạch bắn ngược lại, bảo kiếm văng ra khỏi tay bay ra ngoài. Tên này lập tức tím mặt, vội vàng hút khí kéo bảo kiếm tuột khỏi tay trở về. Hoa Sơn kiếm phái có vẻ cũng chẳng ra làm sao. Bao Nghị cũng nhân cơ hội châm chọc, nói. Có điều, Diệp Phàm cũng thầm giật mình. Dựa vào thực lực tiên thiên đại viên mãn của Tiêu Dương Thiên, một kiếm dốc toàn lực, theo lẽ thường hẳn đã chém được tảng đá kia như chém đậu hũ. Có điều, cuối cùng lại không cắm được vào tảng đá kia. Độ cứng của tảng đá kia phải tới mức độ nào chứ, thật không thể không khiến người ta khiếp sợ. Những người khác cũng đều có biểu cảm này. Hồng Tà đưa tay sờ sờ, lại nhìn bảo kiếm của Tiêu Dương Thiên. Tôi đã dùng toàn lực rồi, không tin các cậu thử xem. Vách nham thạch này rất kỳ lạ. Tiêu Dương Thiên hơi đỏ mặt, nói. Các anh xem, vách nham thạch này dường như đã từng bị gì đó nướng lên. Lúc này, Akiyama Linyifu sờ sờ vách nham thạch màu đen xám, nói. Chẳng lẽ là vì núi lửa dưới nền đất phun ra khoáng vật đặc biệt cứng rắn nào đó, đúc lên vách nham thạch khiến cho lớp vỏ ngoài sau khi trải ra phản ứng gì đó liền đặc biệt cứng rắn. Phí Thanh Sơn nói. Xem xét lớp ngoài cùng cháy xém của vách nham thạch, nhất định là do phía dưới nền đất phun ra, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này lớp vỏ ngoài đặc biệt cứng rắn mới có thể khiến lực chống đỡ của vách núi tăng lên rất nhiều lần. Khiến cho phía dưới lơ lửng một khoảng rộng như vậy mà không bị sập. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm quan sát rồi phán đoán. Đây là thứ vật chất gì mà cứng như vậy? Tiêu Dương Thiên sờ sờ một chút, cảm thán. Đương nhiên nói nó cứng rắn cũng chỉ để che đậy mà thôi. Ha ha! Để ta xem vỏ ngoài của nó dày đến cỡ nào. Diệp Phàm cười cười liền lấy ra dây thiên thiết. Đồ ngốc, đây là vỏ ngoài đã trải qua phản ứng luyện vật. Cho dù là dây thiên thiết của ngươi cũng phải cầm chắc một chút, bằng không cẩn thận mất mặt ở chỗ này. Giọng nói của Huyễn Ma truyền đến. Vỏ ngoài đã trải qua luyện vật sao, sao có thể được? Vỏ ngoài vách núi nhiều như vậy, chiếm phạm vi rộng lớn thế nào chứ? Mấy trăm cao thủ cùng làm chắc cũng phải mất mấy năm đấy. Diệp Phàm có chút chấn kinh. Làm sao ta biết được, dù sao cũng là đã trải qua phản ứng luyện vật. Có điều, dây thiên thiết này của ngươi hẳn là cứng rắn hơn so với nó. Hơn nữa nội khí của ngươi sung mãn như thế có thể thử một lần. Huyễn Ma nói, dây thừng của Diệp Phàm quất vào phía trên. Bốp một tiếng vang lên, rốt cuộc quất xuống được một miếng to bằng cái bàn học. Có điều, lớp bên trong vẫn là màu than đen, chứng tỏ vẫn chưa cắm vào đến tầng nham thạch thật sự. Xem ra, vật chất đặc biệt cứng của lớp vỏ ngoài không hề mỏng. Có điều, biểu hiện của Diệp Phàm vẫn khiến Tiêu Dương Thiên và Akiyama Linyifu thầm giật mình. Người ta có thể quất ra được, mình thì không thể. Đây chính là biểu hiện của thực lực. Diệp Phàm lấy một phần của tấm vỏ nham thạch bị quất vỡ trên đất bỏ vào trong ba lô, đợi trở về bảo mấy tên bên tổ khoa học nghiên cứu xem, không chừng còn có phát hiện mới. Trước tiên đi tìm người đã, Diệp Phàm nói. Mọi người bắt đầu phân tán ra đi tìm. Không lâu sau, Bao Nghị gửi tin nói rằng đã phát hiện ra hai người chết. Mấy người Diệp Phàm chạy qua đó, phát hiện hai người Nhật Bản bị chém làm hai mảnh, nội tạng rơi đầy đất. Bọn họ bắt đầu sống mái với nhau rồi, Akiyama Linyifu nói. Không phát hiện thi thể của Cùng Âm giáo, chứng tỏ đường thủ đạo không chiếm ưu thế. Hơn nữa, có lẽ bọn họ đuổi theo đến nơi, phát hiện ra cái gì rồi mới động thủ. Nếu ở đây có người chết, vậy có thể để lại chút dấu vết cho chúng ta tìm kiếm. Có điều, cuộc tìm kiếm này khá là nguy hiểm. Trong khu rừng rậm rạp như thế này vừa hay có thể ẩn thân. Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ gặp phải mấy thứ như súng ống thì không dễ phòng bị đâu. Diệp Phàm nói. Vẫn là Diệp Phàm đi trước dẫn đường, bởi vì qua đôi mắt chim ưng, quả nhiên đã phát hiện ra vết tích sau khi người đi qua để lại. Tuy rằng rất nhạt. Nhưng khả năng nhận biết của Diệp Phàm cực mạnh, thành ra cũng có thể ẩn náu đi theo. Các anh xem đó là cái gì?
Bao Nghị dừng lại chỉ lên trên đầu. Diệp Phàm ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt hẳn là một vách núi, có điều, sau khi nhìn kỹ, Diệp Phàm phải kinh hãi. Ngọn núi này sao lại kỳ quái như vậy, giống như có một con rết bò lên, dán vào vách núi vậy. Anh xem, chân rết còn rõ ràng như vậy, chẳng lẽ là hóa thạch của một con rết lớn như vậy thời cổ đại? Akiyama Linifu hỏi, có con rết lớn đến vậy sao, không thể nào đâu. Nhìn lên trên mà xem, cao ít nhất hơn 100 mét. Một chân đã to bằng thùng nước rồi. Có điều, phía dưới rất giống. Không biết phía trên có miệng rết hay không, nếu thật sự có thì cũng có chút khả năng. Hơn nữa, các anh xem, có lẽ bọn họ đi men theo chân con rết này đi lên. Những cái chân này nhô lên mà. Thành ra đã tạo nên một cầu thang thiên nhiên, Bao Nghị nói. Thế nhưng, Diệp Phàm cứ đứng ngây ra đó một lúc lâu. Anh nhìn thấy cái gì sao, có phải bọn họ lên trên rồi không? Phí Thanh Sơn hỏi. Thật giống một con rết, có điều, không có đầu rết. Dường như đã bị cái gì đó chặt đứt, Diệp Phàm nói. Tiên sinh, tại sao tôi lại cảm thấy một luồng hơi thở rất quen thuộc? Lúc này, huyết cương thiền mị treo trên người, co lại chỉ bằng kích thước một ngón tay út truyền đến giọng nói. Người cảm nhận kỹ lại xem, hơi thở quen thuộc này là cái gì? Diệp Phàm dùng truyền âm nhập mật hỏi. Thật lâu sau, thiền mị chấn động, nói, dường như khá tương tự với mùi vị của con rết cửu u cổ quái trên người tôi. Chẳng lẽ con rết trên người tôi có liên quan đến con rết đá này? Chẳng lẽ thực sự có liên quan, hay là con rết trên người ngươi là hồn khí của con rết này? Mà con rết này đã chết lâu như vậy, biến thành hóa thạch rồi. Hình như cũng không đúng, hóa thạch này ít nhất hơn chục ngàn năm mới có thể hình thành. Còn người không thể nào là người của chục ngàn năm trước. Vũ Vương cũng không thể nào là loại dã nhân giống người vượn mấy chục ngàn năm trước phải không? Mà văn minh hơn, nhiều nhất cũng là mấy ngàn năm. Chỉ mấy ngàn năm làm sao có thể hình thành hóa thạch? Diệp Phàm có chút không tin. Tôi cũng không rõ lắm, tôi dường như rất muốn thân cận với con rết này. Như thể nó là thân nhân của tôi vậy, Thiên Mị nói. Bọn họ nhất định đã lên rồi, chúng ta cẩn thận một chút, cũng đi lên thôi. Diệp Phàm nói, việc trèo núi với mọi người cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Có điều, lúc nào cũng phải phòng bị phía trên nên rất tốn sức. Hơn nữa, do có sương mù nên tầm nhìn bị trở ngại. Chỗ này hẳn là cổ của con rết, chỉ là không thấy đầu. Giống như đột nhiên bị gián đoạn, Phí Thanh Sơn nói. Mà Diệp Phàm là người đầu tiên trèo tới chỗ con rết bị chém, tát bốp một cái, một tên bị Diệp Phàm đánh ngã xuống núi, lập tức tiêu đời. Người của Cùng Âm giáo, Diệp Phàm nói, thăm dò phía trong, phát hiện không còn ai khác, mới gọi mọi người lên theo. Mọi người sau khi trèo lên rồi nhìn xuống dưới chân liền sững sờ. Bởi vì, chỗ cổ rết bị chặt đứt không ngờ là một cái động rất lớn, vươn xuống dưới. Cửa động to bằng cái xe tải. Chắc hẳn bọn chúng đã đi vào. Diệp Phàm nói, có điều, bên trong quá tối. Mặc dù chúng ta có kính mắt nhìn ban đêm nhưng vẫn phải tăng cường đề phòng. Đạn không có mắt đâu. Cho dù là cường giả tiên thiên đại viên mãn cũng không thể chống đỡ được súng đạn công suất lớn. Đương nhiên, cao thủ loại này cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Thường thường trong khoảnh khắc anh vẫn chưa bóp cò đã kịp phản ứng, né khỏi hoặc là xử gọn anh rồi. Cho nên, muốn giết chết cường giả loại này không hề dễ dàng. Quả nhiên, vừa mới thò đầu vào đã ăn một viên đạn. Có điều, liễu diệp đao của Diệp Phàm là một binh khí chuyên gạt đầu người. Người nó kêu thảm một tiếng liền rớt đầu. Nhận ra người này là người của Cùng Âm giáo. Nơi này hình như là được người đục ra, Tiêu Dương Thiên nói. Chắc là thế, hơn nữa, công trình quá lớn. Chỉ riêng lối đi xuống đã to bằng một cái xe tải. Cũng may nham thạch chỗ này không giống lớp bề ngoài. Bằng không sao có thể đục ra được, Diệp Phàm nói. Sau khi xuống dưới đi hơn mười mấy mét, động không ngờ lại rẽ lên trên. Có điều, lúc này đám người Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Bởi vì, không còn đường nào có thể đi nữa. Mà động hướng lên trên cũng không có bậc đá. Động trơn tuột đến mức đặt chân cũng khó, cứ như thể một thủy lao. Đúng là lạ, sao tiếp theo lại hoàn toàn khác, Tiêu Dương Thiên cảm thấy nghi hoặc. Động này nhìn qua sao giống động rắn quá. Lúc này, Hồng Tà nói. Động rắn. Có con rắn lớn như vậy sao? Vậy chẳng phải là rắn thần sao? Akiyama Linifu có chút nghi hoặc, bởi vì Diệp Phàm liếc nhìn qua, xung quanh trong mấy vòng mấy trăm mét đều không có tình huống gì. Cho nên tất cả đều bắt đầu nhỏ giọng thương lượng. Thế này không tính là lớn, Diệp Phàm,
anh nhớ lại thủy đạo quỷ dị tôi đã đi qua lúc ở trên đảo Thủy Tinh xem. Phí Thanh Sơn nói. Xà mị ngàn năm, Diệp Phàm sửng sốt. Chương 3541, cái chết kỳ lạ. Không thể nào, nơi này cũng có liên quan đến đảo Thủy Tinh sao? Bao Nghị nói. Tôi nhớ ra rồi, xung quanh chiếc quan tài lớn dưới nền đất đảo Thủy Tinh năm đó có rất nhiều thứ có hình dạng run, sâu trông coi. Hiện tại ngẫm lại cái thứ đó hẳn là giết cửu U. Tôi nghĩ, nếu như không phải xà mị thì có phải là giết cửu U cực lớn hay không? Giết cửu U sống chúng ta đã từng thấy, chính là lần trên thân giết có mặt người đó. Con to cũng phải bằng thùng nước, nếu như nói còn có con lớn hơn nữa cũng là hoàn toàn có thể. Giống như con mà chúng ta nhìn thấy trên vách núi bên ngoài kia. Nếu như con giết cửu U dán vào vách núi đó còn sống, thông đạo nó ra vào có lẽ có thể lớn như thế này. Diệp Phàm nói, đây là ổ của nó sao? Akiyama Linyifu lần đầu nghe nói, kinh ngạc há hốc miệng. Đoán thôi, Diệp Phàm nói, thứ này có lợi hại không? Tiêu Dương Thiên cũng chưa thấy qua, hỏi. Lợi hại chứ, một con giết cửu U lớn bằng thùng nước hoàn toàn có thể đánh bất phân thắng bại, thậm chí là cao cơ hơn một chút với một cường giả bán tiên thiên. Diệp Phàm nói, con to bằng thùng nước có thể đánh bại bán tiên thiên. Vậy thì dựa vào tỷ lệ của cái động này thì con rết đó ít nhất cũng phải to bằng cái xe container. Còn chiều dài chắc phải 5.060m thậm chí 100m. Vậy năng lực công kích của con rết này chẳng phải là có thể tiêu diệt hoàn toàn tiên thiên đại viên mãn sao? Tiêu Sắt Nhất cảm thấy rùng mình. Mẹ kiếp, mặc kệ đi, chúng ta nhiều người như vậy còn không giết được một con rết sao? Bao Nghị mắng. Đám người tiếp tục đi về phía trước, cho dù động trơn tuột. Cũng may không làm khó được mọi người. Có điều, một luồng khí cơ kỳ lạ khiến trong lòng mọi người có chút sợ hãi. Tôi cảm thấy mùi phía trước càng nồng hơn, mà trong cơ thể tôi cũng có phản ứng. Con rết trốn trong cung Nê Hoàn, không biết làm từ chất liệu gì kia dường như có chút trở nên điên cuồng. Lúc này, tiếng của Huyết Cương Thiền Mị truyền đến. Chẳng lẽ nơi này đúng là nơi đặt thân thể của nó? Diệp Phàm hỏi. Tôi cũng không biết nữa, dường như nơi này rất thân thiết. Như thể về nhà vậy. Huyết Cương nói. Hay nơi này đúng là nhà lúc đầu của ngươi? Diệp Phàm hỏi. Tôi cũng không rõ, thế nhưng cảm giác thân thiết này càng lúc càng đậm. Huyết Cương nói. Huyễn Ma, ông đã từng nghe qua thứ này chưa? Diệp Phàm hỏi. Chưa từng nghe nói, có điều, ở thời đại đó của chúng tôi có rất nhiều thứ kỳ quái. Ví dụ như, con chăn lớn bằng ngọn núi nhỏ tôi cũng đã gặp qua. Nếu như có con rết to như vậy thì cũng có khả năng. Những cao thủ tuyệt đỉnh thời cổ đại đều thích nuôi mấy con thú cưng cực lớn. Những con thú cưng này sau khi được dạy dỗ đều rất thông minh. Có một số thú cưng thậm chí có thể phát ra một số tiếng người đơn giản. Bởi vì các cao thủ đã huấn luyện chúng bằng hồn khí. Huyễn Ma nói, trèo lên trên khoảng 200.000-300m, tình hình trước mắt thực sự vô cùng thê thảm. Ở một chỗ trống trải. Nơi nơi đều có thạch nhũ vươn ra, thạch nhũ dày đặc khắp trong động như thể măng mọc. Trên mặt đất có, xung quanh, bao gồm cả vách động phía trên đầu cũng có. Nếu như không phải vì chúng là thạch nhũ thiên nhiên, Diệp Phàm còn nghĩ rằng đây phải chăng là cạm bẫy do cao thủ nào đấy sắp đặt. Phần nhô ra của những thạch nhũ này không dài, chỉ khoảng 1/3 mét. Thế nhưng, hiện giờ thì khác. Trên những thạch nhũ này cắm rất nhiều thi thể. Mấy người Diệp Phàm đếm thấy không dưới 20 thi thể. Hơn nữa, cơ bản đều là bị đâm xuyên qua người mà chết. Người chết dường như có người của đường thủ đạo, cũng có người của cùng âm giáo. Có một số tên còn trợn trừng mắt sợ hãi, chết rồi cũng không dám nhắm mắt lại. Mà trên mặt đất còn rải rác súng trường và đầu đạn, còn có những thứ như ám tiêu, đại đao. Cả động đều là nội tạng và máu tươi đã hơi chuyển sang màu đen, nhìn vào liền thấy ghê tởm, buồn nôn. Chẳng lẽ bọn họ sống mái với nhau thành ra thế này? Bao Nghị hỏi. Có thể lắm, có lẽ là sau khi ngẫu nhiên gặp nhau ở đây liền đại chiến một trận, sau đó càng đánh càng dữ dội, kết quả là những thi thể này. Akiyama Linyifu nói. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Các anh xem, tất cả những thi thể này đều là bị thạch nhũ cắm xuyên qua người mà chết. Nếu như là sống mái với nhau không thể nào ai cũng như vậy. Những thạch nhũ này cho dù có dày đặc hơn nữa thì vẫn có một chút khe hở để thi thể rơi xuống. Không có khả năng người nào trước khi chết đều vừa vặn rơi vào trên thạch nhũ. Diệp Phàm cảm thấy điều này rất khó hiểu. Anh xem thi thể dựa vào bên cạnh kia. Đúng lúc này, Phí Thanh Sơn chỉ vào nói. Diệp Phàm nhìn qua đó,
lập tức chấn động. Anh thấy thế nào? Diệp Phàm hỏi Phí Thanh Sơn. Dường như không phải người trong hai phe này. Phí Thanh Sơn nói. Ngoại trừ chúng ta chẳng lẽ còn có phe thứ tư sao? Tiêu Dương Thiên có chút nghi hoặc. Anh không nhìn kỹ rồi, người nọ dường như đã chết khá lâu. Phí Thanh Sơn nói, đám người Tiêu Dương Thiên và Tiêu Sát Nhất đều nhìn qua đó. Đúng thế thật, máu trên người tên này đã đông rồi. Hơn nữa, máu lại có chút đen tím. Không những thế, thi thể rõ ràng không còn tươi nữa. Nếu như vừa mới chết không thể nào có dáng vẻ thế này được. Hơn nữa, dường như còn là một người Nhật Bản. Tiêu Dương Thiên gật đầu nói. Qua đó xem là ai, không chừng Đại sư Thu Sơn có thể nhận ra. Bao Nghị nói xong liền định động thủ. Đợi đã, Diệp Phàm vội vàng ngăn lại. Chỉ là mấy cái măng đá với tử thi, có gì mà sợ. Tiêu Sát Nhất cho là Diệp Phàm cẩn thận quá mức, có vẻ dỗi, một tay giơ ra định hút thi thể kia lại. Xoẹt! Thi thể bị y hút lại, xoay chuyển đáp đất, đúng là một người Nhật Bản. Có điều, Quỷ Dã Tam Lang bất ngờ kêu lên, đây chẳng phải là Ma Cách Xương Trực sao? Ma Cách Xương Trực, cậu quen y sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, y chính là Ma Cách Xương Trực, đại đồ đệ của người cùng giữ chức hộ pháp với sư phụ tôi Điền Chuân Cửu Tử, nhị hộ pháp thôn Giã Chiếu Tiễn, người này là một thiên tài. Ba mươi mấy tuổi đã đạt đến cảnh giới bán tiên thiên. Cũng là một người kiêu ngạo nhất trong đám đệ tử hộ pháp chúng tôi. Bởi vì công lực y cao, tiền đồ rộng mở, phái cũng rất coi trọng y. Còn thưởng riêng cho y một căn biệt thự để luyện công. Không ngờ y lại chết ở nơi này, Quy Dã Tam Lang nói. Vậy xem ra sư phụ của anh đã bị ba tên hộ pháp khác ám toán trong này. Không những thế, lúc đó ám toán sư phụ của anh cũng không chỉ có ba tên đó, mà bọn chúng còn mang theo những người khác cùng vây đánh sư phụ anh. Kết quả là sư phụ anh còn chút sức tàn, chạy trở về. Diệp Phàm nói. Có lẽ là thế, có điều, chuyện này đã xảy ra nhiều năm, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Các anh xem, vài năm rồi tại sao thi thể của Ma Cách Xương Trực còn giữ được toàn vẹn như vậy? Theo lẽ thường hẳn đã thành một đống xương khô rồi, cho dù là môi trường nơi đây đặc thù thì cũng phải khô quắt đi chứ. Thế nhưng các anh xem, y trông không khác mấy so với người chết được hơn tháng. Một chút dấu vết phân hủy cũng không có, nhãn lực của Quy Dã Tam Lang cũng không tệ. Môi trường nơi đây cũng không có chỗ nào kỳ lạ, nếu như thi thể qua vài năm vẫn giữ được trạng thái tốt như vậy ít nhất cũng phải là môi trường khô ráo. Hơn nữa, nếu như nơi này là một môi trường kín mít thì còn có chút khả năng. Thế nhưng, nơi này không những không khô ráo, mà còn có chút âm u ẩm ướt. Môi trường như thế này không có lợi cho việc giữ gìn thi thể. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến thi thể của Ma Cách Xương Trực giữ gìn được tốt như vậy? Nhất định là có nguyên nhân khác phải không? Bao Nghị bắt đầu giống như một trinh thám rồi. Ừ, môi trường ở đây không có lợi cho việc giữ gìn thi thể. Thế nhưng y vẫn có thể giữ nguyên như vậy. Có khi nào là do lúc còn sống Ma Cách Xương Trực đã uống thuốc gì đó có thể giữ gìn thi thể. Còn có một khả năng, y không tới cùng lúc với Tam Đại Hộ Pháp. Có khi nào trước khi y chết, sư phụ y đã bôi thuốc chống phân hủy gì đó lên người y. Phí Thanh Sơn nói. Tiêu Sát Nhất ngồi xổm xuống lật thi thể của Ma Cách Xương Trực. Không cần kiểm tra đâu, không hề dùng thuốc hay thứ gì khác. Diệp Phàm nói, cảm giác của một bán độc nhân như hắn đối với vấn đề này đặc biệt nhạy cảm, ngửi một chút liền có thể đoán ra. Tiên sinh, tôi cảm thấy nơi này dường như có mùi của tôi lúc trước thì phải. Lúc này, Huyết Cương nói. Mùi trước kia, là ý gì? Diệp Phàm hỏi. Chính là mùi của cương thi, trước kia không phải tôi đã bị người ta luyện thành cái này sao? Huyết Cương nói. Chẳng lẽ nơi này là chỗ cao thủ cổ đại nào đó luyện cương thi, mà thi thể của Ma Cách Xương Trực lâu như vậy mà không bị hư thối? Có phải chính là nguyên nhân sau này sẽ chậm rãi trở thành cương thi không? Ví dụ như, tuy rằng chủ nhân nơi này đã không còn nữa. Nhưng một số môi trường hoặc là cái gì đó khi y còn sống đã bố trí vẫn còn. Vô hình chung khiến cho thi thể của Ma Cách Xương Trực không bị hư thối. Diệp Phàm nói. Tôi không rõ lắm, có điều. Tôi dường như có cảm giác thân thiết với nơi này. Huyết Cương nói. Chúng ta đi thôi, cứ đứng ngây ra ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Tiêu Sát Nhất có chút không kiên nhẫn, thúc giục, hơn nữa, thân thể phóng lên không trung, giữa đường rơi xuống, muốn đạp lên một cây thạch nhũ làm bàn đạp đi tiếp. Thế nhưng, đúng lúc này, biến cố đột ngột xảy ra. Vài cái thạch nhũ bên cạnh không ngờ toàn bộ bao vây lấy Tiêu Sát Nhất lao tới như mũi tên.
tốc độ cực kỳ nhanh, nháy mắt liền đâm tới trước mặt Tiêu Sắt Nhất. Là đâm chứ không phải là bắn ra, bởi vì, thạch nhũ dường như lại có công năng co rút. Trong nháy mắt liền có thể giải ra công kích người ta. Tên này mặt tái mét, thân thể vặn vẹo trên không trung. Hai trường phất ra định phá hủy đám thạch nhũ công kích quanh mình. Kỳ lạ là nội khí mạnh mẽ tiên thiên tầng đầu của Tiêu Sắt Nhất đụng vào thạch nhũ chỉ có thể làm chúng nghiêng đi hoặc hơi chật đi một chút lập tức lại đâm ngược trở về. Diệp Phàm vừa thấy vội vàng ra tay, hút nội khí, muốn kéo Tiêu Sắt Nhất trở về, còn Tiêu Dương Thiên bắn phi kiếm ra chém đám thạch nhũ công kích Tiêu Sắt Nhất. Cũng có hiệu quả, vài cái thạch nhũ bị thanh phi kiếm sắc bén của Tiêu Dương Thiên chặt đứt. Còn thân thể của Tiêu Sắt Nhất được nội khí của Diệp Phàm kéo về cũng bay về phía này. Có điều, đúng lúc này, toàn bộ thạch nhũ trong động cứ như bị chọc giận hoặc là bị kích phát, tất cả đều co duỗi như cái mũi khổng lồ, công kích về phía này. Quá bất ngờ khiến mọi người có chút luống cuống, bởi vì thạch nhũ quá nhiều, có lẽ không dưới mấy trăm cái. Hiện trường nhất thời xảy ra hỗn chiến. Không thể chém nứt nữa, nếu như còn chém, có lẽ tất cả đều tiêu đời. Lúc này, giọng nói của Huyễn Ma truyền đến. Chương 3542, thi thư khổng lồ. Sao lại nói vậy? Diệp Phàm vừa công kích thạch nhũ vừa hỏi. Cái này căn bản không phải thạch nhũ, tôi nghi ngờ chúng nó là xúc tu của động vật gì đó. Cậu có thấy không, toàn bộ sơn động đều đang co rút, loạng choạng. Tôi có thể khẳng định đây không phải là ảo ảnh do cao thủ chế tạo ra mà là tình huống thực tế. Cậu nói xem sao sơn động có thể co rút giãn nở được chứ? Huyễn Ma nói. Nếu không phải ảo ảnh thì thật đáng sợ, chẳng lẽ cả sơn động này chính là một hệ thống cơ quan? Diệp Phàm nói. Cơ quan, cũng có thể lắm. Có điều, không thể tiếp tục chém nứt nữa. Anh có nhận ra không? Những thứ có dạng thạch nhũ bị các anh chặt đứt đó lập tức tỏa ra một ít sương mù. Không lâu sau giống như băng tan ra, bốc hơi thành vật chất dạng khí. Tuy rằng hiện tại tôi vẫn không biết rõ vật chất dạng khí này có hại gì. Có điều, tôi có thể khẳng định, sau khi chúng hóa dạng khí tuyệt đối không phải chuyện tốt đối với các cậu. Huyễn Ma nói, cũng đồng ý với quan sát viên Diệp Phàm. Không chém hoàn toàn có được không? Mấy thứ này công kích quá sắc bén. Chỉ trốn tránh thôi thì không ăn thua. Diệp Phàm nói đột nhiên hít hít mũi. Tiên sinh, đây là mùi thi thể thối rữa. Lúc này giọng nói của Huyết Cương truyền đến. Thi thể thối rữa, không có thi thể thì thứ khí này ở đâu ra? Diệp Phàm hỏi. Tôi cũng không biết, có điều, loại khí này rất có hại với các ngài. Tính ăn mòn của nó quá mạnh, đây là trực giác của tôi, hình như vật chất dạng khí này chính là nguyên liệu tốt để tạo ra cương thi. Huyết Cương nói. Mẹ nó, chúng ta rơi vào động chế tạo cương thi rồi. Diệp Phàm hét to một tiếng, Huyễn Ma, ông không có cách nào sao? Tôi làm sao nghĩ được cách gì? Huyễn Ma hừ một tiếng. Sau nửa tiếng đồng hồ, mấy người Diệp Phàm đều chết mệt. Người nào người ấy mồ hôi như mưa chứ đừng nói đến nội khí đều đã tiêu hao hết. Mà thạch nhũ còn đến hơn trăm cái, hơn nữa, lúc này mọi người đều rõ ràng cảm thấy đầu óc choáng váng. Cứ tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ phải bỏ mạng nơi này. Phí Thanh Sơn kêu lên. Có điều không làm cũng không được, lại mười mấy phút đồng hồ nữa trôi qua, cho dù Diệp Phàm có mười mấy cái đan điền bên ngoài cũng mệt mỏi không chịu nổi nữa. Mọi người dần dần tụ lại, hình thành một vòng vây, mệt mỏi chống đỡ bên ngoài. Bà nội nó, nổ chết bọn bây đi, Bao Nghị tức giận, ném ra một quả lựu đạn. Ầm ầm một tiếng nổ to, Diệp Phàm phát hiện, thứ có dạng thạch nhũ kia không ngờ dường như sợ lửa, co rút rất nhanh. Có điều, lập tức bật trở lại. Các anh ném lựu đạn về phía sau, tôi đi trước mở đường. Diệp Phàm quyết định thật nhanh, ra lệnh, lao về phía trước. Bàn tay có thể phát ra trường lực nóng như lửa đánh ra. Một luồng nội khí chứa khí cơ nóng bỏng đốt qua. Đúng là có hiệu quả, đám thạch nhũ gặp phải trường lực của Diệp Phàm tự động co rút lại. Hơn nữa, tốc độ bật trở lại cũng chậm đi không ít. Cho nên, trong thời gian gián đoạn chỉ vài giây lúc chúng bật trở về, Diệp Phàm liền vọt qua. Đám người Phí Thanh Sơn cũng can đảm lao theo Diệp Phàm, còn người phía sau thì ném lựu đạn ra. Bởi vì có nội khí chống đỡ nên khi lựu đạn ném xuống đất cũng không làm hại đến mình. Cho nên, trong đám khói đen mù mịt, mọi người rốt cuộc cũng xông được ra ngoài. Tất cả mọi người mệt đến mức nằm bò ra đất. Ngồi thiền khôi phục công lực đi, bằng không gặp phải cao thủ tất cả chúng ta sẽ bỏ mạng nơi này đấy. Diệp Phàm đá đá Bao Nghị, công lực tên này yếu nhất. Mệt đến mức ngồi phịch dưới đất thở dốc, bị Diệp Phàm đá một cái không ngờ vẫn không bò dậy nổi.
còn không đứng dậy tôi chém đứt tay đấy. Diệp Phàm tức giận, Bao Nghị thấy tên này thay đổi nhân cách cứ như hung thần, biết hắn không nói đùa. Không còn cách nào khác, đành phải bò dậy ngồi thiền. Còn Diệp Phàm chia nhân sâm già hơn 20 năm cho mọi người ăn, bắt đầu ngồi thiền. Nghỉ ngơi được mười mấy phút thể lực của mọi người mới khôi phục được khoảng 30%. Bao Nghị đột nhiên mở to mắt hô lên, mau nhìn xem cái gì kìa. Diệp Phàm liền nhìn qua, sắc mặt cũng khá khó coi. To như vậy, trời đất ơi, thứ gì không biết, hình như còn có thể cử động thì phải. Hồng Tà nói, bởi vì sơn động phía sau còn to gấp mười mấy lần cái trước mặt. Mà phía sau có thứ gì đó đang bỏ đến, thứ này không nói rõ được là nó giống cái gì. Có chút giống như một con giòi bọ khổng lồ, thân hình rất to, tuyệt đối to hơn nhiều so với xe tải 8 bánh sau. Quái, vừa rồi chúng ta chạy qua chỗ này đâu có phát hiện thấy thứ này. Hơn nữa, thể tích thứ này khổng lồ như vậy, còn to hơn cả sơn động vừa rồi nữa. Nó từ đâu chui ra vậy, chẳng lẽ nó biết xúc cốt công, có thể co duỗi bỏ ra. Akiyama Linyifu nói, biết co duỗi thì tại sao bây giờ lại không co lại. Hồng Tà nói, nếu tôi đoán không nhầm thì vừa rồi chúng ta đã chạy ra khỏi bụng của thứ này. Diệp Phàm sắc mặt âm trầm, nói. Chạy ra từ bụng, không thể nào, anh xem, nếu chúng ta vừa chạy ra từ bụng nó thì sao không thấy lỗ hổng? Chỉ có thể nói là chạy ra khỏi miệng nó, thế nhưng cái miệng này của nó vừa rồi chúng ta chẳng cảm thấy gì cả. Tiêu Sắt Nhất không tin lời Diệp Phàm. Hừ, vừa rồi là tôi xung phong đi đầu, cảm thấy cửa động phía trước quá nhỏ cho nên đã quất cho nó một roi. Lúc ấy cảm thấy cửa động đó dường như bị roi của tôi quất nứt to ra nhiều, cho nên mới xông ra ngoài. Các anh xem, trên miệng thứ này có phải có một vết rách còn đang chảy ra chất lỏng màu xanh hay không? Diệp Phàm chỉ vào miệng thứ kia, nói. Cái này, dường như, đúng là có thật. Chúng ta đúng là vừa mới chạy ra khỏi bụng nó. Như vậy có thể giải thích đám thạch nhũ biết co duỗi kia rồi. Vậy căn bản chẳng phải thạch nhũ gì hết. Có lẽ chính là thứ hỗ trợ tiêu hóa trong dạ dày của thứ này. Chẳng qua giống với thạch nhũ thôi. Phí Thanh Sơn nói. Không đúng, các anh xem. Nếu như là ra khỏi từ bụng nó, giả dụ vừa rồi chúng ta không cẩn thận đi vào dạ dày nó từ phần mông, vậy tại sao thi thể của cái tên ma cách xương trực chết lúc trước lại không bị tiêu hóa? Y đã chết nhiều năm, dạ dày này chẳng lẽ còn chuyển thành nơi cất giữ? Tiêu Sắt Nhất lắc đầu nói. Cái này đúng là rất khó giải thích, có điều, chúng ta đi trước. Thứ này tuy rằng bò chậm, nhưng để nó đuổi theo cũng phiền phức lắm. Diệp Phàm nói. Cảm thấy thể lực đã khôi phục khoảng 50% dưới tác dụng hỗ trợ của nhân sâm. Nó đi như sên ấy, sợ cái gì? Tiêu Sắt Nhất coi thường nhìn con quái vật cách mình hơn 100 mét. Có trời mới biết cái thứ này hiện giờ đi chậm như vậy có khi nào lại đột ngột đi nhanh hơn, vẫn là mau đi về phía trước thôi. Phí Thanh Sơn nói, hơn nữa, thứ này đúng là lợi hại. Không ngờ lại mở rộng phần mông chờ người ta đi vào. Hơn nữa kề sát sơn động khiến chúng ta khó có thể phát hiện. Mọi người vừa nghe toàn bộ liền đứng lên đi về phía trước. Có điều, mới đi được mấy chục mét, Diệp Phàm đã dừng bước. Sao lại không đi nữa? Tiêu Sắt Nhất thúc giục hỏi. Đi cái rắm, anh đi mà xem. Diệp Phàm tức giận nói, mọi người dương mắt nhìn phía trước, lập tức cả người liền run rẩy. Bởi vì, phía trước động không ngờ cũng có một con như vậy, hai con này như anh em song sinh, một trước một sau chặn đứng đám người Diệp Phàm ở giữa. Cho dù chúng nó có đi như sên thì sớm hay muộn cũng đuổi kịp. Bởi vì, hai con này để cho đám người Diệp Phàm một khoảng cách không đến 100.200 mét. Hơn nữa, đoạn đường động này dường như rất thẳng. Thứ này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài, chúng ta dứt khoát đào tường đi, đừng tìm đường ra nữa. Tiêu Dương Thiên nhíu mày nói. Tiêu Sắt Nhất rút kiếm ra đâm vào vách động, có điều, vừa đâm vào sắc mặt liền trở nên khó coi. Nham thạch này quá cứng. Cho dù toàn bộ chúng ta ra tay đào cũng không nhanh bằng tốc độ chúng bỏ tới. Tiêu Sắt Nhất nói. Diệp Phàm cũng vươn tay ra thử xem, gật đầu. Chúng ta tốt hơn là công kích về phía trước đi, bằng không, đợi hai con này cùng tấn công tới thì chúng ta liền bị giáp công hai đầu. Diệp Phàm nói. Tiên sinh, thứ này gọi là Thi Thư Thư, rồi. Lúc này, tiếng của Huyết Cương truyền đến. Thi Thư là cái gì? Còn nữa, nó lợi hại thế nào? Sao ngươi biết được? Diệp Phàm hỏi. Tôi không rõ lắm, sau khi nhìn thấy chúng nó tôi tự nhiên nảy ra ý nghĩ này. Thứ này tuy toàn thân mềm nhũn, nhưng khắp người đều là thi độc.
anh chém bừa một nhát liền có thể bay ra một lượng lớn thi độc. Cũng tức là, anh hủy toàn thân nó rồi, thi độc kia cũng sẽ lấy mạng của anh. Huyết Cương nói. Giải quyết thế nào? Diệp Phàm truy hỏi. Bụng của nó có thứ dạng như túi khí, nếu như có thể chọc thủng, nó sẽ như quả bóng cao su thổi phồng bị xẹp xuống. Các anh liền có thể đi qua. Huyết Cương nói. Quái, hình như ngươi trước kia không biết về những thứ này mà. Diệp Phàm khá khiếp sợ. Đúng vậy, lúc trước không nhìn thấy bọn chúng, tôi không nhớ ra được gì. Thế nhưng vừa thấy chúng, trong đầu tôi liền nảy ra suy nghĩ đó. Huyết Cương nói. Ta cảm thấy nơi này có thể có liên quan đến việc ngươi hồi phục trí nhớ. Diệp Phàm nói. Tôi cũng muốn khôi phục trí nhớ, nếu không, sống không biết rõ ràng thế này rất khổ sở. Huyết Cương nói. Ôi, có lẽ đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chỉ sợ sau khi ngươi khôi phục trí nhớ, gánh nặng trên vai sẽ càng nặng. Diệp Phàm thở dài nói lại với mọi người chuyện túi khí. Túi khí ở dưới đáy bụng nó, muốn chọc thủng nó nhưng đến đó bằng cách nào? Cho dù muốn lật ngược nó lại cũng không thể nào làm được. Con thi thư này to xấp xỉ sơn động, dường như là dán vào bốn phía sơn động mà đi. Bao Nghị nói. Mấu chốt là túi khí đó nằm ở đâu chúng ta cũng không biết rõ. Phí Thanh Sơn nói. Chúng ta cùng công kích, xem có nghĩ được cách nào để nó tự động lật ngửa hay không. Có điều, phải chú ý đừng tấn công vào da nó. Đánh vào bên trong là tốt nhất, Diệp Phàm nói. Thế là, tất cả mọi người đều cách không dùng nắm đấm nện lên mình thi thư. Điều khiến người ta thất vọng là con vật kia cứ như bông gòn, anh đánh một quyền vào liền xẹp xuống. Quyền của anh vừa thu về nó lại bật ra, giống như đánh một cách vô ích. Cứ thế này đánh đến chết mệt cũng chẳng có tác dụng gì, dường như chẳng hề khiến nó bị thương. Phí Thanh Sơn lắc lắc đầu. Chương 3543, không tin không đánh chết được mày. Tôi thấy vẫn nên tiếp tục đánh, tôi không tin không làm nó bị thương được. Dù thế nào thì nội tạng nó cũng phải bị thương chứ. Diệp Phàm nói. Mấy người lại đánh tiếp, nắm tay lại không ngừng đấm vào đầu thứ đó như giáng búa. Thấy khoảng cách giữa hai con thi thư đã rút ngắn còn khoảng 50 mét, thế nhưng thi thư vẫn không có dấu hiệu bị thương nặng. Cứ làm như vậy không phải là cách. Hồng Tà nói. Đúng vậy, đánh không chết. Có điều, dường như chúng nó cũng không có năng lực công kích lớn lắm. Tôi đang nghĩ, năng lực công kích của chúng chủ yếu nằm ở trong bộ phận dạ dày. Chỉ khi nào nuốt người vào mới có thể giải quyết chúng ta. Tiêu Sắt Nhất nói. Nếu như khả năng công kích của bộ phận bên ngoài kém, chúng ta hãy tiếp cận nó. Sau đó nhấc phần phía trước của nó lên. Chúng ta hai người một xếp thành tháp nâng lên, nếu như có thể nâng lên, lộ bụng thì dễ hành động rồi. Diệp Phàm nói. Thứ to như vậy có thể nâng lên được sao? Chủ yếu là nó dán vào sơn động, trừ khi phía trên có không gian, thế nhưng không có không gian mà. Tiêu Dương Thiên hỏi. Có nâng lên được không chúng ta cứ thử xem, cũng không thể cứ ngồi yên đợi chúng nó gặp nhau. Phí Thanh Sơn nói. Thế là, Hồng Tà và Tiêu Dương Thiên xuất phát sớm nhất, đến phía dưới đầu con thi thư. Hai người ra sức đẩy lên trên, không ngờ hai người hợp lực đẩy lên cao được khoảng 1 mét. Tiếp tục đi, thêm chút nữa. Diệp Phàm kêu lên. Hai người này nghẹn tới mức mặt đỏ bừng, còn Phí Thanh Sơn và Tiêu Sắt Nhất dẫm lên vai hai người, nâng lên trên. Akiyama Li Nhifu và Bao Nghị hai người đẩy mông bọn họ, cứ như vậy chậm rãi nâng lên trên như nâng núi. Mười mấy phút trôi qua, rốt cuộc đã nâng thi thư lên được gần 3 mét, lộ ra phần bụng phía dưới. Mà thi thư ngoại trừ ngoáy ngó thân mình khổng lồ thì cũng không có biện pháp công kích nào khác. Đôi mắt ưng của Diệp Phàm quét qua, rốt cuộc phát hiện dưới bụng con này có một thứ có dạng túi khí màu đỏ. Mẹ kiếp, không đâm thủng được mày tao làm cháu con rùa, ông nội Diệp của mày đến đây. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, mũi nhọn của Diệt Hồn Thương lập tức vươn dài ra hơn 1 mét, cách không đâm tới. Bụp một tiếng, dường như khí cầu màu đỏ đã bị đâm thủng, một luồng chất lỏng màu đỏ như vòi nước cao áp sau khi bị nổ xì ra. Lập tức tưới đầy lên toàn thân mấy người Tiêu Dương Thiên đang ra sức nâng thi thư lên. Thằng danh ngươi làm gì thế, bẩn chết đi được. Huyễn Ma kêu ầm lên, bởi vì Diệt Hồn Thương đương nhiên cũng đã uống no chất lỏng màu đỏ này. Một mùi hôi thối kỳ lạ thối đến mức Diệp Phàm thiếu chút nữa nôn hết nhân sâm núi vừa ăn ra. Mấy người nhanh chóng rời khỏi con giòi, không lâu sau, con thi thư khổng lồ xẹp xuống với tốc độ nhanh chóng. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Thi thư có rút lại chỉ còn bằng một con trâu.
mặt đất nhất thời chảy đầy chất lỏng màu xanh, như thể xảy ra một trận lũ bất ngờ cao 1/3 mét. May sao công lực đám người Diệp Phàm cao, nhanh chân nhảy lên vách động, dán vào đó, bằng không đã phải tắm trong dịch thi thư rồi. Hơn nữa, đám người Diệp Phàm khiếp sợ phát hiện, tính ăn mòn của chất lỏng màu xanh kia quá mạnh. Cho dù là đá hoa cương cứng rắn chỉ trong thời gian ngắn đã bị dịch thi thư này ăn mòn đến hơn 10 phân. Nếu như người ngâm vào trong đó có lẽ chỉ có thể trừ lại một chút xương cốt. Có điều, còn phía sau khi phát hiện ra tình hình này, không ngờ ngửa lên trời kêu u một tiếng, như thể vô cùng đau lòng. Nó đột nhiên mở rộng miệng. Chạy mau! Diệp Phàm kêu lên. Mấy người liều mạng đạp lên thi thể của thi thư, bắn đi như tên, đồng thời, một luồng chất lỏng màu xanh phía sau bắn tới. Quy Giã Tam Lang được Hồng Tà cõng, Hồng Tà chậm một chút, chất lỏng màu xanh kia phun lên người Quy Giã Tam Lang. A! À, Quy Giã Tam Lang kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, trên người bốc lên một mùi khét lẹt. Thả anh ta xuống. Diệp Phàm vội kêu lên, Hồng Tà bộc một tiếng đã sớm ném người này xuống đất. Quy Giã Tam Lang liều mạng lăn lộn trên mặt đất, đau đớn kêu thảm. Không lâu sau, thân thể dường như bị axit mạnh ăn mòn, không ngờ ăn mòn, bốc khói với tốc độ nhanh chóng. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Quy Giã Tam Lang chỉ còn lại một khung xương và một ít thịt, đám người Diệp Phàm nhìn mà rùng mình. Ngay cả Bao Nghị đã nhìn thấy không ít thi thể cũng buồn nôn. Mẹ kiếp, quá lợi hại. Bao Nghị vẻ mặt sợ hãi. Có chút kỳ lạ, tại sao trước khi chúng ta tấn công, con thi thư kia không tấn công chúng ta như con phía sau? Nếu không chúng ta đã gặp phiền phức rồi. Hồng Tà nói. Đúng vậy, lạ thật nha, chẳng lẽ con phía sau kia lợi hại hơn con phía trước nhiều? Tiêu Sắt Nhất cũng không thể hiểu nổi. Tôi không nghĩ như vậy. Có lẽ là loại công kích này giống như chơi trò chơi tử vong vậy. Nếu như tôi đoán không sai thì sau khi nó công kích như vậy thì bản thân nó cũng tiêu đời. Tiêu Dương Thiên nói, có cần quay lại xem nó đã tiêu đời hay chưa không? Tên Hồng Tà này thực ra rất hiếu kỳ. Xem cái gì, nếu như chưa chết, cho chúng ta thêm một đòn thì cậu chịu được không? Phí Thanh Sơn nói, cũng đúng, vẫn nên mau chóng khôi phục công lực. Đừng để đến lúc gặp phải người của đường thủ đạo chúng ta đã mất đi sức chiến đấu thì không ổn. Diệp Phàm nói, ngồi xếp bằng. Lạ thật, đám người hai phe sao không thấy tung tích đâu nữa. Có khi nào đã bị hai con này nuốt hết rồi hay không? Hồng Tà hỏi. Hay là chúng ta đã đi sai đường rồi? Tiêu Sắt Nhất hỏi. Chỉ có một đường này thôi, làm sao có thể đi nhầm được? Hơn nữa, trong bụng thi thư không phải đã phát hiện ra người của đường thủ đạo và cùng âm giáo hay sao? Điều này chứng minh bọn họ đã đi qua chỗ này. Có điều, bọn họ đã đi qua bằng cách nào, cũng thật kỳ lạ. Phí Thanh Sơn nói. A, a. Đúng lúc này, mơ hồ có một tiếng kêu truyền đến. Hình như là có người đang kêu. Bao Nghị nghe xong nói. Có lẽ là người của đường thủ đạo và cùng âm giáo, tiếng kêu kia nghe thật thảm. Có thể nào là gặp phải chuyện kinh khủng nào đó hoặc là tiếng kêu thảm trước khi chết không? Diệp Phàm nói. Mấy người không để tâm đến điều này, vội khôi phục công lực. 5 tiếng đồng hồ trôi qua, công lực cũng đã khôi phục 8 phần, có điều, Diệp Phàm cũng rất đau lòng. Xâm Vương 30 năm tuy rằng khiến công lực khôi phục nhanh, nhưng mà tốn quá. Các anh nghe đi, lại kêu rồi. Bao Nghị nói. Đến xem. Diệp Phàm nói. Dẫn đầu đi về phía tiếng kêu truyền đến. Vừa đi qua hai khúc quanh không ngờ phát hiện có một lối rẽ cũng tụ về đây, Diệp Phàm đứng ở đầu đường cẩn thận quan sát. Phát hiện phía trước chỉ còn lại một con đường, hơn nữa, đầu đường còn có 3 thi thể nằm đó. Một thi thể trong số đó là tứ trưởng lão Liễu Quy Ngôn của đường thủ đạo. Chắc hẳn bọn họ đi đến từ lối rẽ này, cho nên, đường động chúng ta đi không giống với bọn họ. Có điều, ngay cả người dẫn đầu của đường thủ đạo cũng chết rồi. Chẳng lẽ toàn bộ người của đường thủ đạo đều bị người của cùng âm giáo tiêu diệt hết rồi? Diệp Phàm nói. Có chút không hợp lý, vừa rồi chúng ta đã thấy. Ngoại trừ đi qua bụng của thi thư thì không còn lối rẽ nào khác. Hơn nữa, đường thủ đạo và cùng âm giáo đều có người chết trong bụng nó. Sau khi chúng ta đi ra cũng không phát hiện ra lối rẽ nào khác. Akiyama Linyifu nói. Có một số việc nhìn thì có vẻ không hợp lý, nhưng trên thực tế lại là hợp lý. Ví dụ, chúng ta ra khỏi bụng thi thư vừa khéo bắt gặp lối rẽ này. Nói không chừng chỗ chúng ta lao ra khỏi bụng nó không phải cái lỗ mà chúng ta đã gặp phải. Có lẽ thân thể của thi thư còn có lỗ ở chỗ khác, hoặc là bị chúng ta chém ra một lỗ.
Diệp Phàm nói. Con thi thư kia dường như không bị thương thì phải. Tiêu Dương Thiên nói. Một vết thương như thế đối với con thi thư khổng lồ cũng chẳng ăn nhầm gì. Diệp Phàm nói, có điều, cảm thấy lý luận của mình cũng không vững chắc lắm. Mặc kệ nó đi, cứ đi về phía trước là được. Hồng Tà nói, đường động phía trước vang lên tiếng kêu còn thảm thiết hơn, không lâu sau, rất nhiều tên toàn thân đầy máu chối chết chạy đến. Như thể phía sau có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang đuổi theo, đám người Diệp Phàm gián sát bên vách đá đều cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa, tên dẫn đầu chạy tới không ngờ là phó giáo chủ của Cùng Âm giáo, Khắc La Tư Mã. Giờ phút này người này sợ hãi mở to mắt, cái mũi trên mặt không thấy đâu nữa. Không những máu tươi toàn thân chảy ròng ròng mà cánh tay trái cũng không biết đã biến đi đâu. Thậm chí trên bụng còn có một cái lỗ đang chảy máu. Giết thôi. Diệp Phàm nói, mấy đại cao thủ đồng loạt ra tay. Dầm. Bọn người kia chỉ lo chạy trối chết. Nào ngờ tới sẽ có cao thủ mai phục. Chỉ vài quyền liền có thể đấm văng liền mấy tên lên vách núi, chết ngay tại chỗ. Còn Khắc La Tư Mã thân thủ cao nhất phản ứng rất mau, nhưng vẫn không thể chống đỡ được hai quyền liên thủ của Diệp Phàm và Hồng Tà. Bụng tên này bị đánh xuyên qua, cả người đập vào vách núi, trượt xuống. Phát hiện cái gì ở phía trước, nói mau. Diệp Phàm hỏi bằng tiếng Anh, hơn nữa còn thêm hóa âm mê thuật. Phía trước có gì sao, ha ha ha. Người đi thì biết. Tên Khắc La Tư Mã này đúng là độc ác, có lẽ cũng biết bản thân không sống nổi. Quả nhiên ầm một tiếng, dùng nội khí tự nổ tung bụng mình, nháy mắt, đầu ngoẹo một bên, chết tươi. Hồng Tà nhanh tay bắt lấy một tên thuộc hạ, Bao Nghị hỏi bằng tiếng Anh, có điều, tên kia dường như quá sợ hãi căn bản cũng không nói được gì, không lâu sau, mất máu nhiều mà chết. Ngay cả cường giả tiên thiên đại viên mãn cũng chết thê thảm như vậy. Phía trước nhất định đã xảy ra chuyện gì khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Dương Thiên vẻ mặt lo lắng nói. Đúng vậy, người dẫn đầu của đường thủ đạo và Cùng Âm giáo đều chết hết. Xem chừng phía trước không thể đi được rồi. Nếu như đi tiếp có lẽ chúng ta khó có thể sống sót. Tiêu Sắt Nhất có ý lùi bước, bởi vì ngay cả cao thủ như Khắc La Tư Mã cũng chết, không thể không khiến người ta sợ hãi. Sợ cái gì, đã đến rồi thì phải tìm hiểu đến cùng. Là cao thủ tiên thiên rồi còn sợ sệt như thế. Hồng Tà bất mãn trừng mắt lườm hai tên này. Xin lỗi, việc này tôi thấy nên dừng ở đây đi. Nếu Diệp tiên sinh muốn đến tổng bộ của đường thủ đạo thì chúng tôi đi cùng anh. Nơi này tôi thấy không cần thiết phải đi tiếp. Không phải Tiêu Dương Thiên tôi sợ chết, phái Hoa Sơn chỉ còn lại hai người chúng tôi là có thể coi như có chút thân thủ. Còn đại sự của môn phái phải lo, chúng tôi không thể không thận trọng. Hơn nữa, tôi cũng muốn khuyên các anh, đừng đi tự sát, Khắc La Tư Mã ấy, trong chúng ta chỉ có mấy người có thể đánh thắng y, mà y cũng đã chết rồi. Tiêu Dương Thiên nói,